Rồi, chỉ là vì sự tình đệ tử của hắn lúc trước e là đã kết tội lớn rồi. Hàn Tiền Bối sẽ không bất mãn đối với thánh đảo đó chứ? Nam tử trắng nõn cười khổ một tiếng, nói, nghe được lời này, không ít thánh đảo trưởng lão biến đổi sắc mặt. Yên tâm đi, Hàn Tiền Bối có thể bước vào đại thừa chi cảnh tâm cảnh tự nhiên sẽ không phải là hạng tiểu nhân. Huống hồ, hành động lúc trước của chúng ta tự nhiên cũng vì tương lai hai tộc mà suy tính, Hàn Tiền Bối sẽ tuyệt không bởi vì chuyện này mà xử tội đâu. Lão giả không cho là đúng, nói. Nghe lão giả nói vậy, những trưởng lão khác không khỏi dịu sắc mặt xuống. Lão giả cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa thì ngoài đại điện truyền đến một thanh âm thanh thúy. Chư vị đạo hữu quả nhiên toàn bộ ở dây, như vậy ngược lại không cần tiểu muội phải đi tìm từng người thông báo rồi. Vừa dứt lời, ngoài điện chợt xuất hiện một thân ảnh lắc lư đi tới, là ba nữ tử. Đúng là Lý Dung, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi ba người. Người vừa lên tiếng tự nhiên là Lý Dung rồi, trên mặt một mảnh cười dịu dàng duy chỉ hàn lập cùng giải đạo nhân là không thấy bóng dáng a à, là lý tiên tử linh lung đạo hữu hàn tiền bối hẳn là đã đến trong đại điện lập tức xôn xao một trận lão giả giật mình liền đứng dậy hỏi hàn tiền bối đích xác là đã đến thánh đảo nhưng tiền bối không cùng đi với ta mà đi tới một địa phương trên đảo rồi bất quá chư vị yên tâm đi hàn tiền bối nói là sẽ nhanh chóng tới gặp mặt mọi người lý dung tự nhiên cười nói đáp chương 2208, Thiên Thư Các. Cùng lúc đó, ở phía dưới một vách vực sâu, Hàn Lập đang chớp mắt ngắm nhìn vách tường tinh thể cao trăm trượng trước mặt. Ở bên cạnh là giải đạo nhân mặt không chút biểu cảm, cũng đang quan sát vách tường tinh thể cực lớn đó. Ở cách xa hai người bảy, tám trượng, có hai ông lão áo lục đang sợ hãi khoanh tay đứng. Dĩ nhiên hai người này chính là người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây và đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Nhưng ngay khi vừa đến đây, Hàn Lập liền khẽ phát ra linh áp đại thừa, tất nhiên đã khiến cho hai ông lão trở nên sợ hãi, không hề dám ngăn cản. Lúc này, Hàn Lập đã nhìn qua một lần toàn bộ chữ viết màu vàng lấp lánh trên vách tường tinh thể, rồi ánh mắt hắn tập trung nhìn về bên trên dòng chữ cổ màu vàng đứng thứ ba. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Hàn Lập lầm bẩm với giọng thấp không thể nghe thấy, bất giác nâng một tay lên bắt đầu khẽ vuốt lên cổ tay kia. Khi ngón tay chạm đến chỗ một hoa văn được che dưới ông tay áo, nó liền trở nên nóng rực khác thường, thậm chí còn có cảm giác đau âm ỉ hàn lập thở dài một hơi đứng im đó hỏi một câu huyền thiên chảm linh kiếm chính là kiện huyền thiên chi bảo mới xuất hiện nhất trên bảng này nghe nói khi nó mới xuất hiện đã làm cho các tộc trên phong nguyên đại lục điên đảo một trận kính thưa tiền bối khi huyền thiên chi bảo vừa xuất hiện trên bảng không chỉ phong nguyên đại lục mà các siêu cấp đại tộc ở đại lục khác cũng phái người đi tìm kiếm một phen có điều chẳng hiểu vì sao mà bọn họ không thành công cũng không thấy chuyển đến tin tức gì dẫu vậy thì chắc rằng các đại tộc này vẫn đang âm thầm tìm kiếm Hai lão giả áo lục liếc nhìn nhau, rồi một người tiến lên trước một bước, cung kính trả lời. "Chắc là thế, Giải huynh, bảng này đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi." Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, chỉ gọi Giải đạo nhân rồi liền xoay người rời đi. Kính tiến hai vị tiền bối, hai lão giả áo lục vội vàng cúi người đưa tiễn. "Giải huynh, người có biết chút gì về Hỗn Độn Vạn Linh bảng này không?" Sau khi rời xa Hỗn Độn Vạn Linh bảng, Hàn Lập chợt quay sang hỏi phía Giải đạo nhân trong trí nhớ của ta không có thông tin liên quan đến vật này trước kia cũng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến tuy nhiên vừa rồi ta có thể cảm thấy một tia tiên linh khí trên vách tường tinh thể đó tiên linh khí hàn lập vốn cũng chỉ hỏi bâng quơ thế thôi không hy vọng gì nhiều nên nghe thấy vậy liền khẽ giật mình đúng vậy mặc dù rất ít ỏi nhưng lại rất tinh khiết không thua gì tiên linh khí trong linh dịch mà trước đây đạo hữu đã cung cấp cho ta giải đạo nhân thẫn thờ trả lời khá thú vị đấy xem ra dù đã mất liên lạc nhiều năm nhưng giữa linh giới chúng ta và tiên giới vẫn còn có một số vấn đề không thể thực sự chấm dứt được hàn lập thoáng trầm ngâm rồi cười lạnh tự nhủ sắc mặt giải đạo nhân không thay đổi cũng không nói thêm bất cứ điều gì thánh đảo cũng không rộng lắm với bản đồ do lý dung cung cấp chẳng biết hàn lập quẹo trái quẹo phải như thế nào đã đi tới trước một truyền tống trận loại nhỏ hắn và giải đạo nhân bước vào trong trận sau đó giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết pháp trận kêu lên vù vù tỏa ra ánh sáng trắng ngà, thân hình cả hai liền trở nên mơ hồ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau, trước một tòa nhà cao bảy, tám chục trượng, ánh sáng trắng lóe lên, Hàn Lập và Giải Đạo Nhân chợt hiện ra trong một tòa pháp trận khác. Thiên Thư Các, Hàn Lập ngẩng đầu liếc nhìn qua một tấm bảng cực lớn treo phía trên cửa chính tòa nhà, vẻ mặt trở nên hơi khác lạ, rồi hắn quay đầu nói với Giải Đạo Nhân. Giải Huynh, người tạm thời ở đây chờ ta nhé, ta đi một lát rồi sẽ quay lại xin hàn đạo hữu cứ tự nhiên giải đạo nhân trả lời không chút do dự hàn lập gật đầu rồi đi đến trước cửa chính của tòa nhà chỉ một chốc sau hắn đã đứng trước một bà lão có gương mặt cực kỳ tái nhợt mà bình tĩnh nói nghe nói thiên thư các thu thập được vô số bí thuật tại hạ định vào xem một lúc đạo hữu có thể mở cấm chế ra không gương mặt người rất xa lạ không lẽ là đạo hữu mới vào đảo sao nếu đã đến đây thì chắc cũng nên hiểu rõ quy củ của thiên thư các bà lão ngồi xếp bằng ở chính giữa đại sảnh rộng rãi tầng 1, hơi nghi hoặc quan sát đôi mắt hàn lập, rồi nhướng mày nói. Người trước mặt này thâm sâu khó dò, không có cách gì để đoán được tu vi của đối phương, sao không khiến cho bà ta thầm giật mình trong lòng được. Muốn nghiên cứu một loại bí thuật thì hoặc phải trả một khoản linh thạch, hoặc là dùng một loại bí thuật mà bản các chưa siêu tầm được đem ra đổi đúng không? Hàn lập mỉm cười rồi nói, đúng là như thế, đạo hữu chắc định trả linh thạch nhỉ dù rằng lượng linh thạch để nghiên cứu một loại bí thuật là cực lớn nhưng vẫn còn dễ hơn việc dùng một loại bí thuật khác để trao đổi. Bản các đã siêu tầm được hơn vạn loại bí thuật, nên nếu muốn tìm ra được một loại bí thuật mới sẽ không dễ. Sau khi khẽ cười với giọng khàn khàn, bà lão nói. Thì ra là thế, quả thực ở đây ta có không ít bí thuật thu thập được từ dị tộc bên kia, đạo hữu thử xem qua xem có loại nào chưa được siêu tầm không. Hàn lập thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười và nói. Hắn còn không chờ cho bà lão lộ ra vẻ giật mình đã chợt phất tay áo ra phía trước, lập tức có vô số loại ngọc giản từ trong bay ra, sau khi lóe lên liền lần lượt lơ lửng bất động trước mặt bà lão. Hình như có tầm trăm chiếc, những ngọc giản này đều do đạo hữu thu thập từ dị tộc ư? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bà lão liền trở nên đăm chiêu, sau một lúc lâu, bà ta mới nuốt nước miếng rồi nói: "Đúng thế, đạo hữu không ngại xem qua chút chứ?" Hàn Lập cười như không cười và nói: "Xin đạo hữu chờ chút." ta sẽ lập tức kiểm tra ngay. Bà lão rốt cuộc cũng chấn định lại, liền nói ngay. Sau đó, bà ta vội vàng cầm lấy một chiếc ngọc giản vào trong tay, rồi quét thần niệm vào trong đó. Tiêu nguyên phần quang thuật, đây không phải là bí thuật cực kỳ nổi tiếng của phi vũ tộc ư, nghe đồn nếu không phải hạt nhân có huyết thống thuần khiết nhất của phi vũ tộc thì không thể nào được học thuật này. Loại bí thuật này quả thật không được ghi chép lại trong thiên thư các nên có thể dùng để trao đổi. Bà lão mới chỉ nhìn thoáng qua đã lộ ra vẻ bất ngờ. Ồ, xem ra đạo hữu khá hiểu biết về dị tộc thuật. Đúng là thứ này do ta khi xưa ngẫu nhiên đoạt được ở Phi Vũ tộc, có điều nó không phù hợp với thể chất của ta lắm nên ta vẫn chưa từng thử tu luyện. Hàn Lập nghe thấy thế liền lộ ra chút ngạc nhiên, hắc hắc, khi xưa ta từng được gọi là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc, không thì cũng đã không bị mấy lão già kia phái đến canh giữ thiên thư các này rồi. Nghe xong lời của Hàn Lập, trên gương mặt bà lão bất giác lộ ra vẻ hơi đắc ý. Tiếp đó, sau khi cất chiếc ngọc giản kia đi bà ta lại tiếp tục túm lấy một chiếc ngọc giản khác rồi cũng dùng thần niệm để xem xét cửu diễm ma đại pháp đây hình như là bí thuật của ma tộc bản khắc cũng chưa có thiên mang thanh mộc công đây là bí thuật truyền thừa của mộc tộc bản khắc thực ra đã có rồi trong khi xem xét đám ngọc giản này bà lão có thể nói ra đôi nét lai lịch của quá nửa xem ra vừa rồi bà ta tự xưng là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc dường như cũng không hề giả nhưng mà bà lão chỉ mới xem được hơn 10 ngọc giản thì trong lòng đã khiếp sợ. Những ngọc giản này chẳng những có đủ loại xuất xứ, mà hai phần 3 trong đó còn chưa từng được ghi lại trong Thiên Thư Các, điều này làm cho bà ta không thể nào đè sự sợ hãi trong lòng xuống. Phải biết rằng bình thường dù thực sự có người lấy bí thuật khác để trao đổi bí thuật trong Thiên Thư Các thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra một, hai loại mà thôi. Còn như cách đưa ra một loạt gần trăm loại bí thuật như Hàn Lập thì sợ rằng từ lúc Thiên Thư Các xây xong đến nay cũng là chuyện chưa từng nghe thấy. Sau thời gian trọn vẹn một lượt trà, bà lão mới xem hết tất cả ngọc giản, sau khi thở dài, bà ta mới ngưng trọng nói với Hàn Lập. Trong số các ngọc giản mà đạo hữu đưa ra, có 61 loại bản các chưa siêu tầm được. Đạo hữu thực sự định dùng tất cả chúng để đổi lấy bí thuật khác trong bản các ư. 61 chiếc, số lượng này cũng coi như không ít rồi, cứ dùng chúng để đổi lấy 61 bí thuật ở đây đi. Hàn Lập sờ lên cầm, mỉm cười trả lời, tốt, nếu đạo hữu đã quyết định thì được thôi ta sẽ mở cấm chế của tòa nhà này ra để cho đạo hữu chọn lựa các bí thuật khác. Xin nhắc đạo hữu trước một câu, chỉ cần đạo hữu chọn xong 61 loại bí thuật xong thì phải trở ra ngoài ngay. Còn nữa, các loại bí thuật đó chỉ có thể cho một mình đạo hữu nghiên cứu, tu luyện, không được truyền cho học trò hoặc người khác. Nếu không, một khí thánh đạo chúng ta biết được thì chắc chắn sẽ có sứ giả chấp pháp đến trừng phạt. Bà lão trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đổi lấy nhiều bí thuật như vậy cũng chỉ để tham khảo thôi, thực sự dùng để tu luyện không có mấy loại, càng sẽ không tùy tiện truyền cho người khác. Hàn lập hời hợt trả lời, rồi lại phất tay áo lên, thu hồi lại những ngọc giản mà bà lão kia loại ra không lấy. Đạo hữu biết thế là được rồi, vậy để ta xin làm phép. Bà lão gật đầu rồi há mồm phun ra một cái, nhả ra một cái lệnh bài vàng óng ánh. Bà ta giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết thúc dục, đồng thời điểm một ngón tay vào hư không. Lệnh bài màu vàng liền run lên, rồi phun ra một luồng ánh sáng màu bạc về phía cửa cầu thang xì si xì, si, ở chỗ cửa cầu thang phát ra một âm thanh nặng nề, giống như vừa có một tầng cấm chế vô hình bị mở ra. Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, cả người hắn khẽ động, trong thoáng chốc liền chui vào mất dạng trong cầu thang. Trong phút chốc, ở trong đại sảnh tầng một chỉ còn lại bà lão ngồi trên đất với vẻ mặt trầm ngâm. Hàn Lập dạo quanh lầu trong một thời gian không dài, sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhẹ nhàng đi ra khỏi lầu. Sau khi chắp tay chào bà lão một chút, Hàn Lập không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi đại sảnh tầng 1. Người này rốt cuộc là ai mà không hề giống tu sĩ hợp thể kỳ mới lên đảo vậy? Hơi thở đó ngay cả ta cũng không thể nhìn ra được nông sâu, không ngờ có thể chỉ một lần đưa ra nhiều bí thuật dị tộc như thế, chẳng lẽ người này là? Bà lão nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh một lúc lâu, rồi đột nhiên lầu bầu hai câu, hai mắt chợt trở, trở nên long lanh. Cùng lúc này, khi Hàn Lập vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì bỗng tiếng xé gió vang lên, Ba khối ánh sáng màu vàng kim bay vọt đến trên đỉnh đầu hắn. Chương 2209, trở lại ma giới. Hàn Lập nhìn thấy vậy nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tay áo hướng lên không trung khẽ vẫy. Lập tức ba điểm sáng màu vàng bay vụt xuống, nhoáng lên một cái rồi lao vào ống tay áo của Hàn Lập biến mất không còn thấy bóng dáng. Nắm tay xòe ra, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện thêm một con bọ cánh cứng to lớn màu vàng đây chính là một trong ba con ngụy phệ kim trùng vương mà hàn lập thả ra để đuổi giết hắc kiêu vương ánh mắt hắn chấp động nhìn chầm chầm vào con bọ màu vàng trong tay một lát tiếp đó liền nhíu mày nói nhỏ thật đúng là đã để tên hắc kiêu vương kia chạy thoát chẳng qua gần một nửa cơ thể của hắn đều bị ba tiểu gia hỏa này nuốt sạch tổn thương của tên kia lần này so với dự đoán của ta lớn hơn rất nhiều kết quả thế này cũng không tệ sau khi hàn lập tự mình lẩm bẩm bàn tay vừa động liền đem con bọ trên tay thu vào Tiếp đó ánh sáng màu lục chợt lóe lên, lập tức trên tay hiện ra một tấm thẻ ngọc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua thẻ ngọc này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lần đi thiên thư các này, mặc dù nhìn thấy rất nhiều bí thuật uy lực không tồi nhưng mục đích thực sự của hắn đến đây cũng chỉ là vì nửa phần còn lại của Tế Lôi thuật mà thôi. Lúc trước, hắn từ mấy tên yêu vương ở địa nguyên của tộc Phi Linh tộc đoạt được bộ Tế Lôi thuật này. Chẳng qua nó lại không trọn vẹn nên không thể có được đầy đủ phương pháp sử dụng lôi điện. Bên cạnh đó, mặc dù thúc dục ích tà thần lôi có uy lực cực lớn nhưng quá trình thi pháp lại vô cùng chậm chạp, trong chiến đấu thực tế hắn cũng không sử dụng được bao nhiêu. Mà sau khi hắn nghe từ miệng của hắc vũ thượng nhân biết được nửa phần khẩu quyết còn lại của tế lôi thuật đang được thánh đảo cất giữ. Lúc đó liền ghi nhớ trong lòng, đồng thời nảy ra suy nghĩ đem toàn bộ thuật này học hết. Hiện giờ, từ trong thiên thư các hắn đã tìm được nửa phần tế lôi thuật còn lại. Sau một lúc xem xét, liền phát hiện nội dung ghi lại trong đó cùng với nửa phần lúc trước đoạt được ở tộc Phi Linh quả thật có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Vì thế mà trong lòng mừng rỡ, không chút do so dự liền ghi lại nội dung nửa phần còn lại này vào bên trong thẻ ngọc để giữ lại. Còn hơn 10 bí thuật khác cũng chỉ là mấy bí thuật kèm theo mà thôi. Chẳng qua trong những bí thuật này cũng có vài loại hỗ trợ cho nhãn lực khiến hắn thực sự có ý định khi trở về sẽ tu luyện thêm một chút. Hàn Lập đem nội dung trong thẻ ngọc Tế Lôi thuật đảo qua một lần sau khi xác định không có vấn đề gì liền cất nó đi. Xong xuôi, hắn vội vàng trở về truyền tống trận cách đó không xa. Ở nơi này, giải đạo nhân vẫn đang lẳng lặng đứng đợi. Hàn đạo hữu đã trở lại, giải đạo nhân vừa thấy Hàn lập đến gần, hỏi một câu bình tĩnh dị thường. Đã khiến giải huynh chờ lâu, bây giờ chúng ta đi gặp mấy tên trưởng lão thánh đảo kia thôi. Chắc bọn hắn đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Hàn lập cười ái náy, giải đạo nhân tự nhiên gật đầu đáp ứng. Vì thế hai người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi hào quang lóe sáng, thân hình cả hai lại biến mất. Bằng 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 ô không 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 ô bằng 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 bằng. Mấy ngày sau, một con thuyền trắng ngà từ Thánh đảo phá không bay đi, nhoáng cái biến mất ở phía xa chân trời. Lúc này trên thuyền, đám người Hàn Lập, Giải đạo nhân, Ngân Nguyệt rõ ràng đều có mặt ở đây. Hơn nữa còn có thêm một ông lão đầu bạc, chính là vị trưởng lão họ Lạc của Thánh đảo. Hàn Lập đứng ở phía trước thuyền ngọc chân mày hơi nhíu lại vẻ mặt có chút trầm ngâm không biết là hắn đang cân nhắc chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng lạc đạo hữu tên hắc kiêu vương kia đã bị ta đánh trọng thương trong vòng mấy trăm năm nữa khó có khả năng tiếp tục mưu đồ gì đối với hai tộc chúng ta về phần ảnh tộc cũng như mấy tộc khác đã không còn tu sĩ đại thừa trấn thủ có lẽ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì đâu tóm lại tin tức ta tiến vào ma giới các ngươi nhất định phải che giấu càng lâu càng tốt ít nhất là trong vòng trăm năm không được lộ chút phong thanh nào ra ngoài để tránh những việc ngoài ý muốn. Lông mày hàn lập sau khi giãn ra, nhìn lại ông lão đầu bạc dặn dò nói. Xin tuân theo ý chỉ của hàn tiền bối, việc tiền bối tạm thời rời khỏi linh giới, vãn bối nhất định sẽ hết sức phong tỏa tin tức để không cho người ngoài biết được. Chẳng qua tiền bối dự tính lên đường nhanh như vậy sao? Tiền bối mới vừa tiến cấp đại thừa không lâu, không bằng ở lại củng cố tu vi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng một chút rồi tiến vào ma giới cũng không muộn. Ông lão đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó cảm thấy hơi do dự hỏi lại. Hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đã bị kẹt lại ở ma giới một thời gian khá lâu rồi, nói không chừng hiện tại sớm đã gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể tiếp tục trì hoãn đây. Về phần củng cố cảnh giới đối với ta thực sự là không cần thiết. Hàn mỗ tu luyện công pháp cùng với những công pháp thông thường không giống nhau, trong đó hơn phân nửa là nhờ công pháp luyện thể mà tiến cấp đại thừa. Cho nên đối với việc củng cố cảnh giới thì ta không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Hàn Lập lắc đầu giải thích vài câu, nếu như tiền bối đã hạ quyết tâm, vậy vãn bối cũng không dám ngăn cản nữa. Bây giờ, chúng ta phải đến không gian tiết điểm nơi đại quân ma tộc từng sử dụng làm đường hầm không gian khi rút lui. Mặc dù đường hầm này gần như đã biến thành không gian tiết điểm, nhưng căn cứ theo báo cáo của một số tu sĩ lưu lại gần đó thì thỉnh thoảng trong tiết điểm vẫn có dao động không gian truyền ra. Như vậy chắc hẳn bức tường ngăn cách hai giới tại đây khá yếu nhược, lực ngăn cách vẫn chưa hình thành triệt đề với thần thông của tiền bối cộng thêm có sự trợ giúp của tinh bàn, để tiến vào ma giới chắc hẳn cũng không phải việc khó khăn gì. Chỉ cần đúng như lời ngươi vừa nói, tiết điểm không có vấn đề gì, thì lúc này việc tiến vào ma giới đối với ta mà nói chính xác không phải việc khó. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, thật ra nếu tiền bối chịu khó chờ lâu hơn một chút, các đại tộc khác chắc cũng sẽ tiếp tục phái người tiến vào ma giới điều tra. Dù sao bọn họ cũng có tu sĩ đại thừa vào ma giới, cũng giống như chúng ta vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Ở bên cạnh, Lý Dung không nhịn được chen lời nói. "Hắc hắc, mấy đại tộc này cho dù thực sự phái người vào ma giới đi nữa, cũng chỉ quan tâm đến tin tức của tu sĩ đại thừa của tộc bọn chúng mà thôi, làm gì có thời gian mà đi quản sống chết của tu sĩ hai tộc chúng ta." Huống hồ lúc này thời gian đã qua lâu như vậy, nói không chừng những đại tộc siêu cấp này đã phái người tiến vào ma giới từ trước rồi. Ta cũng không tin các đại tộc này sẽ đặc biệt cho người đem tin tức của bọn họ mà thông báo với chúng ta một tiếng." Hàn Lập cười lạnh rồi nói, Nghe xong Hàn Lập nói như vậy, Lý Dung và ông lão đầu bạc tự nhiên không còn gì để nói. Mà lúc này, Hàn Lập lại nghĩ đến điều gì rồi nhẹ nhàng nói. Các người cũng không cần quá lo lắng, lần này ta đi ma giới còn có giải huynh đi cùng, Ngân Nguyệt cũng sẽ theo ta qua bên đó. Nếu như quả thực gặp phải nguy hiểm gì thì cũng thừa sức tự bảo vệ. Chỉ là nha đầu quả nhi kia có tu vi quá thấp nên không thể tiếp tục đi theo chúng ta, vì vậy ta tạm thời nhờ hai vị chiếu cố một chút. Tiền bối yên tâm, sau khi tiền bối tiến vào ma giới bọn người vãn bối sẽ đem chu cô nương về thánh đảo giúp nàng yên tâm tu luyện ông lão nghe vậy vội vàng khom người đáp lại chu quả nhi nghe thấy vậy hai môi mím lại có vẻ quyết định này của hàn lập khiến nó rất không vui nhưng cũng chẳng dám phản đối gì hàn lập thấy nó như vậy liền bật cười thật lớn sau đó môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm cho chu quả nhi hiện giờ vẫn chưa đến lúc đi tiểu linh thiên còn phải đợi thêm một thời gian mới có thể có cơ hội tìm kiếm cửa vào vả lại ngươi ở thánh đảo cứ an tâm tu luyện trước để tu vi nâng cao một chút đến lúc đó theo ta tìm kiếm tiểu linh thiên mới có thể tự bảo vệ lấy mình chu quả nhi sau khi nghe xong trong lòng nàng run lên lúc này lại liên tục gật đầu không nói gì nữa về phần ngân nguyệt lúc này cũng đang thấp thỏm lo lắng cho an nguy của ngao khiếu lão tổ mà có thể đi theo hàn lập tiến vào ma giới nàng tự nhiên không có ý kiến gì liền như vậy thuyền ngọc nhắm thẳng một hướng lao về phía lãnh địa yêu tộc sau khi bay nửa tháng bình yên vô sự, cuối cùng cũng đến một thảo nguyên xanh biếc. Tiếp tục hai ngày hai đêm bay trên thảo nguyên, thuyền ngọc cuối cùng ngừng lại tại một cứ điểm quan trọng của ma quân trước đây đã bị tàn phá. Dựa vào tin tức thu thập được thì chính là chỗ này rồi. Ban đầu nơi này có quân của ma tộc chiếm đóng, nhưng hiện tại đã trở nên hoang phế. Trong tay ông lão cầm một cái trận bàn, sau một lúc lâu cúi đầu xem xét mới vừa lòng khẳng định nói. Nơi này sao? Hàn Lập nghe xong lời này, Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên cao lúc này, ngoại trừ một đám mây bụi đang bao trùm hơn phân nửa không trung, tất cả đều có vẻ hết sức bình thường, cũng không nhìn ra có chỗ nào khác lạ. Hàn Lập nhìn đến đây, sắc mặt hắn hơi khẽ động, bỗng nhiên hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa trán. Sau khi một tiếng phốc vang lên, lập tức ngay giữa trán của hắn xuất hiện một đám khí màu đen, rồi biến ảo thành một con mắt nằm dọc giữa hai đầu lông mày. Con mắt này từ từ mở ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đen lập tức bắn tới cũng lóe lên một cái rồi chìm vào bầu trời trên cao, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ngay sau đó, trong đám mây bụi truyền ra âm thanh ầm ầm. Tiếp theo là một cỗ dao động mong manh chợt hiện ra khiến mọi người trong thuyền ngọc đều cảm ứng được. Đám người ông lão thấy vậy, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Mà Hàn Lập cũng gật gật đầu, thu lại con mắt thứ ba, đồng thời tay áo hắn hướng ra bốn phía run lên. Lập tức vô số trận bàn và trận kỳ hóa thành những mũi nhọn năm màu tuôn ra rồi chấp lóe lên ảo ảo lao vào không trung sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, hai tay hàn lập liền trà sát, giờ cao lên. Một tiếng sét đánh đinh tai, tia điện thô to màu vàng ầm ầm bắn ra, cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, một cái pháp trận phát sáng lớn gần một mẫu chập trần hiện ra, trên pháp trận lóe lên vô số tia điện màu vàng chớp lóe không dứt. Tay áo hàn lập tiếp tục chỉ xuống, lại một đoàn ánh sáng trắng từ giữa pháp trận bắn lên, bên trong đoàn sáng này dường như có một pháp khí lớn gần một thước hình dạng như một cái đĩa đây chính là pháp khí phá giới tiếng tăm lẫy lừng ở linh giới nghịch tinh bàn tinh bàn này vừa mới thả ra lúc này pháp trận ánh sáng kia đang đứng im bỗng nhiên chuyển động quay tròn không ngừng cuối cùng biến thành một vầng trăng màu bạc phát ngang trên không trung giải huynh ngân nguyệt chúng ta đi đôi lông mày hàn lập nhíu lại cũng không quay lại nói một tiếng theo đó chỉ thấy hắn bước đi từng bước cả người liền mờ đi rồi biến mất tại chỗ sau khi phát ra âm thanh vang vọng xuống bên dưới, bên trong pháp trận quanh thân Hàn Lập xuất hiện những tia điện quang lượn lờ. Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy, cũng không nói lời nào bay theo sau, rồi cùng xuất hiện phía sau Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập sau khi lướt qua thuyền ngọc đang trở Lý Dung và ông lão đầu bạc, lúc này hắn mới chắp tay bấm niệm thần chú, một tay hướng lên không trung chậm rãi điểm nhẹ. Ngay lập tức, pháp trận ánh sáng đang quay tròn phát ra âm thanh vù vù rồi rung lên, liền có một cột sáng năm màu bắn ra, trực tiếp chìm vào trong đám mây bụi. Cùng lúc đó, pháp trận bên dưới Hàn Lập cũng nổi lên tiếng sấm, sáu đạo cột sáng hai màu trắng đen có điện xà quấn quanh liền bắn tới, đuổi theo sát cột sáng năm màu đánh thẳng vào trong đám mây bụi trên không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong đám mây chợt xoẹt qua một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt, tiếp đó là một cái động cực lớn tối om bất ngờ xuất hiện. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt nhoáng lên một cái liền cuốn hai người bên cạnh vào trong đường hầm. Sau khi thét một tiếng thật dài, lại bỗng hóa thành một vệt cầu vòng vàng rực phóng thẳng lên cao. Chỉ thấy không gian trên cao dao động kịch liệt một lúc, vệt cầu vòng vàng rực nháy mắt bay vào trong cái hang tối om kia rồi biến mất không còn thấy đâu. chương 2210, Minh Trùng, giữa mảng trời bên trên khu đầm lầy đen đặc sền sệt ở ma giới, một cái động tối om chợt rung lên ông ông. Từ sâu trong hang bất ngờ bắn ra một vệt sáng vàng rực đến khi làn sáng tắt đi giữa cửa động đã có thêm ba bóng người đang đứng đúng là ba người nhóm hàn lập mới xâm nhập vào ma giới ánh mắt của hàn lập nhìn khắp bốn phía rồi cau mày chung quanh hoàn toàn trống rỗng một bóng người cũng không có hàn lập hơi đắn đo rồi không nói lời nào đã phóng thần niệm ra khắp nơi quanh đó kết quả là hắn liền phát hiện ra một số tòa kiến trúc bằng đá khá lớn được dựng lên ven khu đầm thoạt nhìn khu nhà ở này có khoảng vài trăm gian cái cao cái thấp khác nhau hơn nữa xung quanh còn được bố trí trận pháp để bảo vệ chỉ là giờ phút này toàn bộ trận pháp đã bị xé toang không còn cấm chế nào có tác dụng thần niệm của hàn lập thoải mái tiến vào bên trong nhưng cũng không thấy bất kỳ bóng dáng tên ma tộc nào đi thôi chúng ta cứ đến thẳng một tòa thành gần đây nhất để xác định vị trí của mình rồi tính sau hàn lập thầm cảm thấy ngạc nhiên hắn suy tính một lúc rồi đưa ra được quyết định lần xâm nhập ma giới này so với trước đây hoàn toàn khác biệt với tu vi đại thừa kỳ của mình, lại có thêm giải đạo nhân giúp đỡ thì cho dù có gặp phải ba tên thủy tổ của ma tộc hắn cũng không sợ. Ba ánh hào quang léo lên, cả bọn liền bay thẳng ra khỏi khu đầm lầy. Bay về hướng tây liên tục nửa ngày, bỗng vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức dừng lại giữa trời cao rồi tỏ ra nghi nghi hoặc hoặc. Ánh mắt của giải đạo nhân chợt lóe rồi cũng dừng lại. Còn Ngân Nguyệt chỉ thấy bầu trời phía trước là một vùng trống không. Nàng không nén nổi tò mò, liền hỏi, Hàn Huynh sao vậy? hai người đã phát hiện ra điều gì sao ừ đằng trước có gì đó khá lạ đang tiến lại đây hàn lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời ngân nguyệt nghe vậy liền ngẩn ra cặp mắt long lanh chấp chấp cố gắng nhìn ra thật xa một lúc sau ở chân trời xa xa truyền đến từng đợt tiếng vo ve kỳ quái hơn nữa có vẻ như âm thanh càng ngày càng to càng lúc càng gần ngân nguyệt không khỏi tỏ vẻ giật mình nhưng hàn lập và giải đạo nhân vẫn đứng im không nhúc nhích vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào lại qua thêm một lúc phía chân trời trượt lóe lên vài đốm sáng thì ra đó là mấy trăm vệt hào quang đang nối đuôi nhau điên cuồng bay lại gần nơi này tất nhiên đó là mấy trăm tu sĩ của ma tộc và ma thú có tu vi khác nhau đang liều mạng chạy trốn hình như phía sau họ đang có một thứ gì đó rất khủng khiếp đuổi theo vậy ngân nguyệt chấp chấp làn mi cong cố gắng nhìn thật xa để xem là cái gì đang đuổi theo đám ma tộc và ma thú nhưng đúng lúc đó ở chân trời vang lên những âm thanh vù vù thật lớn một mảng mây đen mờ mịt nhanh chóng hiện ra rồi không chút do so dự đuổi sát theo những vệt hào quang đang bay ở phía trước ngân nguyệt dốc hết pháp lực trong cơ thể vào hai mắt cố gắng quan sát đám mây bụi thật kỹ kết quả sau đó khiến cho thiếu nữ có tu vi hợp thể kỳ này tái mặt bởi vì đám mây đen mờ mịt kia được tạo bởi vô số những con côn trùng có hình dáng kỳ quái nhỏ nhất trong đó cũng phải là những con quái trùng lớn bằng nắm tay mà những con lớn nhất thì không thua gì so với thân hình một đứa trẻ có con mình mảy đầy gai nhọn sắc bén, có con miệng lại mọc toàn răng nanh. cả đàn con nào con nấy đều dữ tợn cực kỳ, hoàn toàn khác với các loại côn trùng bình thường ở ma giới. ma khí quay cuồng trong đám mây, quái trùng chi chít, nhiều không sao đếm xuể. thật không biết đám mây này do bao bao quái trùng tạo nên đây. với số lượng khủng bố như thế, lại toàn là những côn trùng có hình dạng hung tợn, bảo sao ngân nguyệt lại tỏ vẻ kinh hoàng đến vậy? trong khoảnh khắc một vài tên ma tộc hoặc ma thú chậm chạp phía sau liền bị đàn quái trùng cuốn lấy. Những tên ma tộc và ma thú này bị rơi vào đường cùng, chỉ còn mỗi cách vừa chống trả vừa bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, tiếng thú gào thét, tiếng người la hoảng đan xen vào tiết tấu vù vù dưới nền trời cao. Nhưng tốc độ của mấy con ma thú và đám người đó hơi chậm lại, chỉ đợi có thế, đàn quái trùng từ phía sau tràn tới. Rồi tất cả đều bị cuốn vào trong đám mây côn trùng mờ mịt. Từng tiết kêu thảm thiết vang lên. Cho dù là ma thú có dương nhanh múa vuốt, hay là các tu sĩ của ma tộc đang điều khiển ma khí để phòng hộ, chỉ trong nháy mắt họ đều bị hóa thành một gợn bụi mà tan biến đi giữa biển côn trùng. Hàn lập thấy hết thảy mọi chuyện, rốt cuộc vẻ mặt cũng hiện lên nét giật mình. Bỗng nhiên hắn quay lại hỏi giải đạo nhân, giải huynh, người thấy những quái trùng này có gì khác biệt so với côn trùng khác ở ma giới không? Khí tức có vẻ không giống lắm, ma khí mà chúng tỏa ra không được tinh thuần, dường như không phải loại ma trùng được sinh ra từ ma giới. Ánh mắt của giải đạo nhân quét về đám mây, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đờ đẫn trả lời. Đúng thế, xem ra những quái trùng kia có quan hệ với minh trùng mẫu. Hàn lập thở dài, có phải minh trùng mẫu chính là nguyên nhân gây ra đại kiếp nạn cho ma giới sao? Cũng bởi nó mà tổ phụ của muội và mạc tiền bối buộc phải chấp nhận đến đây. Ngân Nguyệt nghe vậy liền như hít phải một ngụm khí lạnh buốt. Đúng vây, đúng là con trùng chúa này. Hàn lập cười khổ, những quái trùng kia có thể có quan hệ với minh trùng mẫu, lại còn ngang nhiên xuất hiện ở đây như vậy chăng lẽ minh trùng mẫu đã thoát ra vẻ mặt của ngân nguyệt trông cực kỳ khó coi điều này cũng không nhất định có lẽ là do một ít con cháu của nó lén trốn thoát khỏi phong ấn thôi hàn lập hơi trầm ngâm xong lại lắc lắc đầu ngân nguyệt nghe vậy trong lòng chợt băn khoăn như còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng chỉ một thoáng trì hoãn như vậy mấy trăm vệt hào quang đang chạy trốn ở đằng xa đã bị cắn nuốt mất hơn nửa chỉ còn lại ít ỏi vài chục đốm sáng đang cố gắng bay như điên cũng đã đến rất gần chỗ này. Tất cả bọn họ đều là ma tộc cao cấp, có tu vi không kém chút nào. Vậy mà cả đám đang cực kỳ chật vật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Khoảng cách lúc này đã rất gần, bằng mắt thịt Hàn Lập cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của ba tên ma tộc bay gần nhất. Những tên này thấy ba người nhóm Hàn Lập rửng rưng đứng trong không trung, làm như chẳng hề thấy đám mây côn trùng ở phía xa vậy. Vẻ mặt tên nào tên nấy đều trở nên ngẩn ngơ trong đó có một thiếu nữ thoạt nhìn khoảng tuổi đôi mươi không do dự quát lớn về phía bọn hàn lập các ngươi còn đứng đó làm gì minh trùng đã gần đuổi đến nơi còn không mau chạy để giữ mạng đi vừa dứt lời làn hào quang do nàng tỏa ra đã vọt ra phía sau ba người bọn hàn lập rồi nhắm tới chỗ xa hơn phóng vọt đi còn hàn lập chỉ mỉm cười ánh mắt thoáng nhìn về đám mây xa xa rồi bỗng nhiên phất khẽ tay áo một tiếng nổ đinh tai lập tức ba ngọn núi nhỏ xíu xuất hiện ngay trước mặt chúng khẽ nhoáng lên, rồi trong màn hào quang rực rỡ liền biến thành ngọn núi cao hàng vạn trường. Tiếp đó cả ba ngọn núi liền phóng đi, ập thẳng vào phía đối diện với đám mây côn trùng. Mà cùng lúc, đám mây màu xám hùng dũng lao tới, bao phủ lấy ba ngọn núi kín như hũ nút. Hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu, ngón tay khẽ điểm ra phía xa. Cả ba ngọn núi gần rú ông ông, rồi bắt đầu xoay tròn. Ngọn màu đen lập tức phun ra một mảng sáng xám mờ mờ. Mảng sáng xám tràn ra đến đâu, những quái trùng liền biến mất hút, nơi đó chỉ còn lại là một khoảng không trống trải. Ngọn núi màu xanh nổ vang như sấm, rồi phóng ra vô số lưỡi kiếm khí vô hình. Quái trùng ở xung quanh chợt thấy thân hình run lên, rồi bị chém thành muôn mảnh. Lập tức từ trời cao rơi xuống một trận mưa máu xanh xối xả. Còn khối núi cuối cùng lại trông giống như một ngọn lửa năm màu rừng rực cháy. Hào quang sáng chói, một vầng sáng năm màu tràn ra. Những quái trùng vừa tiếp xúc với làn sáng liền kêu thảm thiết rồi bị nghiền nát thành thịt vụn trong nháy mắt, không cách nào chống đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt, ba ngọn núi tạo thành ba lỗ thủng trong trung tâm biển quái trùng dày đặc. Cho dù đàn côn trùng có hùng dũng xông vào thế nào, nhưng đều bị ba ngọn núi nuốt sạch không còn nổi một mảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, đám mây do quái trùng tạo thành đã trở nên thưa thớt. Nhưng con côn trùng còn sót lại cảm thấy không ổn, con quái trùng có hai đầu vội rít lên một tiếng dài thê lương. Những quái trùng khác nghe thấy âm thanh này liền quay đầu, mau chóng bỏ chạy về hướng ngược lại. Hàn lập thấy vậy, hai mắt chật lóe, ngón tay lại điểm lên đỉnh núi màu đen ở xa xa. Ngọn núi liền chấp lên, rồi chợt biến mất ngay giữa làn sáng màu xám. Liền đó, không gian bên trên con trùng lớn có hai đầu hơi dao động. Không một dấu hiệu nào, ngọn núi đen bất chợt hiện ra. Từ đáy của ngọn núi tỏa ra làn sáng xám mờ mờ cuốn xuống. Con quái trùng phía dưới chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, thế rồi giống như những con khác thân hình nó liền tan biến đi giữa làn sáng sám trắng lúc này những quái trùng nhanh chân chạy trước đã đến chỗ cách đó rất xa chúng lập tức phân tán tách nhau ra rồi biến mất hút trong tầm mắt mà hình như hàn lập cũng chả hứng thú với việc đuổi theo mấy con quái trùng này hắn chỉ phẩy tay bâng quơ về phía xa xa ba ngọn núi nổ vang thể tích mau chóng thu nhỏ lại một lần nữa chúng chỉ còn là những ngọn núi cao khoảng một thước như ban đầu sau khi hơi mờ đi cả ba đều biến mất tâm hơi. Ngay sau đó, làn áo trên tay Hàn Lập chợt nhoáng rung nhẹ, ba ngọn núi như cỡ một tấc chợt hiện ra, rồi lóe lên biến mất. Từ lúc Hàn Lập quăng ba ngọn núi ra tiêu diệt hơn nửa đàn quái trùng rồi thu bảo vật về, giỏi lắm cũng chỉ cỡ vài cái chớp mắt ngắn ngủi. Mà thiếu nữ ma tộc đang liều mạng bỏ chạy vô ý quay lại, lập tức quỹ đạo của nàng trở nên loạn trọng, thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên cao xuống. Sao có thể như vậy? Người này nhìn cũng khá xinh đẹp, nàng thét lên một tiếng chói tai. Những tên ma tộc khác đang chạy vừa thấy biểu hiện kinh ngạc của thiếu nữ liền ngẩn ra rồi nhìn lại phía sau, cả bọn liền sợ hãi. Vốn là đám mây côn trùng đang sợ dọa bọn họ chết khiếp. Thế mà giờ đây đã biến mất không còn một mống, nhưng vệt hào quang của bọn họ không khỏi dừng hẳn lại, rồi tất cả cùng dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ba người nhóm hàn lập. Bất cứ ai trong bọn họ đều rõ ràng, việc biến mất của đám mây do côn trùng tạo thành nhất định có liên quan đến ba người đằng kia thiếu nữ ma tộc hoạt nhìn cỡ đôi mươi vừa rồi đã tỉnh lại sao cơn kinh hoàng. Nàng cố gắng ổn định lại thân hình của mình giữa không chung, ánh mắt nhìn về phía ba người hàn lập, trong lòng đang thầm cân nhắc liệu có nên bay qua bên đó hay không. Nhưng đúng lúc này, trong tai những ma tộc đó chợt vang lên giọng nói bình thản của hàn lập. Các vị đạo hiếu qua bên này một chút đi, ta có vài lời muốn hỏi thăm các vị. Thiếu nữ ma tộc khẽ dùng mình, hơi do dự một lúc rồi cũng đành phải ngoan ngoãn đi qua. Còn những ma tộc khác khi nghe được lời nói này liền không dám phản kháng. Với thần thông có thể dễ dàng đánh tan đàn trùng, vậy nên hành động vừa rồi của Hàn Lập cũng không khiến bọn họ cảm thấy tức giận. chương 2211, Thành Hắc Hồ, xin ra mắt ba vị đại nhân, đã tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Thiếu nữ ma tộc đầu tiền bay đến gần Hàn Lập, nhưng không dám đến quá gần mà chỉ đứng ở cách xa chỗ hắn khoảng 7-8 trượng, rồi vội vàng không người chào hỏi. Thần niệm của thiếu nữ này khẽ cảm ứng ba người đối diện thì phát hiện cả ba người Hàn Lập đều có khí thức sâu không lường được, thế nên cử chỉ càng tỏ ra cung kính. Các người là ai, thành trì gần đây nhất là ở nơi nào? Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi hỏi ngắn ngọn, bọn người vãn bối là thải tinh khách của loạn Vân Sơn. Thành trì gần nơi này nhất chính là ở phía bắc tên là Hắc Hồ. Nếu tiền bối muốn đi đến đó, vãn bối tình nguyện làm người dẫn đường cho các vị. Thiếu nữ ma tộc không hề lưỡng lự trả lời. Thành Hắc Hồ, thật ra trước kia ta chưa từng nghe nói qua còn dẫn đường thì ta không cần nhưng nếu người có bản đồ của khu vực này cho ta một cái là được rồi hàn lập không khách khí giọng điệu có vẻ ra lệnh nói vừa lúc vãn bối có một cái bản đồ chi tiết của khu vực này tiền bối nếu chịu nhận thì quả thật là vinh dự và may mắn cho vãn bối thiếu nữ ma tộc lập tức lấy ra một mảnh đá đen tuyền hai tay cung kính dâng lên hàn lập gạt đầu bàn tay khẽ vẫy liền nghe véo một tiếng mảnh đá kia liền rơi vào tay hắn thần niệm hướng mảnh đá đảo qua một chút trên mặt lộ ra vẻ hài lòng lúc này những tên ma tộc khác cũng đã bay đến bên cạnh thiếu nữ kia nhưng cả đám cũng đều thành thật chắp tay mà đứng ngay cả thở mạnh cũng không dám tốt hiện tại ai có thể nói cho ta biết các ngươi và đám quái trùng lúc nãy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ta nhớ rõ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua loại quái trùng này tại thánh giới khí tức của bọn chúng cùng với ma trùng bình thường có chút không giống nhau sau khi hàn lập đem mảnh đá đen thu lại ánh mắt nhìn thoáng qua về phía những tên ma tộc rồi hỏi một câu. "A, à, hóa ra tiền bối không biết gì về minh trùng." Thiếu nữ ma tộc nghe vậy liền ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Đồng thời những tên ma tộc khác cũng trở nên xôn xao, sau khi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ e ngại không dám mở miệng. Thật ra thì chưa có ra ngoài trong suốt mấy trăm năm nay, không biết về minh trùng thì có gì kỳ quái sao? Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, từ chối cho ý kiến mà hỏi lại thì ra là ngài là một tu sĩ luôn khổ tu điều này cũng khó trách tiền bối lại không hề biết gì về đàn minh trùng này đám ác trùng này chẳng qua cũng chỉ mới xuất hiện cách đây gần trăm năm nghe nói ban đầu chúng nó đều là ma trùng bình thường tại thánh giới nhưng không biết vì lý do gì bỗng nhiên phát sinh dị biến hàng loạt bỗng chốc biến thành bộ dạng hung ác như vậy hiện tại cả thánh giới nơi nào cũng đều bị loại trùng này tàn sát bừa bãi hơn nữa còn nghe kể rằng ở một số khu vực đàn minh trùng này đông đảo đến mức dám vây khốn cả một thành trấn rồi tàn sát hàng loạt cư dân trong thành cả thánh giới bây giờ đang nháo nhào bất an lòng người hoang mang sau khi thiếu nữ ma tộc suy nghĩ một lát liền nhanh chóng nhìn hàn lập giải thích tàn sát hàng loạt cư dân trong thành hắc hắc lần này thánh giới xảy ra tai họa ba tên thủy tổ và các thánh tổ khác không có ra tay diệt trừ đám minh trùng này hay sao mặc dù đàn minh trùng này so với những ma trùng bình thường khác lợi hại hơn nhưng đối với một vị thánh tổ thì căn bản là không chịu nổi một đòn hàn lập sau trầm ngâm mất một lúc lại chậm rãi hỏi tu vi của vãn bối thấp kém việc có quan hệ đến thủy tổ và các thánh tổ đại nhân vãn bối thật sự không rõ vãn bối chỉ biết là từ sau khi loại minh trùng này xuất hiện ngoại trừ ngẫu nhiên nghe nói đến một số địa phương bị minh trùng tàn phá nghiêm trọng thì có vài vị thánh tổ đại nhân ra mặt tiêu diệt đám trùng này còn lại hầu hết những khu vực khác thì hoàn toàn không hề có tin tức gì của các vị thánh tổ cũng như thủy tổ đại nhân giống như các vị này đồng loạt mất tích thiếu nữ ma tộc cũng do dự một lát mới dám cẩn thận trả lời tất cả tu sĩ cấp bậc thánh tổ đều mất tích chuyện này xảy ra từ khi nào hàn lập nghe xong ánh mắt chợt lóe sáng không chút do dự hỏi lại thời gian chuẩn xác thì vãn bối không rõ nên cũng đành bất lực nhưng dường như thời điểm chuyện này xảy ra cũng không khác biệt lắm so với thời điểm minh trùng xuất hiện Thiếu nữ ma tộc cung kính trả lời, tốt lắm, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Các ngươi có thể đi rồi, Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng không còn gì nghi hoặc nên lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, như vậy bọn vãn bối xin cáo từ trước, trong lòng thiếu nữ ma tộc rốt cuộc thả lòng, kính cần đáp lại, rồi lui về sau mấy bước mới quay người lại mà bay đi. Những tên ma tộc còn lại cũng rốt xít không người cúi chào rồi cũng vội vàng bay theo thiếu nữ kia. Trong nháy mắt, gần nơi ba người Hàn Lập đang đứng không còn ai. Hàn Huynh, xem ra tu sĩ đại thừa của ma giới cùng với linh giới chúng ta thật sự đã gặp phiền phức rồi, nếu không thì ma giới cũng sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này. Ngân Nguyệt sau khi chờ cho đám ma tộc đi xa, liền thở dài nói. Ừm, um, tình hình ma giới lúc này thực đúng là không ổn. Nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta còn phải tiếp tục tìm hiểu mới được. Có lẽ trong thành hắc hồ kia sẽ có tôn giả ma tộc chấn thủ. Với thân phận tôn giả của bọn hắn, hẳn là đối với tin tức của đám thánh tổ cũng như đám tu sĩ đại thừa của linh giới chúng ta hiểu biết chính xác hơn một chút hàn lập nói như vậy sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng hẳn lên hàn huynh nói có lý vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi thành hắc hồ kia một chuyến ngân nguyệt nghe vậy thản nhiên cười ha ha trước khi đi tới thành hắc hồ chúng ta còn cần phải làm một việc hàn lập khẽ cười bỗng nhiên tay áo run lên một mảnh hào quang màu xám cuộn tròn bay ra sau khi hào quang tán đi trên mặt đất bỗng xuất hiện một con quái trùng màu xám lớn gần một trường. Chính là con quái trùng hai đầu bị Hàn Lập bắt được lúc trước. Khí tức của con trùng này không kém, ước chừng mạnh mẽ ngang với hóa thần hậu kỳ, rõ ràng là có địa vị không thấp trong đàn quái trùng kia. Con trùng này vừa mới hiện ra, lập tức hai cánh điên cuồng vẫy động, có ý định bay lên trời chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, từ trên người Hàn Lập tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Con trùng lớn hai đầu chỉ cảm thấy không gian bốn phía đè nặng, toàn bộ cơ thể như bị một cỗ lực lượng vô hình đè chặt xuống. Con trùng hai đầu điên cuồng chấp lên, nhưng cả người không cách nào nhúc nhích được dù chỉ một chút, nó chỉ đành phát ra những tiếng kêu ô ô mà thôi. Ngân Nguyệt nhìn cự trùng, trên mặt chợt lộ ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt hàn lập hơi đổi, cố tay áo khẽ động, hắn xòe bàn tay hướng một cái đầu của quái trùng chụp xuống. Âm thanh suy suy vang lên, năm sợi tơ từ đầu ngón tay phá không bắn tới, lóe lên rồi xuyên vào bên trong đầu quái trùng. Nguyên bản con quái trùng đang dẫy rủa kịch liệt, cả người đột nhiên run lên rồi nằm im bất động. Cùng lúc đó, hai mắt Hàn Lập nhắm lại, bên ngoài cơ thể xuất hiện ánh sáng màu vàng chuyển động không ngừng. Hắn trực tiếp thi triển siêu hồn thuật đối với con quái trùng to lớn này. Một lúc sau, khoảng thời gian dùng hết một chén trà, hai mắt Hàn Lập mở ra, đồng thời giữa ngón tay còn có thêm sợi tơ được kéo ra từ đầu quái trùng, những sợi tơ này lập tức biến thành những điểm sáng sau đó biến mất. Nổ âm một tiếng, đầu của con trùng này bỗng nhiên phình to rồi tự động nổ tung. Tay áo hàn lập khẽ động, một quả cầu lửa bay ra, rồi hóa thành lửa đỏ cuồn cuộn bao vệ xác của con quái trùng, trong khoảnh khắc con trùng này liền biến thành cho bụi. Hàn huynh, có thu được tin tức gì không? Ngân Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, không được gì cả, con quái trùng này không thực sự có linh trí, chỉ có chút ý thức bản năng đơn giản nhất mà thôi. Vừa rồi thật là uổng phí sức lực, sắc mặt hàn lập có chút cổ quái, nhưng lắc đầu nói. Thì ra là thế, việc này cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù con minh trùng này do biến dị mà trở nên cực kỳ hung ác, nhưng linh trí lại không thể trong một sớm một chiều mà có thể mở ra được. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói thì chưa chắc đây đã là một tin tức quá xấu. Đôi mắt Ngân Nguyệt khẽ chấp, cười nói, ừm, um, có lẽ là vậy, nếu chỉ dựa vào bản năng, đám minh trùng này cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, thì đối với tu sĩ đại thừa quả thật cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi thành Hắc Hồ. Có lẽ ở nơi này, chúng ta có thể tìm được tin tức chính xác. Hàn Lập khẽ mỉm cười trả lời. Vì thế, sau đó ba người cùng nhau bay đi, đổi hướng thẳng về phía Bắc mà tiến đến. Một ngày sau, ba người Hàn Lập đã tiến vào bên trong một cao nguyên đầy bùn đất màu đen, sau đó lại tiếp tục bay về phía trước vài canh giờ. Cuối cùng ba người cũng nhìn thấy loáng thoáng ở nơi rất xa phía trước có một tòa thành chỉ đen nhánh diện tích lớn chừng 3-400 dặm theo bản đồ thì đây đúng là thành hắc hồ từ trong miệng thiếu nữ ma tộc kia. Chẳng qua lúc này nghe tại thành trì của ma tộc rõ ràng phát ra những tiếng kêu rung trời, đồng thời xung quanh tòa thành đang bị một biển côn trùng màu xám không thể nhìn không tới cuối bao phủ. Trong biển minh trùng đông lúc này, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy phô thiên cái địa trùng ảnh màu xám. Lúc trước Hàn Lập gặp qua đám mây quái trùng kia thì số lượng cũng coi như hết sức kinh người, nhưng nếu đem so cùng với biển minh trùng trước mắt này quả thực giống như con kiến so với con voi, căn bản không thể đánh đồng. Mà giờ khắc này, thành hắc hồ đã bị một quầng sáng màu đen giống như một cái bát úp lên. Ngay tại quầng sáng kia, bất kể là trời cao hay tường thành đều bị một tầng lại một tầng minh trùng màu xám che phủ trên mặt. Lúc này trong đám quái trùng lúc nhúc, con thì dương vút sắc, con thì nhe hàm răng nhọn, tất cả đều điên cuồng công kích lên quầng sáng màu đen kia. Bờ tường cũng như trên bầu trời bên trong quầng sáng, lúc này cũng đầy giấy bóng dáng của đám người ma tộc, bọn hắn kẻ thì điều khiển ma khí, kẻ thì trực tiếp sử dụng ma công, tất cả cũng đều nhắm thẳng vào đàn minh trùng mà chém giết. Mà đám minh trùng đang tấn công, rõ ràng không quan tâm cứ lao thẳng vào quần sáng màu đen kia, nhưng căn bản đàn minh trùng không thể ngăn cản một đòn của ma tộc, đám trùng này hoặc là trực tiếp vỡ nát rồi biến thành từng cơn mưa máu, hoặc là trực tiếp bị chém thành vài đoạn rơi từ trên cao xuống phía dưới. Lúc này, thành hắc hồ cũng có chi chít những mũi tên từ bên trong bắn ra như mưa, khiến không ít minh trùng ảo ảo bị xuyên thùng. Ở ngay trung tấp của thành trì, lúc này có hàng trăm tòa tháp cao lờ mờ xuất hiện, trên mặt ngoài tháp điện quang lượn lờ cùng với tiếng gầm rú phát ra không ngừng, mỗi một giây đều có hàng trăm tia điện màu đen bắn ra, lập tức hóa thành vô số sợi tơ điện màu đen quấn bên ngoài quầng sáng, đem hàng loạt minh trùng biến thành cho bụi trong nháy mắt. Thoạt nhìn, có vẻ như dưới sự bảo vệ của cấm chế trong thành, chỉ cần toàn lực tấn công thì dường như ma tộc có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng tu vi Hàn Lập cao thâm cỡ nào, trong mắt xuất hiện ánh sáng màu lam, đem tình hình chính xác trong thành nhìn rõ ràng, hai đầu lông mày theo bản năng khẽ nhíu lại. Chỉ trong chốc lát, quần sáng màu đen đang bao phủ bờ tường so với vừa rồi ảm đạm đi không ít, mà trên bờ tường đó, những ma tộc vẫn đang liều mạng tấn công, lúc này rõ ràng sắc mặt đã tái nhợt, thở hồng hộc, pháp lực đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Lúc này đây, trong thành những tiếng gầm rú đột nhiên im bặt, trăm tòa tháp cao màu đen đang bắn ra điện quang lập tức biến mất, công kích ngừng lại. Chương 2212, uy trấn Hắc Hồ mất đi sự trợ giúp của hơn trăm tháp điện quang này, sự phòng thủ trong thành giảm phân nửa, ngày càng có nhiều minh trùng tấn công lên quầng sáng màu đen hết đợt này đến đợt khác, khiến cho quầng sáng cấm chế này phát ra những tiếng ông ông. Bằng mắt thường có thể thấy được quầng sáng này đang mở đi một cách nhanh chóng. Chúng ta bắt buộc phải ra tay bảo vệ tòa thành này. Hàn lập nhướng mày, đột nhiên nói một câu như vậy. Ngân Nguyệt nghe xong, cũng gật đầu hiểu rõ. Giải huynh, để nhanh chóng giải quyết đám phiền toái này đành phải nhờ huynh ra tay tương trợ một chút rồi hàn lập quay đầu lại phía giải đạo nhân nói không thành vấn đề giải đạo nhân bình tĩnh đáp lại hàn lập nghe vậy liền mỉm cười lúc này tay áo mới run lên lập tức trong tay áo lóe lên ánh sáng ba ngọn núi nhỏ đã xuất hiện phía trước mặt hắn tiếp theo hàn lập một tay bấm niệm thần chú sau khi ánh sáng màu vàng tỏa ra lúc này một pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay hiện ra sau lưng hắn hắn khẽ thúc giục pháp quyết sáu con mắt trên ba cái đầu của pháp tướng liền mở ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng thét dài giống như tiếng rồng ngâm. Tiếng thét oanh động rung trời, hướng thẳng lên chín tầng mây, nó vừa ra khỏi miệng pháp tướng liền biến thành sóng âm vô hình, hướng biển minh trùng ở phía xa cuốn tới. Cũng không biết tiếng huyết gió quỷ dị của phạm thánh pháp tướng là loại thần thông gì mà đám ma tộc trong thành hắc hồ nghe thấy liền kinh hãi. Bọn chúng còn chưa hiểu được âm thanh này phát ra từ đâu thì lúc này chợt phát hiện ra đám minh trùng vốn đang điên cuồng công kích lên quầng sáng màu đen kia, đột nhiên có đám thì cơ thể tự động nứt ra hoặc có đám không chút dấu hiệu rơi ảo ảo từ trên cao xuống. Trong nháy mặt, đàn minh trùng này liền ít đi non nửa. Mà đám minh trùng còn lại lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, phát ra âm thanh kêu vù vù. Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên dao động, ba ngọn núi cực lớn cao vạn trượng xuất hiện ngay bên trên của đàn minh trùng. Ba ngọn núi phát ra tiếng nổ vang rồi đồng loạt rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, từng đạo hào quang màu xám, từng đạo kiếm khí cùng từng đám hào quang năm màu nháy mắt liền ở giữa đàn minh trùng mà tàn sát điên cuồng. Từng mảng lớn minh trùng không có sức phản kháng bị ba ngọn núi quét sạch sành xanh, chỉ có một số minh trùng thân hình to lớn, mạnh mẽ hơn so với những con còn lại mới có thể chống cự, nhưng cũng chỉ được một lúc liền cuống quyết hướng ra bên ngoài mà chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời tiếp tục vang lên một tiếng sét đánh, một tia sét thô to màu bạc đột nhiên xuất hiện rồi đánh thẳng xuống phía dưới, lập tức hơn 10 con minh trùng to lớn bị điện xà vây quanh những con trùng to lớn này chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cùng với khoảng ngàn con minh trùng bình thường gần đó đều biến thành cho tàn sau khi tia xét màu bạc lượn lờ rồi tan đi trong không trung liền hiện ra một người đàn ông mặc áo xanh chính là giải đạo nhân mà sau khi ánh mắt của giải đạo nhân hướng về phía những con minh trùng to lớn khác ở phía đàng xa quét qua bên ngoài cơ thể hắn điện quang chợt hiện liền không nói tiếng nào lại lần nữa hóa thành một tia xét bắn tói những nơi tia xét xoẹt qua quái trùng màu xám liền bị diệt sát không còn một mống trong khi đó, sau một tiếng nổ oanh kinh thiên động địa, bên trong biển minh trùng trên không trung, đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một người khổng lồ cao ngàn trượng. Đây đúng là pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay do Hàn Lập biến ra. Lúc này, bản thể của hắn đang đứng chắp tay sau lưng ở trung tâm pháp tướng, ánh mắt hờ hững nhìn đám quái trùng xung quanh. Chẳng qua giờ phút này trên cơ thể của người khổng lồ có vô số ký hiệu màu tím đang di chuyển, sau cánh tay khẽ hạ xuống, liền xuất hiện rất nhiều quả cầu lửa màu bạc lập lòe hướng ra khắp bốn phương tám hướng bắn tới những quả cầu lửa màu bạc này rơi xuống liền hóa thành biển lửa lan rộng cả ngàn thước đem từng mảng minh trùng tất cả đều cuốn vào trong đó bất kể là minh trùng bình thường hay loại to lớn mạnh mẽ kia chỉ cần dính một chút lửa màu bạc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết liều mạng dãy ruộng nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi hàn lập và giải đạo nhân trước sau vừa ra tay Đàn minh trùng nhìn như vô cùng vô tận kia, trong nháy mắt bị tàn sát với tốc độ kinh người. Chẳng qua những minh trùng bình thường này cũng thật sự hung hãn không sợ chết, bọn chúng không thèm tấn công quần sáng cấm chế của thành Hắc Hồ nữa mà cả đám quay lại giống như tự sát lao vào hai người Hàn Lập và Giải Đạo Nhân. Ngay cả Hàn Lập và Giải Đạo Nhân liên tục thi triển mấy loại thần thông, cũng phải mất thời gian dùng xong một bữa cơm mới có thể quét sạch đám minh trùng này. Mặc dù vậy vẫn có một số minh trùng to lớn thấy tình hình không ổn liền sớm tẩu thoát. Hàn Lập tự nhiên không có hứng thú đuổi giết mấy con trùng này, liền quay sang giải đạo nhân vẫy tay ra hiệu, rồi bay thẳng về phía thành Hắc Hồ, sau đó chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Ngân Nguyệt cũng từ đàng xa hờ hững bay đến, sau mấy lần nhoáng lên liền xuất hiện bên người Hàn Lập, rồi cũng từ từ hạ xuống. Vô số ma tộc trong thành Hắc Hồ sớm đã bị thần thông của Hàn Lập và giải đạo nhân làm cho kinh ngạc, nên sau khi nhìn thấy biển minh trùng kia bị hai người mạnh mẽ quét sạch, lập tức cả đám trong thành bộc phát những tiếng reo hò mừng rõ rung trời. Mà sau khi ba người hạ xuống, không cần hàn lập mở lời, lúc này vài tên ma tộc cao cấp vội vàng chạy đến, hướng đám ma tộc gần đó trách mắng, rồi rất biết điều ra lệnh đem quầng sáng màu đen mở ra một khoảng, sau đó cung kính đón ba người hàn lập tiến vào. Xin ra mắt thánh tổ đại nhân, đa tạ hai vị tiền bối đã ra tay cứu mạng mấy ngàn vạn người trong thành. Xin phép hỏi tôn tính đại danh của hai vị tiền bối, trên dưới thành Hắc Hồ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của hai vị một gã trung niên mặc áo đen có tu vi hợp thể sơ kỳ hướng hàn lập và giải đạo nhân cúi người thật sâu, sau đó trên mặt lộ vẻ cảm kích nói. Về phần những tên ma tộc bình thường gần đó, từ lúc hàn lập tiến vào trong thành, trong nháy mắt tất cả đều nằm dạp thành từng dãy chỉnh tề trên mặt đất, căn bản không dám ngước nhìn hàn lập và giải đạo nhân. Hiển nhiên ở trong mắt của những tên ma tộc bình thường này, cấp bậc thánh tổ gần như đã là thần tiên. Hiện tại chỉ một lúc liền xuất hiện hai gã thánh tổ, tất nhiên sẽ khiến ma tộc trong thành cực kỳ vui sướng tên của chúng ta các ngươi không cần phải biết ai trong các ngươi là thành chủ để hắn ra đây gặp ta hàn lập thản nhiên ra lệnh xin thưa với tiền bối lúc trước thành chủ đại nhân do chiến đấu với kẻ địch nên đã đại thương nguyên khí hiện giờ đang ở trong phủ thành chủ để điều tức nhưng lúc nãy vãn bối đã phái người đi thông báo có lẽ rất nhanh thành chủ sẽ tới ra mắt tiền bối ngay thôi tên trung niên ma tộc cẩn thận trả lời nếu là như vậy ta sẽ ở chỗ này chờ một lát về phần những người khác nên làm cái gì thì cứ làm không cần ở đây chờ đợi sau khi hàn lập gật đầu liền không khách khí ra lệnh cho đám ma tộc trước mặt vâng vãn bối sẽ cho bọn họ lui xuống trước tránh làm phiền tiền bối trung niên ma tộc sợ hãi vội vàng khom người đáp lại rồi quay lại phía mấy tên ma tộc khác ra hiệu lập tức đám ma tộc bình thường gần đó sợ hãi đứng dậy sau khi hướng ba người hàn lập cúi chào rồi cả đám nhao nhao bay vụt đi trong khoảnh khắc ngoài trừ đám người trung niên ma tộc ở lại không còn thấy bất kỳ bóng dáng của tên ma tộc nào khác. Ba người hàn lập lẳng lặng đứng trên không trung chờ đợi. Rất nhanh sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, một đạo ánh sáng màu đen từ trong thành bắn vọt lên, sau khi lượn vòng liền bay thẳng về phía hàn lập bên này. Sau khi ánh sáng màu đen mờ dần, một ông lão gầy còm mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt hàn lập cách hắn khoảng hơn 10 trường. Ông lão này dùng thần niệm hướng ba người hàn lập đảo qua, lập tức hết sức lo sợ khom người chào. Vãn bối hồ nham xin ra mắt hai vị thánh tổ đại nhân, nhờ có hai vị đại giá quang lâm, để cho vãn bối nhận được ơn trạch, ngày hôm nay mới có thể tránh được đại kiếp nạn. Ngươi chính là thành chủ thành hắc hồ sao? Hai mắt hàn lập đánh giá ông lão, thân sắc không thay đổi hỏi một câu. Ông lão này có tu vi hợp thể trung kỳ, thực lực trong đám ma tôn cũng không tính là quá thấp. Vãn bối đã đảm nhiệm chức vụ thành chủ thành hắc hồ được hơn một ngàn năm, nếu tiền bối có chuyện cần sai bảo thì cứ việc ra lệnh là được. Ông lão cười lấy lòng nói. Ừm, mấy người các ngươi vào thành nghỉ ngơi trước đi, ta và vị hồ đạo hữu đây sẽ nói chuyện thêm chút nữa. Hàn lập thấy vị thành chủ thành hắc hồ này biết điều như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật gật đầu, nhưng lại lập tức quay sang những tên ma tộc khác lạnh lùng ra lệnh. Vâng, như vậy đám người vãn bối xin phép cáo lui trước. Trong lòng tên trung niên ma tộc kia run lên, không dám chậm trễ lập tức vâng giả rồi rút đi. Một lát sau, nơi này cũng chỉ còn lại có hồ nham và ba người hàn lập. Ông lão áo đen này một mình phải đối mặt hai gã tu sĩ đại thừa thì trong lòng tự nhiên cực kỳ lo sợ, nhưng trên mặt lại không dám biếu lộ ra ngoài, chỉ dám chắp tay đứng yên tại chỗ, bộ dạng cực kỳ cung kính. Vừa rồi minh trùng có thể hình thành biển trùng lớn như vậy, hẳn là trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Từ lúc nào thì bọn chúng bắt đầu vây công thành hắc hồ. Hàn lập thản nhiên hỏi một câu, xin thưa với tiền bối, đám minh trùng này xuất hiện ở gần đây từ mấy năm trước, khi đó vãn bối cũng đã trên trăm lần tự mình dẫn người ra tay tiêu diệt nhưng căn bản không thể chân chính diệt sạch tại hai ngày trước đàn minh trùng này đã bất ngờ tấn công bổn thành mặc dù vãn bối cũng đã dự đoán được chuyện này từ trước nhưng không biết tại sao hôm nay bọn chúng lại có thể hình thành biển trùng khủng bố đến như thế ông lão gầy ốm nghe vậy hết sức lo sợ trả lời bọn chúng xuất hiện từ hai ngày trước xem ra mặc dù đám minh trùng này không có linh trí nhưng hành động lại giống như không phải là không có quy luật Hàn lập vân về cầm, dường như suy nghĩ gì đó, trả lời: Tiền bối thật sáng suốt, đám minh trùng này giết hoài không hết. Hơn nữa trong lúc hành động còn chủ động hợp lại cùng nhau, khiến đám trùng này trở nên càng lúc càng lớn. Nếu không phải như vậy, hiện giờ thánh giới cũng sẽ không liên tục xuất hiện những lời đồn đại đáng sợ về chuyện minh trùng tàn sát hàng loạt dân cư trong thành. Ông lão gầy ốm vội vàng giải thích, việc này tạm thời gác qua một bên, ta lại hỏi ngươi một chuyện khác. Sau khi Hàn lập đắn đo một lát, lại tỉnh bơ nói xin tiền bối cứ hỏi ông lão khom người trả lời ta và vị đạo hiếu bên cạnh đây mới xuất quan không lâu thực sự không nghĩ tới bởi vì đám minh trùng này mà thánh giới trở nên hỗn loạn như vậy ta lại hỏi ngươi nguyên yểm lục cực và mấy vị thánh tổ đạo hiếu hiện đang ở đâu vì sao không ai ra mặt quét sạch đám minh trùng này ta nghe nói bọn họ tại thời điểm minh trùng xuất hiện liền phần lớn mất tích một cách quỷ dị chuyện này rốt cuộc là như thế nào hai mắt hàn lập hiếp lại chậm rãi hỏi a à, thì ra hai vị thánh tổ đại nhân đã ẩn cư nhiều năm chẳng trách hai vị đại nhân lại xuất hiện ở chỗ này hèn chi vãn bối đối với hai vị tiền bối cũng cảm thấy xa lạ về phần ba vị thủy tổ đại nhân và các vị thánh tổ tiền bối khác hiện tại đang ở ông lão gầy ốm nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự có phải đám người nguyên yểm lục cực đang ở đối phó với minh trùng mẫu kia hay không bọn hắn cũng thông báo không được dễ dàng tiết lộ tin tức này ra ngoài phải không hàn lập thấy vậy mỉm cười nhìn chằm chằm ông lão rồi chậm rãi hỏi. Chương 2213, Thánh Tổ Tà Liên. Thì ra là tiền bối đã biết về việc của Minh Trùng Mẫu, nếu như vậy thì tất nhiên vãn bối không cần phải giấu giếm điều gì. Ông lão gầy nhom ngẩn ngơi một lúc, nhưng vẻ mặt lập tức thoải mái lại rồi trả lời. Ta chỉ biết một chút sự việc về Minh Trùng Mẫu từ nhiều năm trước. Lần ra ngoài này của ta cũng bởi vì kiếp nạn của Thánh Giới. Nhưng bởi vì ta chưa nắm rõ tình hình của thánh giới lúc này như thế nào nên mới tìm ngươi là người đứng đầu tòa thành hỏi thăm đôi lời. Lúc này ngươi hãy nói ra hết những gì mà ngươi biết đi." Hàn Lập lạnh nhạt hỏi. "Vâng, thưa tiền bối. Thực ra Vãn Bối biết cũng không nhiều lắm, mà lại còn phải sau 10 năm kể từ khi chuyện xảy ra mới nhận được tin này. Được biết là những con minh trùng mới xuất hiện ở thánh giới chính là ma trùng bình thường mà thôi." chỉ vì chúng nhiễm phải một chút khí thức của minh trùng mẫu ở trong phong ấn thoát ra nên mới biến dị thành hung ác như vậy. Những ma trùng này sau khi biến dị thành minh trùng, chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều ma khả năng sinh sản của chúng cũng vọt lên mấy chục lần. Bởi vậy những minh trùng này nếu không diệt hết thì càng lúc chúng sẽ càng nhiều, cuối cùng trở thành đại hỏa của thánh giới chúng ta. Ông lão nói đến đây, âm thanh trong miệng hơi chậm lại. Nhưng ngay khi thấy Hàn Lập vẫn chăm chú lắng nghe mình, lão liền hoảng sợ kể tiếp. Dựa vào những tin tức mà vãn bối có thì ba vị Thủy Tổ đại nhân cùng các thánh tổ khác đang ở nơi được bố trí thủy ấn để đối phó với Minh trùng mẫu. Lúc mới đầu mọi chuyện tựa như diễn ra vô cùng thuận lợi, nhờ có nhiều tu sĩ cao thâm ở các giới khác đến giúp nên phong ấn của Minh trùng mẫu liên tục được củng cố. Nếu cứ như vậy thì rất có khả năng phong ấn sẽ được phục hồi lại như mới. Nhưng từ 20 năm trước, khu vực thủy ấn mất hẳn đi liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không có tin tức nào từ trong đó được truyền ra lúc này không ai biết được rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì đến khi có người phát hiện ra việc mất đi liên hệ với thủy ấn thì đã quá muộn không biết từ khi nào ở xung quanh thủy ấn xuất hiện vô số đàn minh trùng chẳng những chúng chiếm cứ lấy vài tòa thành gần đó mà trong bầy còn có những con mạnh mẽ không hề thua kém với tu sĩ hợp thể kỳ người ngoài thật không có khả năng xông qua biển trùng này để tiến vào nơi bố trí thủy ấn ông lão dạ dạ thưa thưa trả lời nghi vấn của hàn lập minh trùng cùng bậc với tu sĩ hợp thể bằng vào sự đáng sợ của minh trùng chúa thì sự xuất hiện của loại minh trùng cao cấp này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên nhưng chẳng phải là bên ngoài còn có một vài thánh tổ còn chưa tiến vào thủy ấn sao chẳng lẽ họ ngồi yên mặc kệ chuyện này hàn lập hơi trầm ngâm một chặp rồi hỏi tiếp thưa tiền bối thực khó rõ ràng thái độ của các thánh tổ khác thế nào nhưng đúng là chưa hề có tin tức nào về việc các thánh tổ khác đi dò xét sự việc ở thủy ấn còn nguyên do sâu xa trong đó thì một tên chủ tòa thành nhỏ như vãn bối sao có thể biết được ông lão gầy nhòm giữ vẻ mặt ủ ê đáp lời hay lắm xem ra các đạo hiếu cấp thánh tổ khác đã biết được tin tức nào đó nếu không thì sẽ chẳng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ lúc này có thánh tổ nào còn ở lại bên ngoài gần thành hắc hồ nhất không hàn lập cười lạnh thánh tổ cách bản thành gần nhất thì phải nói đến tà liên thánh tổ ở dãy núi vạn hoa vào ba năm trước vị tiền bối này ra tay một lần đã đem toàn bộ minh trùng ở xung quanh giải núi càn quét sạch sẽ ông lão gầy đét lập tức đáp lời không trần trừ chút nào Tà Liên, dãy núi vạn hoa ở nơi nào, người có bản đồ ở đây không? Hàn Lập gật gật đầu rồi thuận miệng hỏi, có, năm đó vãn bối từng tự mình đi núi vạn hoa để xin gặp Tà Liên tiền bối nên bản đồ vẫn còn lưu lại. Ông lão cười hiền lành, đồng thời lấy từ trong người ra một miếng đá rồi dùng hai tay cung kính dâng lên. Hàn Lập khẽ phất tay đã bắt được phiến đá, sau khi dùng thần niệm lướt qua, cuối cùng hắn mỉm cười. Thông tin của đạo hữu thực sự làm ta rất hài lòng. Tiếp theo không còn việc gì nữa, đạo hữu hãy đi làm chuyện của chính mình đi thôi. Vâng, vậy vãn bố xin được cáo lui trước, ông lão thầm thở phào, cúi người hành lễ rồi rùi về sau vài bước mới xoay người bay xuống dưới. Một đoàn ma tộc đã sớm chờ ông lão ở gần đó lập tức túm tụm đến đón, sau đó cả bọn liền kéo nhau biến mất ở trong thành. Chúng ta đi thôi, đến núi Vạn Hoa tìm vị tà liên thánh tổ kia đi. Hàn lập nhìn thoáng qua thành hắc hồ bê dưới rồi bình thản nói. Tất nhiên là ngân nguyệt và giải đạo nhân không có ý kiến phản đồ gì. Tiếp đó, Hàn Lập quăng ra một cái phi xa được thiết kế toàn thân đen kịt theo kiểu của ma tộc. Cả ba người đều đứng lên bề mặt của phi xa rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu đen phá không bay đi. Một tháng sau, ba người Hàn Lập xuất hiện ở một bình nguyên xanh mướt như lá mạ. Xem ra nó chẳng khác so với những dải núi ở nhân giới là bao. Đây chính là dãy núi vạn hoa, cảnh sắc nơi này xinh đẹp lạ thường. Vậy mà vị tà liên kia lại chọn được một nơi ở quá tuyệt vời. Nhưng không biết thánh tổ này đang ở đâu trên giải núi. Ngân Nguyệt đứng sau lưng Hàn Lập, quan sát hết thảy cảnh vật phía trước rồi cười khẽ. Trên bản đồ ghi rõ là tà liên thánh tổ ở trên một đỉnh gọi là chiêu thiên phong ngay trong trung tâm dãy núi này. Hàn Lập cười nhẹ, ơ, nếu đúng là như vậy thì cũng không quá khó để tìm được vị thánh tổ này. Nhưng hình như chúng ta hơi vội vàng, còn chưa hỏi đến tà liên thánh tổ là người thế nào, có đại thần thông gì không, có phải phường hung ác không nữa. Hai mắt của Ngân Nguyệt chớp chớp, sau lại bật cười khúc khích. Ha ha, cho dù có là phường gian ác thì ta cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thủy Ấn. Chỉ có vậy ta mới có thể xác định được bước tiếp theo nên làm thế nào cho ổn nhất. Đương nhiên là nếu có thể hỏi ra vị trí của hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu lúc này thì thật sự là chuyện không còn gì tốt hơn. Hàn Lập Trù trừ định liệu rồi nói, Ngân Nguyệt vừa nghe thấy tên tổ phụ của mình, trong lòng chợt giấy lên nỗi lo lắng sâu thẳm, nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu. Đi thôi, dãy núi vạn hoa này không lớn lắm, để tìm được chiêu thiên phong kia chắc cũng không quá lâu đâu. Hàn lập không nói gì thêm, tay áo khẽ phất lên, lập tức hóa thành một vệt sáng màu xanh phá không bay đi. Ngân Nguyệt cùng giải đạo nhân cũng bay sát theo phía sau. Mấy canh giờ sau, bỏ lai sau lưng vô số ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đập vào mắt mọi người là một đỉnh núi màu trắng cao vút đến tận chân mây. Đỉnh núi này cao khoảng vài vạn trượng, theo sườn núi lên cao, nửa bên trên là một màu trắng xóa do băng tuyết phủ lên còn nửa bên dưới lại bị một tấm màn xương màu đen che kín, bên trong có cuồng phong gào rít liên hồi, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiền gào khóc thảm thảm thiết thê lương. Đây đúng là ngọn chiêu thiên, thật là có chút tà môn, nhóm của Hàn Lập dừng lại cách ngọn núi khoảng 10 dặm. Ngoài ra Ngân Nguyệt còn bị hình dạng của ngọn núi dọa cho phát hoảng. Chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đối với đám ma tộc bình thường còn có tác dụng, chứ với ta và giải huynh thì sao có tác dụng gì. Tia sáng màu lam chấp động trên con người của Hàn Lập hắn đánh giá ngọn núi vài lần rồi tươi cười nói. Chướng nhãn pháp, đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt mở to, nàng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới ngọn núi thật kỹ lưỡng nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Hàn Lập thấy vậy bèn cười khẽ, bất chợt nhấc một tay bấm niệm pháp quyết. Giữa hai mắt chợt có khí đen ngưng tụ, lập tức một con mắt đen xì hiện ra, trẻ dọc ngay giữa hai vệt lông mày. Ngay sau đó, Hàn Lập quát khẽ, một đạo ánh sáng trong suốt lớn bằng ngón cái bắn ra. Sau khi lóe lên, nó nhập thẳng vào hư không phía trước. Oanh, lập tức ở phía xa truyền đến trận giao động cực kỳ mãnh liệt. Vốn ban đầu là một ngọn núi khổng lồ thì giờ lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Thay vào đó là một vùng bình nguyên trải rộng vài trăm dặm, ở giữa còn mọc lên ngọn núi cao khoảng vài ngàn trượng. Ngọn núi này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, chẳng những phía ngoài của nó được phủ lên bởi vô số các loài kỳ hoa dị thảo, mà lại còn được che đậy thêm bởi một vầng sáng năm màu, diễm lệ vô cùng ánh mắt của Hàn Lập bị một tòa điện ở đỉnh ngọn núi hấp dẫn. Cung điện này lớn khoảng nửa mẫu, toàn thân xanh biếc lạ kỳ, giống như nó được dựng lên từ gỗ tươi vậy. Đây mới thực sự là chiêu thiên phong ư, Ngân Nguyệt sửng sốt mất một hồi mới có thể lẩm bẩm tỏ vẻ khó tin. Hàn Lập nghe thế liền mỉm cười, hắn đang định đáp lại thì bỗng nhiên từ trong ngọn núi xinh đẹp phía trước vang đến một âm thanh lạnh lùng của nữ giới. Đạo hữu nào đến thăm ta ở chiêu thiên phong, ta liên chưa kịp đích thân đón tiếp từ xa, xin được lượng thứ. Âm thanh vừa dứt, một vệt sáng xanh biếc như ngọc từ trong cung điện bắn vút lên cao, xoay tròn một vòng, rồi bay thẳng về phía nhóm Hàn Lập đang đứng. Sau khi chấp động vài lần đã xuất hiện ở vài chục trượng trước mặt Hàn Lập. Hào quang tắt đi, một thiếu nữ mang vẻ mặt lạnh như băng, mặc trang phục màu xanh lục gọn gàng liền hiện ra. Hàn Lập mới chỉ kịp nhìn qua khuôn mặt của thiếu nữ đã liền giật mình, thẳng thốt nói. Bảo Hoa, không phải, người không phải là Bảo Hoa thiếu nữ mặc áo xanh này và bảo hoa có khuôn mặt cực kỳ tương tự nhưng nếu cẩn thận nhìn lại thì gương mặt của nàng cực kỳ lạnh lẽo hoàn toàn khác với bảo hao chắc ba vị không phải là người ở thánh giới nếu không thì sao có thể nhầm lẫn thiết thân với bảo hoa được vừa nghe lời của hàn lập trong mắt của thiếu nữ áo lục trượt hiện lên một tia lạnh ngắt nhưng sau khi cẩn thận quan sát hàn lập và giải đạo nhân vài lần thì sắc mặt của nàng mới hòa hoãn trở lại sau đó mới chậm rãi nói Ngân Nguyệt nghe được lời của thiếu nữ phía trước, vẻ mặt cũng hơi biến đổi. Sự kinh ngạc của Hàn Lập biến mất trong nháy mắt, hắn quan sát thật kỹ thiếu nữ trước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi. Ba người bọn ta đã đến gặp đạo hữu thì cũng không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Nhưng ngược lại thì tà liên đạo hữu làm tại hạ thực sự giật mình, không biết các hạ xưng hô thế nào với bảo hao đạo Hiếu. Bảo hoa là tỷ ruột của ta, tu sĩ đại thừa mà không biết việc này thì chỉ có thể là người đến từ giới khác thôi. Thiếu nữ áo lục đã khôi phục lại vẻ mặt âm trầm của mình rồi nói: "Ra là như vậy, bảo sao Đạo hữu cùng Bảo Hoa lại có khuôn mặt giống nhau đến thế. Nhưng ý đồ của bọn ta đến đây chắc Đạo hữu cũng đã đoán được vài phần chứ?" Hàn Lập gật gật đầu, rồi làm bộ cười như không cười hỏi tiếp: "Các vị tới chắc cũng bởi sự việc của thủy ấn đúng không?" Thiếu nữ áo lục trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi lại: "Chương 2214, Bạch quang giới. Ô hình như tà liên đạo hữu không bất ngờ với sự xuất hiện của chúng ta nhỉ. Hai mắt hàn lập nhíu lại, lời nói đã chỉ ra phần nào vấn đề. Ba vị đạo hữu đến từ linh giới hay hắc viêm giới. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới ba người hàn lập một lần nữa, thánh tổ tà liên vô cảm hỏi. Linh giới, hắc viêm giới, vì sao tà liên đạo hữu lại khẳng định được ba người chúng ta đến từ một trong hai giới này? Mắt hàn lập lóe lên, hỏi. Bởi vì trong số các giới phái gia cường giả đến trợ giúp thánh giới chúng ta, cũng chỉ có linh giới và hắc viêm giới là chưa phái người đến tìm mấy người chúng ta." Thánh Tổ Tà Liên lạnh lùng trả lời, "Mấy người các ngươi ư?" Vẻ mặt Hàn Lập thoáng động, "Đúng vậy, chính là các thánh tổ chưa tiến vào chỗ thủy ấn như chúng ta. Dù rằng ta hiện giờ tạm ẩn cư ở Vạn Hoa Sơn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với các vị đạo hữu khác. Những cường giả ngoại giới mới đến như các ngươi, nếu muốn biết rõ ràng tình hình ở chỗ thủy ấn thì tất nhiên đầu tiên phải tìm được chúng ta rồi." Tà Liên trả lời không chút hoang mang thì ra là thế ba người chúng ta đúng là người linh giới đạo hữu đoán không sai đâu có điều xem ra tà liên đạo hữu biết rất rõ ở chỗ thủy ấn đã xảy ra chuyện gì đúng không sau khi thoáng trầm ngâm hàn lập mới khoan thai nói thì ra là đạo hữu từ linh giới gương mặt đạo hữu nhìn qua có vẻ khá quen có phải đạo hữu đã từng đến thánh giới chúng ta rồi không cô gái mặc đồ cung đình màu xanh lục không có trả lời ngay thắc mắc của hàn lập mà sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn một lát lại như suy nghĩ đến gì chợt hỏi một câu dường như chẳng để ý gì đến việc ba người hàn lập đến từ linh giới phảng phất như vốn chẳng biết hai giới vừa mới chấm dứt một trận đại chiến cách đây không lâu hàn lập nghe thấy vậy thì hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền cười quả thật ta đã từng đến quý giới một lần xem ra tà liên đạo hữu đã nhận ra hàn mỗ rồi còn cố ra vẻ không biết mà hỏi làm gì chật chật người quả thực là tên tu sĩ họ hàn khi xưa bị nguyên yểm và lục cực cùng phát ra truy nã ư Lúc ngươi rời thánh giới còn là tu sĩ hợp thể kỳ, vậy mà giờ đã tiến cấp thành đại thừa rồi. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu được phần nào vì sao lúc đó hai người kia lại coi trọng ngươi như vậy. Nói như vậy thì vị đạo hữu bên cạnh chắc là giải đạo hữu ở Ma Nguyên Hải rồi. Ta là một trong số ít các thánh tổ ma giới chưa từng đến Ma Nguyên Hải gặp giải huynh, nhưng mà hiện tại xem ra dường như cũng chưa quá muộn. Ta liên thở dài, ánh mắt kẽ chấp, rồi quay sang nói với giải đạo nhân về phần vị tu sĩ hợp thể kỳ như ngân nguyệt lại như không nhìn thấy. Hiển nhiên đối với nàng, tu sĩ dưới đại thừa không đáng lọt vào mắt. Gương mặt giải đạo nhân đờ đán, cũng không có ý trả lời gì. Hàn lập nhíu lông mày lại, sắc mặt xa sầm xuống hỏi. Nếu như đạo hữu đã nhận ra giải huynh thì cũng đỡ cho ta phải giới thiệu. Hình như đạo hữu vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta về chuyện tình ở Thủy Ấn nhỉ. Chuyện ở chỗ Thủy Ấn, quả thật ta biết đôi chút. Tuy nhiên, đây không phải chuyện đùa chỗ này cũng không phải là nơi bàn chuyện hay là ba vị đạo hữu xuống dưới này với ta để nói chuyện đi sau khi quét mắt về bốn phía vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô gái mặc đồ lục bỗng nhiên biến mất xuống dưới sao đạo hữu định mời bọn ta đến quý động phủ một chuyến à hàn lập nhìn về phía ngọn núi bị ánh sáng năm màu bao phủ cách đó không xa từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược một câu sao vậy chắc là hàn đạo hữu sợ ta giở trò gì rồi hả cô gái khẽ cười nhìn khá cuốn hút, sao ta có thể cho rằng với thân phận của Tà Liên Đạo hữu lại đi làm những chuyện hèn mọn đó chứ? Trừ khi đạo hữu quá tự cao cho rằng có thể đối phó đồng thời với hai gã đại thừa kỳ. Hàn Lập ngáp một cái, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Vậy ba vị đạo hữu, xin mời." Cô gái áo lục nghe thấy thế, khẽ nghiêng người sang một bên, tươi cười và nói. Hàn Lập cũng không khách khí gì, vung tay áo lên, làm phun ra một đám mây màu vàng cuốn sang hai bên sau đó liền mang theo giải đạo nhân và ngân nguyệt hóa thành một cầu vồng vàng kim bay vọt về phía ngọn núi đằng xa thân hình thánh tổ tà liên chợt trở nên mơ hồ rồi cũng hóa thành một luồng ánh sáng màu lục bay đi vòng ánh sáng năm màu bao phủ bảo vệ ngọn núi bỗng tách ra để cho ba người hàn lập và cô gái kia lần lượt tiến vào trong rồi cùng hạ xuống trước cổng chính cung điện trên đỉnh núi đúng lúc này trước cửa điện thoáng hiện lên bóng người rồi từ đó có hai gã nam nhân lực lưỡng mặc trang phục cực kỳ quái dị hai người này da rẻ ngăm đen, mặc một bộ chiến giáp màu xám bạc, nhưng trên mặt và cánh tay lại xăm muôn linh văn màu đỏ thấm, hai mắt thì trói rực một màu bạc, có điều hình như không có đồng tử, nhìn qua rất kỳ quặc. Một người trong đó đầu chọc sáng bóng, tóc chỉ mới nhú mầm, gương mặt cực kỳ hung dữ, ác độc. Tên còn lại tóc tai bù xù, hai cánh tay đeo vòng vàng nặng trịch, có vẻ rất khỏe mạnh. Khi ánh mắt của hai người này quét tới thì tựa như đao kiếm sắc bén, với tu vi của Hàn Lập mà cũng hơi phát lạnh. Cấp đại thừa Hàn lập dùng mình trong lòng, khẽ nói. Ngân Nguyệt nghe thế liền biến sắc, hít một hơi sâu. Không ngờ rằng hai tên đô con đen đuổi này cũng là tu sĩ đại thừa, tuy nhiên, hơi thở lại khác hẳn ma tộc, là cho Hàn lập cực kỳ bỡ ngỡ. Ta liên đạo hiếu, đây là người đến trợ giúp từ ba giới diện à, sao trong đó lại có cả một tiểu bối hợp thể kỳ. Sau khi quét ánh mắt về phía ba người Hàn lập, tên nam tử lực lưỡng chọc đầu kia khẽ đảo mắt, cất lên giọng nói khô cứng. Hàn đạo hiếu, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút hai vị này là kim xoa huynh và thạch định huynh đến từ bạch quang giới đến chỗ ta sớm hơn ba vị chỉ nửa tháng mà thôi kim huynh đây là hàn đạo hữu từ linh giới và giải đạo hữu cô gái áo lục tiên lên trước một bước rồi mỉm cười giới thiệu linh giới ư chính là giới diện vừa mới phát sinh xung đột với ma giới các ngươi à ta còn tưởng rằng lần này họ sẽ không phái người đến nữa nam tử chọc đầu ngoác cái miệng rộng ra để lộ hàm răng trắng như tuyết mà nói nhưng trong lời nói lại hàm chứa chút khinh thường nếu sâu keo mẹ thực sự lao ra được khỏi phong ấn thì mấy giới phụ cận đều có thể rơi vào hiểm họa bị tiêu diệt, linh giới chúng ta tất nhiên sẽ không dừng dưng đứng nhìn. Có điều, đây là lần đầu tiên Hàn mỗ nghe đến bạch quang giới. Hàn lập thu lại vẻ kinh ngạc, ung dung nói, hư, ngay cả bạch quang giới chúng ta mà cũng chưa nghe đến, xem ra hiểu biết quá hạn hẹp. Không phải ngươi vừa may mắn tiến cấp đại thừa đó chứ. Gương mặt nam tử chọc đầu hiên lên một tia sát ý, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn đôi chút. Còn nam tử tóc dài đứng bên cạnh thì cũng như giải đạo nhân, điềm nhiên không nói một câu gì. Hàn Lập ngáp một cái, ngay khi hắn đang định nói gì đó thì cô gái áo lục lại cắt ngang. "Mấy vị đạo hữu đến chỗ thiếp thân không phải là để đấu võ mồm chứ? Nếu như các vị vì chuyện sâu keo mẹ mà đến thì hay là chúng ta vào bên trong nói chuyện tiếp chút đi. Không phải Kim huynh vẫn muốn lấy được tin tức ở chỗ Thủy Ấn ư, giờ bọn Hàn đạo hữu cũng tới rồi, vừa lúc này ta sẽ công khai thẳng thắn." "À, vừa nghe thấy thế, sắc mặt kim xoa biến đổi mấy lần nhưng sau thoáng suy tư hai mắt lóe lên ánh sáng màu bạc hắn khẽ gật đầu cuối cùng tà liên đạo hiếu cũng nói cho ta thông tin muốn biết tất nhiên ta và thạch huynh sẽ chăm chú lắng nghe nói xong câu này nam tử chọc đầu quay sang bắt chuyện với bạn mình một tiếng rồi xoay người đi vào phía trong hàn đạo hiếu xin mời cô gái áo lục thấy vậy liền tỏ vẻ xem thường rồi nàng quay người sang mời hàn lập hàn lập khẽ cười rồi dẫn ngân nguyệt cùng giải đạo nhân đi theo tà liên kính chào đại nhân tà liên cung điện màu lục này tuy không lớn nhưng trên hai hành lang hai bên phía sau cửa điện lại đứng đầy người hầu nữ cũng mặc trang phục cung đình có tầm khoảng 40 người vừa nhìn thấy thánh tổ tà liên bước tới bọn họ liền kho người cung kính chào hỏi đi chuẩn bị ít linh quả linh trà hôm nay lại có khách quý đến chơi tà liên khoát tay dáng vẻ ung dung cao quý ra lệnh một số hầu gái lập tức đáp lời và lui xuống một lát sau bọn hàn lập đã đi theo tà liên tiến vào trong đại sảnh của cung điện Hai gã đại thừa của Bạch Quang Giới đang ngồi trên hai chiếc ghế gần nhau ở một bên, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nói với nhau cái gì đó. Hàn Lập thấy vậy cũng không ngại ngùng dẫn giải đạo nhân và Ngân Nguyệt ngồi xuống đối diện hai người. Tà Liên bước thướt tha, đến ngồi lên chủ vị ở giữa. Tà Liên đạo hiếu, tất cả đã đến đủ, giờ có thể nói rồi chứ. Vẻ mặt nam tử chọc đầu khẽ động, hắn nói thẳng luôn. Đương nhiên, nhưng trước khi nói, ta còn có mấy câu muốn hỏi các vị đạo hiếu lần này các vị đến thánh giới là vì để giúp thánh giới chúng ta chấn áp con sâu keo mẹ kia một lần nữa hay là chỉ muốn tới cứu bạn bè cùng tộc của mình tà liên thu lại vẻ cười có vài phần nghiêm nghị hỏi tà liên đạo hữu lời này là có ý gì ta đâu có thấy hai việc này có gì mâu thuẫn vẻ mặt nam tử chọc đầu trượt đổi giọng nói bỗng trầm xuống hàn lập nghe được câu hỏi đó cũng bất ngờ không khỏi nhướng mày thế thì chỉ sợ làm cho mấy vị thất vọng rồi hiện tại thời gian quá cấp bách chúng ta có thể làm như vậy thôi, mà kể cả là như thế thì cũng phải tập trung tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó mới có thể có vài phần thành công. Đây cũng là lý do vì sao trước kia ta không dám tùy tiện nói tin tức ở chỗ thủy ấn cho hai người Kim Huynh. Vẻ mặt Tà Liên lần đầu tiên hiện ra một nụ cười khổ. Hừ, nhưng chỉ có thêm hai người là Tà Liên đạo hữu lại có thể yên tâm nói tin tức ra. Kim xoa hừ một tiếng, hơi bất mãn nói. Thực ra dù bọn hàn đoạ hữu không tới thì nhiều lắm là qua một tháng nữa, ta cũng sẽ nói cho Kim Huynh thôi. Sau một tháng là bởi vì đó lúc thanh tổ chúng ta gặp mặt, lúc đó các đạo hữu đến từ giới diện khác cũng sẽ tham gia để bàn về việc giải quyết đại kiếp của thánh giới. Chắc có lẽ rằng mấy vị đạo hữu cũng không muốn bỏ qua. Tà Liên thoáng trầm tư, rồi nói thẳng, Tà Liên đạo hữu mặc kệ mục đích đến thánh giới lần này của chúng ta là gì thì cũng nên nói tình hình ở Thủy Ấn ra cho chúng ta biết đôi chút chứ, sau đó để chúng ta lựa chọn thì hay hơn đấy. Nghe thấy thế, Hàn Lập chợt nói, Chương 2215, chân tướng. Đúng vậy, lời nói của Hàn đạo hữu rất có đạo lý. Kim xoa bật cười hắc hắc, nếu các đạo hữu muốn nghe tin tức về thủy ấn thì tất nhiên là có thể rồi. Nhưng tình huống cụ thể ra sao đối với những thánh tổ ở bên ngoài như chúng ta thực chẳng rõ ràng lắm, chỉ là biết đại khái một vài nét mà thôi. Thiếu nữ trong lớp áo gọn gàng trầm ngâm một lúc rồi hơi gật đầu. Chỉ biết đại khái, rốt cuộc là sao? Đáng nhẽ các người phải biết thủy ấn đã xảy ra chuyện gì hoặc ít nhất là phải nghe thông báo lại tình hình chứ sắc mặt của gã chọc đầu trầm xuống tỏ vẻ bất mãn xin kim huynh chớ hiểu lầm thực ra từ lúc xảy ra bất chắc ở thủy ấn những thánh tổ ở bên ngoài như chúng ta vẫn chưa có hành động gì nhiều nhưng nguyên nhân của sự việc thì vẫn được truyền ra một ít thánh tổ tà liên thở dài chua sót ta đã bảo mà ở trong thủy ấn có nhiều đạo hữu có thần thông vô cùng to lớn sao lại có chuyện một chút tăm hơi cũng không lọt ra kim xoa nghe xong trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười Kim Huynh chớ vội vui mừng, tin tức đó là do nguyên yểm đạo hữu vội vàng dùng một loại bí thuật mới truyền ra được, nhưng lại hết sức mơ hồ. Trong đoạn tin nửa rõ nửa mờ đó nói là nơi bố trí thủy ấn đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là minh trùng mẫu chui ra khỏi phân nửa cấm chế, hơn nữa không biết nó đã dùng thủ đoạn nào mà đưa tất cả bọn họ đến chân áp bên trong thủy ấn. Nhưng cũng may là con minh trùng chúa này vẫn chưa thực sự thoát khỏi vây khốn nên cũng không thể rời khỏi đó được. Đương nhiên cũng bởi vì năng lượng mà nó tiêu hao trong lúc vùng vẫy khá nhiều, cuối cùng lại tiến vào trạng thái ngủ say. Nguyên nhân của những minh trùng mới xuất hiện ở thánh giới lúc này là bởi vì bị ảnh hưởng khí thức của minh trùng mẫu vội ý phát ra trong lúc ngủ. Thiếu nữ áo xanh lục một mạch nói ra toàn bộ tin tức. Nếu vậy thì xem ra những đạo hữu đến cứu viện từ các giới khác như chúng ta cũng đều bị nhốt trong phong ấn từ thời thượng cổ của chân tiên rồi. Thủy ấn lại có thể vây khốn nhiều đạo hữu ngang cấp với chúng ta đến vậy chứng tỏ uy lực của nó thật là đáng sợ. Kim Xoa như hít phải một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ sệt nói. Chắc là như vậy rồi, mà đây cũng là tin tức duy nhất và cuối cùng được truyền ra từ trong thủy ấn, sau đó hoàn toàn không còn nghe ngóng thêm được điều gì nữa. Xem ra trước khi Minh Trùng mẫu ngủ say đã kịp thi triển một thủ đoạn nào đó làm cho thủ đoạn ban đầu của Nguyên Yểm Đạo Hiếu bị vô hiệu. Tà Liên không lưỡng lự đáp, Tà Liên Đạo Hiếu vẫn còn chưa chịu nói hết, nếu đúng như những gì Đạo Hiếu đã kể, vậy thì những thánh tổ còn ở bên ngoài như ngươi đã phải sớm hành động mới đúng, cớ sao lại đợi chờ đông người tụ tập mất thời gian như vậy. Hơn nữa từ đầu đến giờ ta vẫn chưa nghe được nguyên do tại sao chúng ta lại không thể vừa tiến hành trấn áp minh trùng mẫu, vừa đến chiếu cố cho các đạo hữu đang bị giam hãm bên trong cấm chế. Hàn lập sờ cầm rồi lạnh nhạt hỏi, Hàn đạo hữu có biết người đầu tiên có được tin tức trong thủy ấn là ai không? Ta Liên bị chất vấn vậy sắc mặt liền trầm xuống, là ai, không phải là một trong số những người còn ở bên ngoài các ngươi sao? Ánh mắt của Hàn lập lóe lên, hư, chính là người mà đạo hữu đã nhầm lẫn với ta đấy tà liên hừ lạnh bảo hoa quả nhiên là nàng hàn lập thực sự bị giật mình không sai ngay từ đầu tin tức trong thủy ấn đã được truyền đến tay của tỷ tỷ ta cũng bởi vì bọn nguyên yểm cảm thấy bên ngoài chỉ có mình bảo hoa mới có khả năng giải cứu cho bọn họ thiếu như áo làm âm trầm trả lời nói như vậy thì chủ trương để cho các người đợi đến giờ mới được hành động lại thông báo là không thể vừa tiến hành ra cố cấm chế vừa giải cứu người chính là do bảo hoa đạo hữu sao hàn lập trao mày suy nghĩ một lúc thật lâu mới hỏi xem ra hàn đạo hiếu cũng hiểu biết đôi chút về sư tỷ ruột thịt của ta không sai năm đó nàng đã triệu tập tất cả các thánh tổ ở bên ngoài bọn ta một lần tiếp đó lại lấy tin tức do nguyên yểm truyền ra cho bọn ta kiểm chứng xác thực là tin tức này không hề giả dối nếu không lúc này nàng không phải thủy tổ của thánh giới thì sao bọn ta phải nghe lời của nàng làm gì dựa theo những gì nàng biết ở cuối đoạn tin tức mơ hồ do nguyên yểm truyền ra ám chỉ là tuy minh trùng mẫu có thể lợi dụng một bộ phận uy lực của cấm chế để vây hãm bọn họ, nhưng nó vẫn chưa ổn định nên đến một chu kỳ nhất định sẽ bị yếu đi. Hơn 10 năm sau là sẽ đến thời kỳ suy yếu của tòa cấm chế cổ xưa đó. Nhưng lúc đó cũng chính là thời điểm mà cấm chế tác dụng lên minh trùng mẫu trở nên mạnh nhất. Vì thế bất kể là để chấn áp minh trùng mẫu hay giải cứu bọn nguyên yểm thì đây cũng chính là thời điểm cực kỳ thuận lợi còn vì sao mà không chiếu cố cho các đạo hữu bị vây không cũng chính là chủ ý của bảo hoa bởi vì nàng vừa mới nhận được tin tức của nguyên yểm là đã liền âm thầm vượt qua biển côn trùng ở vòng ngoài lẻn vào bên trong thủy ấn tra xét cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định còn thật giả thế nào thì các đạo hữu hãy tự đưa ra phán đoán đi nhưng ít nhất là những thánh tổ chúng ta đây đều cho rằng đó là sự thật dù sao chúng ta cũng đã từng cố thủ ở thủy ấn nên hiểu biết đôi chút về tòa cấm chế thượng cổ đó mà kể cả bảo hoa có thần thông rất to lớn nhưng cũng không thể qua mặt sự hiểu biết của ta hơn nữa nàng cũng không có lý do gì mà động chân giấu tay trong việc này dù sao nàng cũng chính là một thành viên trong thánh giới làm sao lại có thể không để ý đến an nguy của thánh giới được sắc mặt của tà liên lạnh như băng nàng kể hết thảy sự việc mà nàng biết ra cho mọi người kim xoa cùng tên vạm vỡ bên cạnh nghe xong cả hai ngơ ngác nhìn nhau mỗi tên đều thấy trong ánh mắt của đối phương hiện lên một tia sợ hãi hiển nhiên là những lời mà tà liên vừa kể đã nằm ngoài suy đoán hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ còn hàn lập hơi trầm ngâm một lúc rồi thở dài đã là bảo hoa đạo hữu nói thì hẳn là không phải giả rồi nhưng nếu bảo hoa đạo hữu có thể mạo hiểu đi xem xét thủy ấn một phen vậy thì chẳng thể nào có chuyện tà liên đạo hữu không đến điều tra sự việc ở nơi đó được nếu có thể tự mình đi tra xét tình hình mà không phải lo lắng việc chẳng thế tiến vào bên trong thì mấy tên thánh tổ còn ở bên ngoài như ta tất nhiên sẽ không ngại mạo hiểm thử một lần nhưng các đạo hữu không biết là lần tra xét đó của bảo hoa đã khiến cho minh trùng mẫu cảnh giác. Mặc dù con hung trùng này ngủ say nhưng biển côn trùng vây quanh thủy ấn đã đông hơn gấp cả chục lần. Hơn nữa lẫn trong đó là những con minh trùng cực kỳ đáng sợ, ngay kể cả những tu sĩ bậc thánh tổ như chúng ta nếu gặp cũng đành lùi xa ba bước, tuyệt đối không dám dây dưa. Cho nên việc tra xét tình hình cụ thể của thủy ấn đối với chúng ta thật là lực bất tòng tâm. Sắc mặt của tà liên tái nhợt, có vẻ trở nên hơi sợ sệt, có thể làm cho tu sĩ đại thừa cũng không dám đối cứng thì chắc đây phải là những minh trùng cao cấp tu vi hợp thể kỳ đúng không? Kim Soa nghe vậy không nhịn được liền hỏi, không phải là một loài khác toàn thân đỏ rực, thân thể không dài quá một thước, rất quỷ quái. Loại minh trùng này chưa từng xuất hiện ở các địa phương khác trong thánh giới. Chúng chỉ tồn tại trong biển trùng quanh Thủy Ấn, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, đoán chứng không quá ngàn con. Tà Liên vội vàng lắc đầu, chẳng lẽ loại minh trùng này có thực lực ngang với đại thừa kỳ? nếu không với số lượng như vậy thì sao có thể khiến các ngươi kiêng sợ kim xoa trợn ngược hai mắt có vẻ hắn hơi bị giật mình không phải loại trùng này có khí thức rất thấp giỏi lắm khoảng cỡ luyện hư mà thôi hơn nữa thần thông của chúng cũng chỉ có hai loại nhưng vậy thôi mà chúng đã khiến một số vị đạo hữu có ý định xâm nhập vào biển côn trùng bị thương nặng thiếu chút nữa là bỏ mạng trọng đó ngay cả ta đây cũng không dám nếm thử món này khóe miệng của tà liên run rẩy nàng cười khổ đáp lời hai loại thần thông mà đã bức bách cho các thánh tổ chúng ta chật vật mong đạo hữu hãy giải thích rõ hơn cho ta đi hàn lập nghe vậy hai mắt liền co quắp lại rất đơn giản một là thuấn di một là tự bảo tà liên trả lời không do dự di chuyển tức thời tự phát nổ gã vạm vỡ đầu chọc lóc tái mặt tỏ vẻ giật mình hàn lập nghe xong sắc mặt cũng hơi khác thường rồi lại chấm rãi nói hai loại thần thông này chỉ sợ so với bình thường phải khác biệt rất nhiều nếu không thì đã không có khả năng bước lui tu sĩ đại thừa như thế đúng vậy một khi loại minh trùng toàn thân đỏ như máu này thuấn di là người ta không thể tránh né được chỉ cần vừa nhìn thấy thì trong khoảnh khắc sau đã ở sát bên mình cho dù là dùng bảo vật nào để phòng ngự đi nữa đều không thể ngăn cản nổi chúng mà ngay khi chúng tự phát nổ bất kỳ là công pháp hay bảo vật cũng không có tác dụng chỉ có thể cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi nhưng như vậy vẫn chưa phải chuyện tệ nhất đáng sợ hơn là uy lực do chúng phát nổ còn làm cho linh hồn của tu sĩ bị ô uế. Ngay cả các phân thân ở nơi khác cũng ảnh hưởng mà bị thương nặng. Một số người có linh hồn không mạnh mẽ, chỉ sợ là sẽ lập tức bỏ mạng trong đó. Vẻ mặt của Tà Liên nghiêm nghị giải thích kỹ lưỡng, ngay cả linh hồn của phân thân đều bị ô uế theo. Người đầu chọc phạm vỡ thẳng thốt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu. Đến bây giờ các đạo hữu đã biết chỗ đang sợ của loài trùng này sau lần bảo hoa xem xét thủy ấn dưới sự uy hiếp của biển trùng, kể từ đó không ai dám mạo hiếm xâm nhập vào trong đó nữa tà liên cười lạnh hiện tại bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ vị thánh tổ này tựa như không hợp tính với bảo hoa cho lắm nếu có loại minh trùng mới xuất hiện đáng sợ này mà các ngươi đang đợi mọi người tề tụ lại vậy chắc là đã có biện pháp đối phó với chúng rồi chứ hàn lập trầm ngâm rồi hỏi hư hàn huynh đúng người thông minh Sở dĩ không lâu nữa chúng ta mới hành động là bởi vì phải đợi các đạo hữu đến từ các giới diện khác như Kim huynh và Hàn huynh. Như vậy thì khả năng thành công sẽ được tăng lên nhiều hơn. Mà ngoài ra còn phải đợi Bảo Hoa luyện chế xong hai bảo vật chuyên dùng để đối phó với loài trùng tự phát nổ đó. Theo lời của nàng, nếu như có thêm hai bảo vật này thì chắc chắn sẽ đối phó được với chúng. Tà Liên hừ lạnh, sau đó mới chịu giải thích, chương 2216, tụ hội, thì ra Bảo Hoa đạo hữu đã có biện pháp đối phó rồi. Nếu như thế thì hẳn là việc tiến vào chỗ thủy ấn lần nữa có vài phần nắm chắc. Có điều, không biết lần tụ họp này ngoại trừ mấy người chúng ta thì còn có bao nhiêu viện thủ từ các giới diện khác nữa vậy. Nam tử chọc đầu đảo mắt một vòng rồi chợt hỏi, cho đến lúc này, ngoại trừ Hắc Viêm giới thì các giới diện tiếp giáp với thánh giới chúng ta đều đã tiếp tục phái người đến một lần nữa, dù không thể bằng được lần đầu tiên nhưng cũng có nhiều hơn 40 người. Thậm chí thiên nha giới hùng mạnh nhất trong số đó còn đã phái một mạch đến 9 tên đại thừa ngay cả đồng nha lão nhân trong truyền thuyết cũng tự mình quá bộ đến bản giới rồi. Tà Liên khẽ cười và trả lời, đồng nha lão nhân, hẳn chính là đồng nha một trong tứ cầm tiếng tăm lừng lẫy. Sao hắn lại tự mình đến đây vậy? Nam tử chọc đầu nghe thấy vậy liền hít vào một hơi. Xem ra Kim Huynh cũng đã nghe đến tên tuổi lão. Điều này cũng đúng thôi, danh tiếng của đồng nha đạo hữu giữa tất cả các giới diện thậm chí còn trên cả ba đại thủy tổ của thánh giới chúng ta, nên đạo hữu có nghe qua thì cũng không có gì là lạ cả sở dĩ hắn đích thân đi vào thánh giới là vì nghe nói trong số các cường giả của giới hắn trong chỗ thủy ấn, có một người là con cháu trực hệ được đồng lão cực kỳ xem trọng, chính vì thế mới không thể không tự mình ra mặt. Tu Vi đã đạt đến trình độ như đồng nha lão nhân mà vẫn có thể đi mạo hiểm vì một đứa con cháu ư, điều này quả thực hơi vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Nam tử chọc đầu sau khi xoa lên đầu một cái, cảm thán nói. Nghe nói đồng nha lão nhân chỉ có một người con cháu trực hệ này, cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu chân quý mới đưa được hắn lên cảnh giới đại thừa, nên tất nhiên sẽ không thể nào ngồi nhìn hắn gặp nguy hiểm được. Lần này, Tà Liên lại thản nhiên nói, "Điều này cũng đúng, nghĩ lại thì nếu Kim Mỗ cũng có một người con cháu cấp đại thừa thì quả thực cũng sẽ cực kỳ coi trọng." Kim Xoa trợn trừng hai mắt lên, cười ha hả, "Nếu như Tà Liên đạo hữu đã nói rõ rằng sắp tới đây sẽ hội họp thì nhất định ta và Giải huynh sẽ tham gia. Khi nào đến lúc, lại phiền Tà Liên đạo hữu thông báo dùm rồi." hàn lập lặng im tự đánh giá trong chốc lát rồi thở dài và nói điều đó là tất nhiên đợi đến ngày xuất phát nhất định ta sẽ tự mình truyền tin cho ba vị đạo hữu một tiếng tà liên không lưỡng lự liền đáp vậy chúng ta sẽ không làm phiền đạo hữu nữa hàn mỗ xin đi trước đây hàn lập gật gật đầu không hề do dự đứng dậy và nói giải đạo nhân và ngân nguyệt thấy vậy cũng đứng dậy theo ra vẻ như lấy hàn lập làm chủ vậy hàn huynh sao vội vàng thế tại chiêu thiên phong của ta có vài loại linh quả đặc biệt hay là ba vị thử nếm chút rồi đi cũng không muộn. Cô gái mặc đồ cung đình mỉm cười nói, cũng không cần đâu, việc nếm thử linh của thì về sau còn có dịp mà. Hàn lập cười hắc hắc, sau khi khẽ chắp tay chào liền phất ống tay áo lên, phun ra một luồng xương vàng kim bao phủ lấy ba người vào trong, rồi chỉ trong phút chốc biến thành một luồng cầu vồng vàng kim phá không bay đi, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ngoài cửa. Nhìn thấy vậy, tà liên mặc dù không tiếp tục mời mọc nữa nhưng hàng lông mày đen nhánh cũng không tránh khỏi khẽ nhíu lại, ha ha, xem ra vị hàn đạo hữu này cũng chẳng muốn kết giao với thánh tổ ma giới ngươi cho lắm. Cái đó cũng khó trách được, ma giới các ngươi vừa mới đại chiến một trận với linh giới, loại thù hận sâu đậm này không dễ hóa giải đâu. Nam tử chọc đầu lại cười ha hả quan hệ giữa thánh giới và linh giới ra sao cũng không phải kim đạo hữu có thể bàn đến đâu. Giờ hàn đạo hữu đã quyết định sẽ tham gia tụ hội, không biết kim huynh có ý định sao đây? Sắc mặt tà liên thoáng xa sầm xuống mà hỏi, còn phải hỏi sao, tất nhiên đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia cùng tuy nhiên hai người bọn ta lại không có hứng thú màn trời chiếu đất ở bên ngoài nên sợ rằng còn muốn ở nhờ chỗ đạo hữu một thời gian ngắn rồi nam tử chọc đầu cười rộ lên ha hả rồi nói không chút do dự tốt nếu hai người kim huynh cũng sẵn lòng thì không còn gì tốt hơn rồi về phần chú tạm lại đây lại càng không có vấn đề gì nhị vị đã nguyện ý ở lại trốn rách nát này thì ta cũng rất lấy làm vinh hạnh tà liên nghe vậy rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười và trả lời. Hai người nam tử chọc đầu nghe xong tất nhiên tỏ vẻ hài lòng. Lúc này, từ ngoài cửa có mấy cô gái mặc đồ cung đình tiến vào, trên tay họ bưng một đĩa linh quả và mấy ly linh trà thơm nước mũi. Bấy giờ, nhóm Hàn Lập đang bay trên bầu trời. Sau đó không lâu, ba người hạ xuống một chỗ hẻo lánh ngay trong dãy núi vạn hoa. Hàn Lập phất tay thả ra vài con rối vượn khổng lồ ra, rồi mở ra một tòa động phủ tạm thời trên vách đá một bên. Vừa tiến vào tòa động phủ tạm thời, ba người đều tự chọn lấy một gian phòng riêng bắt đầu ngồi xuống lẳng lặng nghỉ ngơi khi chưa hội họp với các thánh tổ và các cường giả dị giới khác thì tất nhiên ba người sẽ không thể bàn bạc gì thêm về bước hành động tiếp theo đương nhiên trong lòng ngân nguyệt không tránh khỏi lo lắng cho ngao khiếu lão tổ thế nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mọi người chỉ đang bị nhốt tại chỗ thủy ấn tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng nên mới khiến cho trong lòng nhẹ nhõm hơn thời gian một tháng đối với những người tu luyện như hàn lập cũng chỉ như một thoáng qua Ngày hôm nay, Hàn Lập đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong mật thất, nhưng gương mặt hắn chợt động đậy, cánh tay khẽ nhấc lên, chộp vào khoảng không phía trước. Bụp, một miếng ngọc dẹt màu trắng óng ánh, trong suốt bị hắn chụp lấy trong không gian. Hắn lặng lặng đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay, rồi khẽ trả hai bàn tay vào nhau. Miếng ngọc lập tức vỡ vụn, từ trong phun ra một ngọn lửa xanh lục. Hàn huynh, đã tới lúc rồi, xin mời đến chiêu thiên phong, ta sẽ phải lên đường ngay hôm nay. Từ trong ngọn lửa truyền ra giọng nói điềm tĩnh của tà liên, giống hệt như người thật đang ở trước mắt vậy. Hàn lập nghe thấy vậy liền cười, hai tay lại trà sát vào nhau, dập tắt ngọn lửa xanh lục kia, rồi đứng dậy. Gần nửa ngày sau đó, Hàn lập dẫn theo giải đạo nhân và ngân nguyệt cùng tới trong một gian mật điện không lớn lắm trong cung điện xanh biếc trên chiêu thiên phong. Tại đó, tà liên và hai nữ đệ tử dáng vẻ xinh đẹp đang đứng một chỗ với hai người bọn kim xoa. Mà ở trong mật điện này có một pháp trận màu bạc nhạt lớn gần một trượng đang lập lè tỏa ra linh quang mờ mờ. Pháp trận này của ta có thể truyền tống đến một tòa thành cách không xa chỗ tụ họp, sau đó chỉ cần đi thêm trong nửa tháng là sẽ đến được chỗ hẹn. Kim Huynh, Hàn Đạo Hiếu, xin mời, ta liên hướng về những người khác, thản nhiên nói, tốt, nếu đã như vậy thì hai người Kim Mỗ xin đi trước một bước. Kim Xoa cười hắc hắc, hắn dường như chẳng hề e ngại gì, cùng nam tử tóc dài đứng bên cạnh bước vào trong pháp trận trước mặt. Linh quang mờ mờ chợt lóe lên, bóng người hai gã đại thừa Bạch Quang giới liền biến mất trong truyền tống trận. Vẻ mặt Hàn Lập không đổi, quay sang nói một tiếng với Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt, rồi không ngại ngùng gì tiến vào trong pháp trận màu bạc, cũng bị pháp trận lóe lên truyền tống đi. Tà Liên nhìn thấy vậy liền cười một tiếng lạnh lùng, rồi cũng dẫn theo hai nữ đệ tử bước vào trong pháp trận màu bạc. Nửa tháng sau, tại một nơi trong một sa mạc mênh mông bát ngát một màu cát vàng chợt xuất hiện chấn động, trong gió cát quay cuồng, một tòa thành cổ màu vàng đất từ lòng đất hiện ra. Tòa thành đất này chỉ lớn chừng vài dặm nhưng tường thành bốn phía lại cao đến mấy chục trượng. Hơn nữa, khi một tiếng trống trầm thấp vang lên, lại có từng đội giáp sĩ xông lên trên tường thành. Khuôn mặt đám giáp sĩ này vô cảm, mặc đủ loại áo giáp, trong tay cầm đủ chủng loại binh khí, chính là một loại rối đặc chế, số lượng chừng hơn một vạn. Ở trung tâm tòa thành là một cung điện màu vàng kim rực rỡ cao vút. Cung điện cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo chẳng những toàn thân như được chế tạo từ vàng ròng, mà trên bề mặt còn phủ đầy các loại ma văn huyền ảo, trên đỉnh có vô số viên ngọc lớn bằng nắm tay với đủ màu sắc, tỏa ra hào quang cực kỳ đẹp đẽ. Không lâu sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng hí, y, y, ánh sáng trắng tỏa ra ở phía chân trời, rồi từ đó có một thú xa trắng nõn như ngọc hiện ra. Thú xa dài chừng hơn 10 trượng, hình dạng tao nhã đến cực điểm, toàn thân óng ánh trong suốt, phía trước là bốn con bạch dao đang liên tục phun mây nhả khói nhanh như chớp bên trên thú xa có một đôi nam nữ đang sóng vai đứng. Nam tầm hơn 40 tuổi, gương mặt có màu xanh nhạt, mặc trường bào màu trắng, bên trên lập lẻ ánh sáng óng ánh lở mở bất định. Nữ là một thiếu phụ chừng 20, mái tóc đẹp được búi thẳng lên cao ngất, mặc một bộ áo giáp da màu lam nhạt, khuôn mặt cực kỳ thanh thú. Thú xa chỉ lóe lên mấy cái đã được bốn con bạch dao kéo đến trên thành. Nam tử giơ một tay bấm pháp quyết, ánh sáng trắng liền lóe lên, thú xa và bạch dao chợt biến mất tâm hơi rồi trên người đôi nam nữ lóe lên đột quang cả hai đều tự biến thành mốt luồng khí trắng chui vào trong kim điện phía dưới cung điện vẫn yên ắng không hề truyền ra âm thanh khác thường nào chỉ sau chốc lát ở chân trời hai phía thành đất lại lóe lên linh quang có một luồng cầu vồng màu đen và một luồng cầu vồng màu bạc đồng thời xuyên không xuất hiện sau khi lóe lên mấy cái đã vươn dài ra hơn trăm dặm tới bên cạnh thành đất sau đó lóe lên chui thẳng vào trong cửa điện nửa canh giờ tiếp sau đó từ một hướng khác truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh Phật, kèm theo đó là một vầng ánh sáng bảy màu lóe lên, một đội ngũ đông đúc hơn ngàn người bỗng nhiên hiện ra trong bầu trời phía xa xa. Đội ngũ này nam nữ đều chiếm một nửa, nam mặc kim giáp và kim khôi, trong tay cầm búa, rìu, kiếm, kích, nữ mặc quần áo năm màu, thổi tiêu gảy đàn, tựa như thiên binh và tiên nữ vậy. Vây quanh những người này là một vầng sáng bảy màu lớn gần một mẫu, lập lè xoay tròn bất định. Trong vầng sáng, mơ hồ có cái ghế dựa lớn, bên trên là một bóng người cao lớn khoác trường bào nhóm người này thong dong bay đến khoảng không trên tòa thành đất khi vầng sáng bảy màu hạ xuống trước cung điện thì liền tắt hẳn sau đó một ông lão oai phong đầu đội vương nguyện hoàng đế khoác trường bào bảy màu liền hiện ra sau khi khẽ ho một tiếng ông lão này nhìn về phía cung điện trước mắt một cái rồi lạnh lùng bước về phía cửa điện cùng lúc đó cơ thể giáp sĩ và các tiên nữ trên không liền lóe lên biến thành những điểm ánh sáng biến mất trong không trung Phảng phất như từ bọt biển biến thành. Cứ như thế, trong mấy canh giờ sau đó, từ bên ngoài sa mạc lần lượt có từng đám khí màu đen hoặc là một ngọn lửa cháy rực bay đến, một số kẻ có hình dạng kỳ quái tương tự loài người lần lượt xuất hiện ở thành đất, cũng không nói một lời, tiến thẳng vào trong cung điện màu vàng kim kia. Chương 2217, Đồng nha lão nhân. Lúc này, một đóa hoa sen màu lục lớn gần một mẫu xuất hiện nơi phía xa chân trời. Bóng dáng của Hàn Lập, Tà Liên cùng với đám người kim xoa đột nhiên hiện ra. Nơi đây chính nơi là tụ học sao, Hoàng Sa lão quái này quả thật đã tìm được một chỗ thật tốt. Sau khi Hàn Lập đánh giá tòa thành bằng đất màu vàng cách đó không xa, hắn bỗng nhiên cười rồi nói một câu khiến đám người xung quanh nhất thời không cách nào phân biệt được lời này là khen ngợi hay là châm chọc. Tà Liên nghe vậy, cũng khẽ cười trả lời. Hoàng đạo hữu có thể coi là người tu luyện thổ kiền ma công, một loại ma công thuộc tính thổ đến trình độ cao nhất trong thánh giới của bọn ta chỉ cần hắn ở trong sa mạc thì ngay cả thủy tổ ma tộc như bảo hoa hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ được đôi chút. Huống chi hoàng lão quái này luôn độc lai độc vãng, từ trước tới giờ hắn cũng không dễ dàng qua lại với ai, thế nên ở này tổ chức tụ họp tự nhiên có thể khiến những đạo hữu khác yên tâm hơn một chút. Thì ra là vậy, chẳng trách mọi người lại đem nơi tụ họp đặt ở chỗ này. Mặc dù tòa thành đất này chẳng qua chỉ là một món linh bảo bình thường mà thôi, nhưng xem ra hơn vạn con rối ở nơi này quả thật cũng có chút bất phàm. Tuy mỗi một con rối chỉ có sức mạnh ngang bằng với tu sĩ luyện hư, nhưng điều này cũng gây ra cho Kim Mỗ một sự bất ngờ không nhỏ. Sau khi ánh mắt gã lực sĩ đầu chọc đảo qua trên người những giáp sĩ con rối, lập tức trên mặt hắn không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Đám thổ kiền thần vệ này của Hoàng đạo hữu chính là do hắn tự mình nghiên cứu ra, cũng là loại con rối mà chỉ mình hắn mới có, bất kể là việc luyện chế hay việc điều khiển thì đều phải lấy thổ kiền ma công làm cơ sở. Chẳng qua loại thổ kiền thần vệ này chỉ khi nào ở trên mặt đất mới có thể phát huy sức mạnh chân chính, nhưng một khi nó rời khỏi mặt đất thì lập tức sức mạnh giảm hơn phân nửa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, loại con rối này chỉ cần ở nơi có thổ nguyên khí dồi dào, bọn chúng thực sự sẽ rất khó bị phá hủy, nói cho cùng cũng là một loại hộ vệ không tồi. Ngay cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta, nếu muốn tiêu diệt nhiều con rối như vậy trong thời gian ngắn thì cũng là một chuyện khá phiền phức. Ta liên cười khúc khích, giải thích thêm vài lời. Điều này cũng đúng, cái loại con rối có thân thể gần như bất diệt đều này quả thực là một đối thủ cực kỳ đáng ghét. Lúc này đây, Kim Xoa liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, đóa hoa sen màu lục đã mang theo mọi người bay đến trên không trung thành đất, rồi từ từ hạ xuống. Ngay khi hai chân chạm đất, ánh mắt Hàn Lập liền hướng về phía cửa điện đang tỏa ánh vàng rực rỡ nhìn lướt qua, trên mặt hắn bất chợt lộ vẻ kinh ngạc với thần niệm mạnh mẽ của hắn ấy vậy mà không thể trực tiếp xuyên thủng vào trong cung điện màu vàng trước mắt từ đó có thể thấy được tòa cung điện này thật sự không tầm thường có lẽ đây chính là một trong những bảo vật quan trọng nhất của hoàng sa lão quái tà liên giống như chủ nhân tiếp đón đám người hàn lập và kim xoa liền mang theo hai nữ đệ tử đi trước một bước tiến vào trong cửa điện đi thôi hàn lập thấy vậy liền cười nhạt rồi mang theo giải đạo nhân và ngân nguyệt cùng tiến vào kim xoa từ trước đến giờ vẫn luôn biểu hiện không coi ai ra gì thì sau khi đánh giá cẩn thận cung điện màu vàng vài lần, lúc này trên mặt hắn cũng lộ vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, gã lực sĩ bên cạnh Kim Xoa, sắc mặt không chút thay đổi trực tiếp cất bước đi vào. Kim Xoa vốn đang ngẩn ra, lập tức cười gượng rồi cũng vội vàng đi theo. Ngay khi đặt chân vào trong cửa điện, trong nháy mắt Hàn Lập bỗng nhiên cảm giác nước cấm chế dưới chân xuất hiện dao động, lập tức một đoàn hào quang màu xanh từ dưới chân hắn bắn lên, đem Hàn Lập, giải đạo nhân và ngân nguyệt ba người cuốn vào. Trên mặt Ngân Nguyệt lộ vẻ kinh sợ, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện một quầng sáng bao phủ, có lẽ nàng muốn thực hiện một loại thần thông nào đó để ứng phó, nhưng đúng lúc này, bên tai Ngân Nguyệt lại vang lên giọng nói ôn hòa của Hàn Lập. "Nàng không cần sợ, cấm chế này không phải loại cấm chế công kích đâu." Ngân Nguyệt vừa nghe Hàn Lập nói, trong lòng liền yên tâm, quầng sáng bao phủ bên ngoài cơ thể cũng theo đó tản ra. Sau khi hào quang màu xanh cuồn cuộn tỏa ra, lập tức cảnh vật bốn phía trở nên mờ ảo ba người ngay tại cửa điện đồng thời biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngay sau đó, trong một phòng khách nguy nga lộng lẫy thần bí, một tòa pháp trận lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, tiếp đó ba người hàn lập lại lần nữa hiện ra trong pháp trận này. Hơn 10 đạo ánh mắt như đao kiếm ngay lập tức quét về phía ba người hàn lập, hơn nữa còn truyền đến vài tiếng hô kinh ngạc. Ô, là tu sĩ nhân tộc, kia không phải là hoàng kim giải ở ma nguyên hải sao? Hàn lập khi nghe thấy mấy giọng nói này, hắn vẫn tỉnh bơ quét mắt nhìn bốn phía chỉ thấy ba người bọn họ rõ ràng đang ở trung tâm phòng khách, bốn phía mọi người đều đang tụm năm tụm ba, tổng cộng có hơn trăm người cao thấp khác nhau. Những người này chia làm hơn 30 nhóm, đứng giải rác khắp bốn phía trong phòng khách. Trong đó có gần một nửa số người ở đây đang ngồi trên ghế, trong khi những người khác thì kính cần đứng ở bên cạnh. Tà Liên bỗng nhiên chạy tới một góc trong phòng khách, sau đó tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, hai nữ đệ tử của nàng thì chắp tay đứng ở phía sau. Hàn Đạo Hiếu, Giải Huynh, ngồi đi, sau khi tà liên vừa mới ngồi xuống, liền hướng Hàn Lập thản nhiên cười nói. Hàn Lập gật gật đầu, sau khi ánh mắt hắn tiếp tục quét qua mấy chỗ vừa phát ra những tiếng lao sao lúc nãy, liền mang theo giải đạo nhân và ngân nguyệt hướng về một góc khác trong phòng khách đi tới, rồi cả ba người lần lượt ngồi xuống. Trong nháy mắt khi Hàn Lập mới vừa ngồi xuống, liền có bảy tám đạo thần niệm không chút khách khí hướng về phía hắn quét qua. Sắc mặt Hàn Lập lập tức trầm xuống, trong mũi bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này không lớn, nhưng chủ nhân của mấy đạo thần niệm này lập tức hai tay cảm thấy ong ong tinh thần cũng bất giác bị chấn động vài phần trong lòng chủ nhân của đám thần niệm đó run lên liền đem thần niệm rối rít thu lại không dám tiếp tục dò xét hàn lập mấy tên tu sĩ đại thừa khác thấy vậy tất cả đều nhìn về phía hàn lập trong ánh mắt bọn họ xuất hiện vẻ kinh ngạc trong lòng cũng bất giác đối với hàn lập xem trọng hơn vài phần lúc này bóng dáng kim xoa cùng gã lực sĩ tóc dài cũng hiện ra ở trong phòng khách sau khi cả hai liền đánh giá khắp xung quanh một lượt Đến khi nhìn thấy đám người Hàn Lập mới cười ha ha rồi đi tới hai chiếc ghế khác gần đó, rồi ngồi xuống. Cứ như vậy, dường như cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có vài tu sĩ đại thừa được trực tiếp truyền tống vào trong phòng khách này. Trong số những tu sĩ đại thừa, người thì một thân một mình xuất hiện hoặc người thì đi chung với tu sĩ đại thừa khác, hoặc cũng có người dắt theo đám môn nhân đệ tử của mình. Chẳng qua sau một lúc, gần nửa số ghế trống ban đầu liền phần lớn có chủ nhân. Trong lúc này, những lão quái vật trong phòng khách hai mắt khép hờ ngồi ngay ngắn bất động tại chỗ, trên mặt luôn lộ vẻ cười mà như không cười, đánh giá những tu sĩ đại thừa khác trong phòng khách, nhưng cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện với ai. Hàn Lập cũng không khách khí đánh giá những tu sĩ đại thừa khác ở đây. Không kể đến hai gã đại thừa của Bạch Quang Giới, ở đây phần lớn đều là tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ những giới diện khác, có người trên cơ thể lóe ra hào quang, hoặc có người cơ thể cứ mở đi rồi lại hiện lên, hoặc có người khí tức cực kỳ quái dị. Những tên tu sĩ này hiển nhiên là những tên khá lợi hại ngay cả trong đám tu sĩ đại thừa. Mà ngoại trừ Tà Liên gia, còn có năm sáu tên đại thừa kỳ khác trên người tỏa ra ma khí ngùn ngụt, ngụt, hiển nhiên đám này chính là Thánh tổ ma giới, so với những tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ các giới diện khác ở chỗ này mà nói, số lượng bọn họ quả thực thua xa. Mà trong đám Thánh tổ này, vẫn không thấy bóng dáng Bảo Hoa đâu cả, hiển nhiên vị cựu thủy tổ ma tộc này vẫn còn chưa tới. Chẳng qua lúc này có một lão già tóc vàng đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khiến cho Hàn Lập có vài phần chú ý. Khuôn mặt lão già này trông bình thường, đầu đầy tóc vàng, trên người mặc một bộ áo dài màu xám, quanh cơ thể có một vòng sáng màu vàng bay lên bay xuống, coi bộ hắn đã đem thiên địa nguyên khí thổ thuộc tính khống chế đến trình độ tùy tâm sở dục. Hiển nhiên vị này chính là chủ nhân của thành đất bên ngoài, một trong những thánh tổ ma giới, hoàng sa lão quái. Tên thánh tổ ma tộc này quả nhiên đã đem ma công thổ thuộc tính tu luyện tới trình độ cao nhất. Hàn lập nhìn thấy vậy, mỉm cười hít mắt, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc sau, đột nhiên pháp trận trong phòng khách lóe sáng, lập tức cùng lúc xuất hiện 9 bóng người. 9 bóng người này đều tỏa ra khí thức khổng lồ, tất cả đều là những lão quái đại thừa kỳ. Cùng một lúc có nhiều tu sĩ đại thừa được truyền tống vào phòng khách như vậy, tự nhiên là khiến cho đám lão tổ ở đây xảy ra một phen náo động. Không ít lão tổ đại thừa, thần sắc đều trở nên ngưng trọng hướng chín người này cẩn thận quan sát. Hàn lập cũng như đám đại thừa kia lập tức dùng ánh mắt quét tới. Chỉ thấy chín người này có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng cả đám ai nấy đều có vẻ mặt lạnh như băng, mặc trên người đủ các loại chiến giáp với đủ loại hình dạng cực kỳ quái lạ, có loại giống như từng mảnh ghép lại, có loại giống như dùng vô số lông vũ kết thành. Mà trong đám chín người này, có tám người đứng xung quanh rìa pháp trận, chỉ có một lão già mặt mày vàng vọt, âm trầm đứng ở giữa khí tức trên người lão già này có vẻ như cùng với tám người còn lại không khác lắm nhưng sau khi ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua khắp bốn phía bất kể là ai đi nữa đều không tự chủ được cả người run lên giống như trong nháy mắt tinh thần bọn họ bị đóng băng một cách quỷ dị sắc mặt của toàn bộ đám lão tổ đại thừa ở đây phải biến đổi ánh mắt nhìn về phía lão già kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cũng có người thấp giọng nói một câu đồng nha lão nhân rồi không dám nói thêm gì nữa lão già mặt mày vàng vọt cùng với tám gã đại thừa đang vây quanh không chút khách khí đem nguyên một góc lớn trong phòng khách chiếm lấy. Mấy tên đại thừa ở gần đó thấy vậy, thần sắc lại biến đổi, tự động quay sang chỗ khác không dám nhìn lão già kia tỏ vẻ khó chịu gì. Sau khi chín tên đại thừa của thiên nhà giới tới, số người tiến vào trong phòng khách ngày càng ít dần, những tu sĩ mạnh mẽ từ giới diện khác tham gia lần tụ họp này với đám ma tộc thánh giới hiển nhiên đều đã đến khá đông đủ. Nhưng riêng chỉ có bảo hoa là không thấy bóng dáng đâu chẳng qua mấy tên lão tổ đại thừa ở đây đều là những lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm tự nhiên sẽ không bởi vì việc chờ đợi này mà tỏ ra khó chịu cả đám vẫn đang giống như không có chuyện gì tiếp tục chờ đợi cũng không biết qua bao lâu pháp trận trong phòng khách lại một lần nữa lóe sáng một bóng dáng tao nhã diễm lễ nhoáng lên một cái rồi hiện ra chính là bảo hoa sau lưng nàng là một người đàn ông xấu xí mặc giáp màu đen đang đứng chắp tay cung kính đây chính là hắc ngạc khí thức trên người tên này không kém hiển nhiên tu vi của hắn so với trước đây đã tiến bộ không ít khuôn mặt bảo hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh ánh mắt quét qua bốn phía thần quang trong mắt mười phần rực rỡ xem ra nàng đã hồi phục lại toàn bộ nguyên khí như lúc ban đầu bảo hoa đạo hữu người cuối cùng đã tới nguyên vốn hoàng sa lão quái đang nhắm mắt dưỡng thần trong nháy mắt khi bảo hoa vừa xuất hiện trong phòng khách lập tức hai mắt hắn mở lớn rồi cười lên ha hả lần này mượn dùng nơi đây tụ họp thật sự đã làm phiền hoàng đạo hữu rồi Bảo Hoa bình tĩnh trả lời, nhưng khi ánh mắt đảo qua Hàn Lập, lập tức trên mặt nàng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên vị cựu thủy tổ ma giới này cũng không thể ngờ đến, chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, Hàn Lập liền trở thành một gã tu sĩ đại thừa. Ha ha, làm gì đến mức độ đó? Ngược lại, lần này Lão Phu có thể tại đây tổ chức chiêu đãi nhiều đạo hữu như vậy, quả thực là một việc rất có mặt mũi a. À. Hiện tại nếu đạo hữu đã tới, như vậy tất cả liền do đạo hữu ra mặt chủ chỉ đi. Hoàng sa lão quái lại cười nói, bảo hoa đến chậm một chút, hy vọng các vị đạo hữu thứ lỗi. Chẳng qua các vị cũng thực đúng hẹn, điều này khiến ta đối với lần hành động này càng thêm mấy phần nắm chắc. Bảo hoa đứng tại trung tâm phòng khách, sau khi ánh mắt tiếp tục hướng bốn phía quét qua, liền cười nhạt nói. chương 2218, Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyên Thiên Kính. Bảo hoa, những lời khách khí đó cũng không cần nói nữa, không bằng ngươi hãy nói cho ta biết hai bảo vật có thể ngăn cản Minh trùng tự bảo đã luyện chế thành công hay chưa. Vì hai bảo vật này mà một số đạo hữu ở đây đều đã quyên góp không ít tài liệu quý giá cho ngươi." Một giọng nói trong trẻo từ miệng của một thiếu niên được bao phủ trong quần sáng màu vàng truyền ra. Nghe giọng điệu của người này thì dường như hắn và Bảo Hoa có chút quen biết. Thì ra là Lý Miểu đạo hữu của Hàn Nguyệt giới. "Xin đạo hữu yên tâm, nếu lúc trước thiếp thân dám nhận những tài liệu này từ những đạo hữu khác, tự nhiên ta đối với việc luyện chế thành công hai bảo vật này hoàn toàn nắm chắc. Các vị, xin mời xem qua. Sau khi bảo hoa khẽ cười, một cánh tay thon thả khẽ nhất, lập tức hai quả cầu ánh sáng một đen một trắng từ trong lòng bàn tay nàng từ từ bay ra. Ở trung tâm của hai quả cầu ánh sáng có thể thấy rõ ràng một lá cờ trên mặt thiêu vô số ngôi sao màu bạc và một cái kính tỏa ra ánh sáng màu trắng mênh mông trên mặt khắc hình một loại bạch hổ có cánh nào đó. Hai bảo vật này thực sự có thể đối phó với minh trùng tự bạo sao, thoạt nhìn hai bảo vật này cũng không chỗ nào đặc biệt vậy. Tiếp đó, một tên tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ giới diện khác, cả người được bảo phủ bởi một đám khí màu lục, dùng giọng nói khàn khàn hỏi, rõ ràng tên này có chút nửa tin nửa ngờ. Hắc hắc, lục thạch đạo hiếu có lẽ đã nhìn nhầm rồi. Hai bảo vật này trông có vẻ bình thường, nhưng bọn nó cùng với hai huyền thiên chi bảo, tinh nguyệt kỳ và huyễn thiên kính trong truyền thuyết, chắc chắn có liên quan. Có lẽ đây chính là hai bảo vật được mô phỏng theo hai huyền thiên chi bảo này. Một gã trung niên ăn mặc theo kiểu cách đế vương, sau khi nhìn thật kỹ hai bảo vật trong hai quả cầu ánh sáng, trên mặt có thêm vài phần ngưng trọng rồi mở miệng nói. Tinh Nguyệt Kỳ, Huyễn Thiên Kính, những tu sĩ đại thừa ở bốn phía vừa nghe thấy hai cái tên này, lập tức xôn xao hẳn lên, không ít người đều giật mình đánh giá lại một lần nữa hai bảo vật đang nằm trên tay bảo hoa. Bảo hoa mặc đù nghe thấy hắn nói như vậy, nhưng nàng vẫn tỉnh bơ gật đầu. Ngọc Kiếm Huynh nói không sai, hai bảo vật này đúng là được mô phỏng theo tinh nguyệt kỳ và huyễn thiên kính. Thiếp thân đặt tên cho hai bảo vật này là Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyễn Thiên Kính. Ta sớm đã nghe qua danh tiếng của hai huyền thiên chi bảo này, trong đó tinh nguyệt kỳ là một trong số ít những bảo vật có thể mượn lực lượng của sao trời để sử dụng, mà huyễn thiên kính kia lại càng là bảo vật có thần thông tối cao có thể che khuất cả bầu trời. Nhưng lạc tinh phiên và tiểu huyễn thiên kính trong tay bảo hoa đạo hữu đây không biết có thể phát huy được mấy phần lực lượng của hai huyền thiên chi bảo kia lại một giọng nói có vẻ máy móc bỗng nhiên vang lên trong phòng khách nhưng quỷ dị chính là không ai có thể phát hiện giọng nói này phát ra từ đâu chắc vị này là một đạo hữu đến từ hắc dạ giới đạo hữu mặc dù đã đến nơi đây nhưng vẫn cẩn thận như thế quả thật không hổ là nhất mạch tu luyện hắc ám thần thông về phần đạo hữu thắc mắc hai bảo vật này có thể phát huy được mấy phần thần thông của hai huyền thiên tri bảo kia thì thật đúng là đạo hữu đang nói đùa Tinh Nguyệt Kỳ và Huyễn Thiên Kính kia cho dù là trong số những huyền thiên chi bảo nổi danh đi nữa cũng là hai bảo vật nghịch thiên được xếp thứ hạng đầu. Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyễn Thiên Kính này nếu có thể phát huy được 5-6% uy lực của hai bảo vật kia thôi thì cũng đã là quá tốt rồi. Chẳng qua theo tính toán của ta, bao nhiêu đó cũng đủ để ứng phó với đám minh trùng tự bạo này rồi. Sau khi bảo hoa mỉm cười, liền nói như vậy, nếu bảo hoa đạo hữu đối với hai bảo vật này tự tin như vậy, có lẽ sẽ không có gì sai sót hiện tại vấn đề minh trùng tự bảo đã giải quyết xong chúng ta cũng nên thương lượng để lập ra một kế hoạch xem xem sau khi tiến vào thủy ấn sẽ chân áp minh trùng mẫu kia như thế nào sau khi tên tu sĩ đại thừa của hắc dạ giới kia trầm mặc trong chốc lát lại một lần nữa phát ra giọng nói vô cảm vang vọng khắp trong phòng khách nếu những đạo hữu khác cảm thấy hai bảo vật này không có vấn đề vậy tiếp theo tất nhiên sẽ là chuyện đối phó với minh trùng mẫu như thế nào nếu không ngay cả khi số người của chúng ta ở đây không ít nhưng một khi tiến vào trong thủy ấn chỉ sợ vẫn có thể gặp phải thủ đoạn thâm độc của minh trùng mẫu bảo hoa gật gật đầu ánh sáng trong mắt lưu chuyển nói minh trùng mẫu kia thật sự đáng sợ như vậy sao đạo hiếu đã từng hơn một lần tiến vào thủy ấn số lượng người tham gia lần đó hơn xa so với số người ở đây trong đó thậm chí có những thủy tổ ma tộc giống như đạo hiếu nhưng vẫn bị con trùng hung dữ này vây khốn sao bảo hoa đạo hiếu nghe nói ngươi là người cuối cùng thu được tin tức nơi thủy ấn Ngươi có thể đem tin tức sắp xếp rồi nói lại một lần nữa cho ta và các đạo hữu ở đây cùng nghe hay không? Tên tu sĩ đại thừa tên Lý Miểu của Hàn Nguyệt giới từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng lúc này hắn lại nhướng mày chậm rãi nói: Liên quan đến những tin tức về thủy ấn thu được lúc trước, chỉ sợ không ít đạo hữu ở đây có ý muốn tận mắt nhìn thấy. Nếu đã như vậy, lúc này thiếp thân sẽ đem tin tức này công khai, để các vị đạo hữu tự mình quan sát, cũng là chân chính giúp các vị an tâm phần nào. Bảo Hoa dường như đối với những lời nói của Lý Miểu không cảm thấy bất ngờ, sau khi hờ hững nói xong, lúc này tay áo run lên, lập tức một quả cầu thủy tinh đen như mực bay ra, rồi lơ lửng trong không trung xoay tròn liên tục. Sau khi một tiếng phốc vang lên, vô số ký tự phát ra ánh sáng năm màu từ phía trên bay ra, rồi quay tròn một vòng, lập tức hóa thành một đoạn tin tức không trọn vẹn. Toàn bộ tu sĩ đại thừa, bất kể là thánh tổ ma giới hay lão tổ của giới diện khác, cả đám trong lòng đều run lên ánh mắt liền hướng về phía đoạn tin tức không trọn vẹn này đảo qua hàn lập cũng tập trung nhìn lại quả nhiên nội dung của đoạn văn tự này không khác nhiều lắm so với những gì hắn nghe được từ tà liên lúc trước quả thật là tin tức do nguyên yểm truyền ra có lẽ là do vội vã nên chỉ thông báo rằng những người liên quan đã bị vây khốn trong thủy ấn đồng thời cũng đưa ra một số yêu cầu trợ giúp mặc dù đoạn tin tức không trọn vẹn này làm cho một số chi tiết trở nên mơ hồ khó hiểu nhưng nếu cẩn thận suy đoán thì quả thật là có một số lời cảnh cáo như vậy Toàn bộ lão tổ đại thừa sau khi xem xong đoạn tin tức kia, mỗi một người đều có sắc mặt khác nhau. Xem ra những tin tức lúc trước truyền ra từ bảo hoa đạo hiếu cũng không có gì sai khác, vậy tiếp theo các vị nên bắt đầu thương lượng kế sách đối phó minh trùng mẫu đi. Một lúc lâu sau, một phụ nữ xinh đẹp bộ dạng khoan thai, thản nhiên nói. Kế sách đối phó minh trùng mẫu, ở đây có 100 đạo hiếu, chỉ sợ cũng sẽ có 100 kế sách ha. Ta có ý kiến thế này, nếu như lần tụ họp này là do bảo hoa đạo hiếu đưa ra, hơn nữa thần thông của nàng trong chúng ta cũng là hạng nhất hạng nhì, không bằng trước hết hãy nghe cao kiến của nàng rồi nói sau. Có người không cho là đúng nói, ai nói thần thông của Bảo Hoa đạo hữu là đệ nhất ở đây, nói như thế không phải là xem thường thiên nha giới chúng ta hay sao? Một gã trung niên tu sĩ đại thừa của thiên nha giới bỗng nhiên bĩu môi mở miệng. Cùng lúc đó, nguyên bản hai mắt của lão già mặt mày vàng vọt đang khép hờ chợt mở lớn, trong mắt hắn lóe lên những tia lửa điện. Những tên lão tổ đại thừa khác vừa nghe lời này, sắc mặt cả đám đều hơi thay đổi bảo hoa nhìn lão già kia sau khi ánh sáng trong mắt lưu chuyển tự nhiên nói tiếng tăm của đồng nha đạo hiếu bảo hoa ta cũng đã nghe qua từ lâu không biết đạo hiếu đối với việc này có thể đưa ra cao kiến gì hay không lão phu chỉ vì cứu người mà đến cái gì mà minh trùng tự bạo hay là minh trùng mẫu gì đó chỉ cần không ảnh hưởng đến lão phu thì ta không quan tâm vẻ mặt của lão già mặt mày vàng vọt này không chút thay đổi nói Lời nói như vậy thốt ra liền khiến cho mọi người trong phòng khách xôn xao hẳn lên, không ít lão tổ đại thừa nhìn về phía chín tên đại thừa của thiên nha giới, ánh mắt bọn họ lập tức trở nên khác thường. Đồng nha huynh, lời này có chút không thích hợp rồi. Bảo Hoa ngoại trừ hai đầu lông mày khẽ nhíu, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hừ, có gì là không thích hợp, lão phu chỉ có duy nhất một đứa cháu thuộc chi chính như vậy, cũng không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng hắn thành tu sĩ đại thừa nhưng chỉ vì trợ giúp đám ma giới các ngươi mà bây giờ bị vây khốn trong thủy ấn lão phu không quan tâm minh trùng mẫu kia thực sự có năng lực cắn nuốt diệt tộc đáng sợ gì đó hay không nhưng chỉ cần nó không chiêu chọc đến thiên nha giới bọn ta lão phu vì sao lại phải chủ động đi chiêu chọc nó từ đó mà nói việc cứu đứa cháu kia của ta trở về mới là quan trọng nhất sau khi đồng nha lão nhân hừ lạnh một tiếng liền dùng giọng điệu cực kỳ bá đạo nói lần này những lão tổ đại thừa khác trong phòng khách thật sự sắc mặt trở nên khó coi lời này của đạo hữu không khỏi có chút ngang ngược rồi tu sĩ đại thừa tên lục thạch nhướng mày nói ngang ngược lão phu từ trước đến giờ đều ngang ngược như vậy đó người khác cũng không phải không biết thế nào không lẽ người muốn giảng đạo với lão phu sao sắc mặt lão già nọ trầm xuống nhìn chằm chằm lục thạch âm trầm nói sắc mặt lục thạch cũng trầm xuống nhưng ngay khi ánh mắt hắn vừa tiếp xúc với ánh mắt của đồng nha lão nhân thì không khỏi giật mình trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác tim phổi hoàn toàn bị đông cứng lại tâm niệm của tên tu sĩ đại thừa này liền thay đổi nhưng cũng chỉ có sắc mặt trở nên xanh mét mà không dám tiếp tục nói bất cứ điều gì mấy tên lão tổ đại thừa khác thấy tình cảnh này phần lớn trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi lại càng không dám tự tiện nói chen vào nhưng tất nhiên là sắc mặt cả đám đều trở nên khó coi nhưng có một số tu sĩ đại thừa Mục đích bọn họ lần này đến ma giới cũng giống với Đồng Nha lão nhân, thấy cảnh này lại khiến cho bọn họ mừng thầm trong lòng. Có vị Đồng Nha lão nhân tiếng tăm lẫy lừng khắp các giới diện này ra tay, thì việc bọn họ giải cứu những tu sĩ cùng tộc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Lập lại nhân cơ hội này, ánh mắt cẩn thận đánh giá lão già mặt mày vàng vọt kia. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã phát hiện vị Đồng Nha lão nhân này, chưa cần biết thần thông ra sao nhưng thần niệm chắc chắn vượt xa những tu sĩ đại thừa thông thường khác thậm chí có thể còn mạnh hơn cả thủy tổ ma tộc như Bảo Hoa, nhưng nếu so với hắn thì rõ ràng vẫn còn kém hơn một chút. Dù sao bản thân hắn đã trải qua nhiều kỳ ngộ, bên cạnh đó hắn còn tu luyện nhiều loại bí thuật tăng cường thần niệm, hiển nhiên thần thức của hắn mạnh mẽ gần như gấp mấy lần so với tu sĩ đại thừa thông thường. Nhưng chính bởi như thế mới có thể thấy được vị đồng nha lão nhân này chắc chắn là một tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tên tuổi của tứ cầm thật sự là danh bất hư truyền. Đồng nha đạo hiếu, ngươi vì cứu người nên sốt ruột, những đạo hữu tại đây đều có thể hiểu được. Nhưng ngươi cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy? Ta có lẽ chưa nói cho ngươi biết, việc này không phải là không có năng vẹn cả đôi đường. Bảo Hoa cuối cùng cũng điềm tĩnh nói, tu sĩ đại thừa ở đây có thể nói chuyện ngang hàng với lão già mặt mày vàng vọt cũng chỉ có vị cựu thủy tổ ma tộc này mà thôi. Bảo Hoa, lời này của ngươi là có ý gì? Hay là ngươi định khua môi múa mém hòng lừa gạt lão phu? Đồng nha lão nhân ngẩn ra, nhưng lập tức nhìn chằm chằm Bảo Hoa, âm trầm nói đi lừa gạt một trong tứ cầm tiếng tăm lừng lẫy sao? Thiếp thân làm sao lại có thể có ý nghĩ lớn mật như thế cơ chứ? Đồng nha đạo hữu không khỏi quá đề cao thiếp thân rồi. Bảo hoa lơ đánh khẽ cười, hừ, điều này thì chưa chắc à, ai chẳng biết trong ba vị thủy tổ của ma giới, bảo hoa ngươi chính là kẻ lắm mưu nhiều cái nhất, luôn được mọi người sung tụng là chí ma. Lão già mặt mày vàng vọt cười rộ lên, bảo hoa nghe vậy, hai đầu lông mày không khỏi khẽ nhăn lại, nhưng sau khi suy nghĩ, liền mỉm cười, rồi môi nàng đột nhiên mấp máy, không phát ra bất cứ âm thanh gì, trực tiếp hướng lão già kia truyền âm. Vẻ mặt đồng nha lão nhân từ đầu vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng chỉ một lát sau, liền hai con ngươi chợt thu nhỏ lại, sắc mặt biến đổi nói một câu. "Bảo Hoa, lời ngươi vừa mới nói có thật không? Nếu có một chút giả dối nào trong đó thì, là thật hay giả, đạo hữu khi nhìn thấy vật này chắc chắn có thể xác định được." Ánh sáng trong mắt Bảo Hoa lóe lên, một cánh tay nâng lên, lập tức một tia ánh sáng bắn ra sau khi nhoáng lên một cái liền rơi vào trong tay của lão giả mặt mày vàng vọt kia. chương 2219, phong ấn thượng cổ. Lão giả mặt khoảng cẩn thận mở bàn tay ra, trong đó liền hiện ra một chiếc lông chim màu đỏ thẫm lấp lánh long lanh trong suốt, tựa như được tạc từ thủy tinh. Vẻ mặt đồng nha lão nhân lúc xanh lúc đỏ, sau khi nhìn chăm chú vào chiếc lông vũ trong tay một lát, cổ tay hắn chợt vung lên, ném nó trở lại, đồng thời hít sâu một hơi và nói với bảo hoa. Bảo hoa, Thật không ngờ người lại có vận may lớn như thế, có thể gặp qua vị đại nhân kia. Nếu đã thế, nể mặt vị đại nhân đó, ta sẽ tin ngươi một lần, đem thứ được gọi là kế sách vẹn toàn nói ra đi, ta thử nghe qua xem sao. Cảm ơn đạo hữu đã lượng thứ, vậy ta sẽ nói tiếp về chuyện đang nói lúc trước. Các vị đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ? Bảo Hoa mỉm cười, quét mắt bốn phía và nói, "Bảo Hoa đạo hữu không cần khách sáo đâu, chúng ta cũng muốn nghe kế hoạch cẩu đạo hữu như thế nào." Đúng thế, với danh tiếng hàng đầu của bảo hoa đạo hiếu, ta tất nhiên tin tưởng rồi. Một số lão tổ đại thừa vừa thấy đồng nha nhượng bộ liền buông lỏng trong lòng, yên lặng chờ đợi bảo hoa nói tiếp. Nếu các vị đã yêu ái như thế thì bảo hoa sẽ không khách khí nữa. Thực ra cách đây nửa năm ta đã lẻn vào chỗ thủy ấn một lần. Vẻ tươi cười trên mặt bảo hoa thu lại, nàng đồng thời nói ra một câu khiến các lão tổ đại thừa khác lắp bắp kinh hãi. Cái gì, bảo hoa đã lẻn vào chỗ thủy ấn rồi ư? Chuyện đó sao có thể, nàng làm cách nào chứ? Một số đại thừa dị giới liền hoảng sợ dồn dập thảo luận, mấy tên thánh tổ ma giới mang vẻ mặt kinh hãi, tựa như không ai biết được việc này từ trước. Các vị đạo hữu không nên giật mình, ta có thể làm được việc này do một mặt có tu luyện vài loại thần thông ẩn nấp khá huyền hiệu, mặt khác là nhờ chiếc tiểu huyễn thiên kính mới luyện chế ra này. Có sự che chở của bảo vật này thì ta mới có thể không đá động đến những con sâu keo kia, cố gắng lẻn vào chỗ thủy ấn, từ đó phát hiện ra một số thay đổi mới đó cũng là nguồn gốc của phương pháp vẹn toàn đôi bề mà ta vừa đề cập với đồng nha đạo hiếu. Bảo Hoa không quan tâm đến sự kinh ngạc của những người khác, tiếp tục giả thích thêm. Rốt cuộc Bảo Hoa đạo hiếu đã phát hiện thay đổi gì ở chỗ thủy ấn mà có thể khiến người thay đổi ý định lúc trước vậy? Có một vị lão tổ đại thừa không nhịn được hỏi, các đại thừa khác cũng mang thần sắc ngưng trọng. Do sức mạnh phong ấn ở chỗ thủy ấn nên ta vẫn không thể tiến sâu vào trong được, chỉ có thể ở một chỗ sát biên quan sát theo quan sát của ta thì dường như phong ấn thượng cổ đã xảy ra một số thay đổi đôi mắt đẹp của bảo hoa đảo tròn nàng chậm rãi nói phong ấn xuất hiện thay đổi sao rốt cuộc là đạo hữu muốn nói đến loại thay đổi nào vị lão tổ đại thừa ăn mặc như đế vương kia cẩn thận hỏi ngọc kiếm đạo hữu không cần lo lắng về một mặt nào đó thì lần thay đổi này là chuyện đáng mừng bởi vì ta phát hiện ra rằng dường như phong ấn thượng cổ vốn đã tan vỡ quá nửa kia đang tự động khôi phục lại Mặc dù rất chậm chạp nhưng hoàn toàn chính xác là nó mạnh mẽ hơn lần trước ta quan sát, phảng phất như bản thân nó có linh tính nhất định. Bảo Hoa mỉm cười trả lời, tự động khôi phục, có linh tính ư, đám lão tổ đại thừa trong sảnh không khỏi liếc nhìn lẫn nhau ngẩn ngơ. Nếu Bảo Hoa đạo hứa tận mắt nhìn thấy thì có lẽ không phải là giả rồi. Có điều, ta vẫn có đôi điều không rõ đó là không phải lần trước đạo hữu đã nói sức mạnh của phong ấn đã bị minh trùng mẫu khống chế rồi ư. Vì thế, nếu như sức mạnh của phong ấn tăng lên thì con hung trùng kia lại càng khó đối phó rồi, sao lại có thể là một chuyện tốt chứ? Lúc này, vị đại thừa bạch quang giới kim xoa nhịn không được nên hỏi. Xem ra vị đạo hữu này có đôi chút hiểu nhầm rồi. Vừa rồi ta nói sức mạnh phong ấn tăng lên là chỉ phần không bị minh trùng mẫu khống chế mà là phần sức mạnh do phong ấn kiểm soát. Dù mức độ tăng của phần sức mạnh này không đáng kể gì với tổng thể sức mạnh của phong ấn, nhưng điều đó cũng nói lên rằng không thể xem thường sức mạnh của bản thân phong ấn của chúng ta vẫn có thể dựa vào nó đôi chút đôi mắt bảo hoa nhấp nháy nàng nói ta vẫn chưa nghe ra được chút gì về phương pháp phen toàn đôi bề của ngươi ở đâu bảo hoa người có dự định gì thì cứ nói thẳng ra đi không cần giấu giấu diếm diếm lã ra mặt khoạm hừ một tiếng hơi mất kiên nhẫn mà nói ta chẳng có gì giấu diếm cả chỉ là muốn nói rõ một số chuyện trước rồi mới có thể giải thích kế hoạch tiếp theo cho các đạo hiếu Bảo Hoa lắc đầu nói, tốt, thế thì ta xin tiếp tục rửa tay lắng nghe. Lão già mặt khoảng khẽ trước mắt một cái, rồi không nói gì thêm. Bảo Hoa cười và tiếp tục nói, lần thám thính trước ta đã phát hiện ra chỗ minh trùng mẫu sống và chỗ bọn nguyên yểm đạo hiếu bị giam cầm trong thủy ấn là khác nhau. Bất kể kích thích cấm chế ở chỗ nào cũng sẽ lập tức đánh động tới minh trùng mẫu. Chính vì thế kế hoạch ban đầu của ta là định tập hợp sức mạnh của mọi người chấn áp con minh trùng mẫu kia, sau đó mới giải cứu bọn nguyên yểm đạo hiếu. Tất nhiên, làm như vậy thì hậu quả sẽ là chọc giận đến con minh trùng mẫu kia, vì thế nó sẽ thúc giục sức mạnh của phong ấn đối phó với các đạo hữu bị nhốt trước. Do đó, bọn nguyên yểm đạo hữu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi ta phát hiện ra phong ấn thượng cổ kia có linh tính thì lại nảy ra ý tưởng trợ giúp nó đoạt lại phần sức mạnh đã bị cướp kia. Nếu có thể thành công thì chẳng những trước hết bọn nguyên yểm đạo hữu có thể thoát khốn mà sau khi sức mạnh của phong ấn thượng cổ khôi phục, nhất định minh trùng mẫu sẽ lại bị áp chế, nói không chừng không cần chúng ta bỏ quá nhiều sức cũng có thể mượn sức mạnh phong ấn để chấn áp được minh trùng mẫu. Bảo Hoa cuối cùng cũng một mạch nói ra hết kế hoạch của bản thân. Đám lão tổ đại thừa ở trong sảnh nghe xong thì có biểu hiện khác nhau, có kẻ lộ vẻ vui mừng, có kẻ trầm ngâm im lặng, còn có một số chẳng biểu lộ gì. Hàn lập sờ lên cầm suy tư, Ngân Nguyệt đứng kế bên cũng mở to hai mắt nhưng không biểu hiện gì nhiều. Bảo Hoa đạo hiếu, dự định của ngươi có vẻ không tệ nhưng ta vẫn có điều thắc mắc, hy vọng được giải thích đôi chút đồng nha lão nhân sau khi im lặng trong chốc lát lại lên tiếng. Đá họ hiếu có gì nghi hoặc xin cứ hỏi, bảo hoa khẽ cười và nói, ta nghĩ rằng cho dù phong ấn thượng cổ kia thực sự có linh tính như lời ngươi nói thì ngươi cũng có gì chắc chắn không để cho chúng ta còn phối hợp hành động. Nếu không có phong ấn thượng cổ giúp đỡ thì chỉ sợ việc chúng ta muốn đoạt lại phần sức mạnh đã bị minh trùng mẫu kiểm soát là chuyện không tưởng. Dù sao thì con hung trùng này là dạng sinh vật mà ngay cả chân tiên thượng giới cũng không thể tiêu diệt, chỉ cần có chút sai lầm là chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu chúng ta cũng bị giam trong thủy ấn thì các giới sẽ không tùy tiện phái người đến lần nữa đâu. Đồng nha lão nhân nói một cách thẳng thừng. Đồng nha huynh yên tâm, nếu ta đã có ý tưởng này thì tất nhiên cũng có biện pháp để kết nối với phong ấn thượng cổ. Khi xưa ta từng là một trong các thủy tổ, canh giữ tại thủy ấn hơn mấy vạn năm. Nếu nói về hiểu rõ phong ấn thượng cổ này, hai vị đạo hữu nguyên yểm và niết bàn cũng thua xa ta. Về chuyện này xin đồng nha đạo hữu yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bảo Hoa đã tính đến việc này nên đáp, với thanh danh của Bảo Hoa đạo hiếu, nếu đã nói như vậy thì tất nhiên ta sẽ tin tưởng. Huống hồ ta cũng vốn định cứu người trước, nếu có kế hoạch chu toàn như thế, lại không xung đột với mục đích của ta thì tất nhiên ta sẽ không có ý kiến gì rồi. Lão già mặt khoảng thoáng nhắm mắt lại rồi nhoẻn miệng cười và nói. Bảo Hoa khẽ gật đầu, rồi quay sang hỏi các đại thừa khác một câu. Các vị còn có vấn đề gì không? nếu không có thì tiếp theo phải bàn bạc một ít bước đi cụ thể rồi dù rằng ta đã có kế hoạch sơ bộ nhưng một số chi tiết vẫn còn cần các đạo hữu cùng tham mưu các tu sĩ đại thừa trong sảnh liền bàn tán xôn xao một trận rồi lần lượt có mấy kẻ hỏi một số vấn đề liên quan đến phong ấn thượng cổ bảo hoa từ tốn giải thích cho từng người điều này khiến cho các lão tổ đại thừa rất thỏa mãn cảm giác đúng là bảo hoa quả thực đã tính toán kỹ lưỡng cho lần hành động này rồi cũng không hề qua loa tắc trách thời gian tiếp theo đó khi tất cả lão tổ không còn gì thắc mắc thì những người liên quan bắt đầu thương lượng một số sự tình và bước đi. Trải qua một ngày một đêm tranh luận và thương nghị, tất cả các chi tiết đều đã được bàn tính, khi các lão tổ đại thừa đều cảm thấy kế hoạch cụ thể không có chuyện gì quá lớn mới ước định thời gian xuất phát cụ thể là hơn 10 ngày sau, thì cuối cùng cuộc họp mới kết thúc. Hào quang của cung điện màu vàng bùng lên, sau đó có vô số luồng độn quang và cầu vồng từ đó vọt ra, rồi nhanh chóng biến mất ở nơi chân trời. Hàn Lập dẫn theo giải đạo nhân và Ngân Nguyệt cũng ở trong số đó. Hắn đang định tìm lấy một ngọn núi bất kỳ xung quanh sa mạc để có thể dừng lại trong một thời gian là được. Nhưng khi độn quang của ba người vừa mới rời thành đất được hơn trăm vạn dặm thì vẻ mặt Hàn Lập khẽ thay đổi, hắn thu lại độn quang, lơ lửng giữa không trung, rồi nhìn lướt qua trong không gian bên cạnh, lạnh lùng nói một câu. Nếu bảo hoa đạo hữu đã tới thì còn cần gì phải trốn trốn núp núp nữa, hiện thân gặp Hàn mỗ đi thôi. Ngân Nguyệt nghe thế liền giật mình, dừng lại bên cạnh Hàn Lập. Độn quang của giải đạo nhân lóe lên, đã xuất hiện sau lưng Hàn Lập với gương mặt vô cảm. Từ chỗ Hàn Lập nhìn truyền đến một giọng nói dễ nghe. Không ngờ được rằng chỉ một thời gian ngắn không gặp mà Hàn đạo hữu đã thực sự tiến cấp đại thừa, hơn nữa thần thông còn lợi hại như thế. Xem ra, nguyên yểm kiêng kỵ người là chính xác rồi. Lời vừa dứt, không gian liền dao động, rồi bóng một đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe lên, một dáng người xinh đẹp hiện ra, sau lưng là một gã nam tử mặc giáp đen đó là hai người bảo hoa và hắc ngạc nàng điềm tĩnh nhìn vào hàn lập nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hứng thú sao vậy bảo hoa đạo hữu hối hận với việc lúc xưa ư hàn lập lạnh lùng hỏi một câu hối hận ư có lẽ thế có điều nếu không làm thế thì sao ta có thể hồi phục tu vi ban đầu nhanh như thế chứ hơn nữa lần hành động này nếu có hàn huynh tham gia thì ta càng thêm tin tưởng bảo hoa thản nhiên cười nói bảo hoa đạo hữu nói đùa rồi Tại hạ chỉ là một tên đại thừa mới tiến cấp thì có thể có được bao nhiêu sức mạnh đây." Đạo Hữu đột nhiên ngăn Hàn Mỗ lại không phải để nói mấy chuyện nhàm chán này chứ. Hàn Lập Ngước nhìn Bảo Hoa, nói đầy thâm ý, "Chương 2220, xuất phát. Hàn Đạo Hữu cần gì phải tỏ vẻ lãnh đạm như vậy? Mặc kệ mọi chuyện có thế nào nhưng chúng ta đã gặp nhau vài lần nên cũng có thể coi là chỗ quen biết. Tuy nhiên, lúc này ta đợi ngươi ở dọc đường cũng bởi vì một việc khác. Ta muốn giao dịch một việc với Đạo Hữu." không biết hàn đạo hữu có hứng thú không bảo hoa tươi cười nói giao dịch gì nói sơ qua cho hàn mẫu nghe trước đi hàn lập cười ha ha tỏ vẻ như thể sao cũng được đạo hữu cùng ta qua chỗ khác rồi tiếp tục nói chuyện này được không bảo hoa liếc nhìn ngân nguyệt cùng giải đạo nhân sau đó lại đưa mắt về khoảng không ở gần đó rồi nói tốt không vấn đề gì hàn lập lãnh đạm gật đầu rồi thì thầm đôi câu với hai người ngân nguyệt tiếp đó hắn liền bay theo bảo hoa tới một chỗ không mấy xa lắm một lát sau, Bảo Hoa cùng Hàn Lập đều đã đáp xuống một cồn cắt nhỏ. Hai người giữ khoảng cách cỡ 5-6 trượng với đối phương. Bảo Hoa khẽ điểm ngón tay, bắn ra từng bó tơ nhỏ màu hồng phấn ra bốn phía. Những sợi tơ chợt lóe lên, bay vọt đi rồi biến mất vào không trung. Toàn bộ cồn cắt liền rung động, rồi một tầng cấm chế vô hình liền bao phủ nó vào trong. Hàn Lập thấy vậy mới lạnh nhạt nói, giờ đạo hữu có thể nói được rồi, Hàn đạo hữu cần gì lại nóng vội vậy. Cách đây mấy ngày thiếp thân có thu được một loại quả đàn hương rất quý hiếm, giờ sẽ lấy ra một ít để cùng thưởng thức với đạo hữu. Mời hàn đạo hữu ngồi, bảo hoa nhẹ nhàng cười, rồi lại khẽ phất tay áo lên. Cồn cát trước mặt rung lên, vô số hạt cát chuyển động loạn xạ, sau đó lại nhanh chóng hợp thành hai chiếc ghế đá màu vàng nâu và một cái bàn bằng đá dài mấy trượng trước mặt hai người. Một cơn gió màu hồng nhạt khẽ thổi qua, trên mặt bàn chợt xuất hiện thêm hai trái linh quả màu tím, một bình linh tử và hai cái chén bằng ngọc trong suốt thần niệm của hàn lập quét qua hai linh quả màu tím vẻ mặt thoáng kinh ngạc sau khi trầm ngâm một lúc hắn không nói hai lời liền ngồi lên chiếc ghế đá ở trước mặt bảo hoa tươi cười bước tới rồi cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện linh tử trong vắt như nước linh quả giòn ngọt như lê đợi cho hàn lập đặt chén rượu xuống bảo hoa mới nghiêm mặt mở đầu câu chuyện thực ra lần này ta muốn cùng đạo hữu làm một giao dịch rất đơn giản đó là sau này vào một lúc nhất định xin đạo hữu ra tay cuốn lấy một người để cho thiếp thân được rảnh rang đi làm sự việc đã dự định lâu nay cuốn lấy một người đạo hữu không thể nói cụ thể hơn được sao người đủ khả năng làm cho bảo hoa đạo hữu phải kiêng nể thì chắc chắn không phải là người tầm thường rồi hàn lập cười khuẩy tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh đạo hữu đừng hiểu lầm đúng là ngay cả thiếp thân cũng không muốn đối mặt trực tiếp với người này nhưng chỉ cần đạo hữu bám lấy đối phương một thời gian thôi cũng không nhất thiết phải đấu đến sống chết với hắn ta nghĩ chỉ chút việc như vậy chắc là không làm khó được đạo hiếu. Nếu như hàn đạo hiếu giúp được thiếp thân việc này thì ta sẽ thiếu đạo hiếu một món nợ nhân tình rất lớn. Sau này khi đạo hiếu cần đến sự giúp đỡ, nếu đủ khả năng chắc chắn ta sẽ không chối từ. Hàn huynh có hứng thú với giao dịch này không? Bảo hoa nhìn thẳng vào mặt hàn lập, cũng chẳng hề hoang mang. Để được bảo hoa đạo hữu mang nợ thì khoản này đúng là không nhỏ chút nào nhưng đạo hữu định để ta đối phó người nào thì cũng nên nói cho ta đôi chút về tên tuổi của kẻ đó đi chứ ánh mắt của hàn lập trượt lóe người này cũng chẳng xa lạ gì với đạo hữu hắn chính là gương mặt bảo hoa giãn ra như hoa nở rồi khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm cho hàn lập là hắn đạo hữu đang muốn đùa ta sao ta chỉ là một tên đại thừa mới tiến cấp thì làm sao có thể rằng co với đối phương đây hay là tốt nhất đạo hữu hãy mời người cao siêu khác đi hàn lập nghe xong liền cau mày không ngần ngại từ chối thẳng thừng hàn huynh cần gì phải từ chối sớm vậy ta có vật này đạo hữu cứ xem qua rồi hãy nói tiếp bảo hoa mỉm cười một tay phất nhẹ lập tức một vệt sáng trắng bắn ra chỉ lóe lên một cái đã đến trước mặt hàn lập đây là một bình ngọc trong suốt lớn bằng tầm bàn tay cánh tay của hàn lập khẽ vung lên bắt lấy cái bình sau đó hắn cúi đầu xem xét hai mắt liền híp lại bảo hoa đạo hữu có ý gì đây hàn lập vẫn chưa mở bình thuốc còn hỏi ngược lại một câu. Thiếp thân muốn dùng một lời hứa cùng với vật đó để đổi lấy sự tương trợ của đạo hữu. Bảo hoa quả quyết đáp, hàn lập hư lạnh rồi không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp mở nắp bình, dùng thần niệm quan sát bên trong. Thần giao đan, lập tức hắn kinh ngạc thốt lên, thật không ngờ kiến thức của hàn đạo hữu rộng rãi đến vậy, chỉ mới liếc mắt qua đã nhận ra loại đan dược này. Bảo hoa thấy vậy cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên, Linh đan này là một trong vài loại hiếm hoi trên thế gian có thể tẩm bổ cho nguyên thần của tu sĩ đại thừa kỳ, đặc biệt đối với người vừa mới tiến cấp thì công hiệu lại càng tăng thêm. Chỉ là phương pháp luyện chế loại đan dược này đã bị mất đi, làm cách nào bảo hoa đạo hữu lại có được nó. Hàn lập dơ cao bình ngọc, sắc mặt chợt biến hóa liên tục. Năm đó thiếp thân tìm được loại đan dược này trong động phủ của một gã tu sĩ ở thời thượng cổ. Ban đầu có đến 7 viên, nhưng nhiều năm trôi qua đến giờ chỉ còn lại duy nhất một khỏa như vậy chắc cũng đủ để chứng tỏ thành ý của thiếp thân với hàn đạo hữu rồi chứ bào hoa ung dung nói xem ra đạo hữu rất coi trọng hàn mỗ đạo hữu thực sự tin là ta có thể giúp ngươi níu chân người đó sao không sợ đến lúc đó năng lực của ta không đủ lại làm hỏng mất kế hoạch của ngươi hàn lập thở dài rồi nói thật ra người ta định nhờ trước khi tụ hội không phải là hàn huynh mà là một người khác thần thông của đạo hữu này tuy không thấp nhưng khả năng cầm chân người kia thành công thì giỏi lắm chỉ được một nửa mà thôi. Còn với hàn đạo hữu lại khác, khi người chưa tiến cấp đại thừa mà đã có thể đánh ngang tay với những tên đại thừa kỳ bình thường. Lúc này đã tiến cấp rồi, e là thực lực của đạo hữu lại tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Không chừng ngay cả thiếp thân cũng chưa chắc đã là đối thủ của đạo hữu. Mà kế hoạch của thiếp thân lần này vô cùng quan trọng, chính vì vậy nên phải chọn mặt để gửi vàng. Cho dù có phải trả một giá rất đắt thì ta cũng sẵn sàng. Bảo Hoa mỉm cười, giữa hai bờ mi còn như ẩn như hiện nét quyết rũ ngọt nào. Một khi bảo hao đạo hữu đã xem trọng tại hạ như vậy mà còn cự tuyệt thì thật là không phải. Được, vậy ta có thể ra tay giúp đạo hữu một lần. Nhưng ngoại trừ bình đan dược và một lời hứa ra, ta còn một điều kiện khác. Nếu đạo hữu đáp ứng, khi đó ta sẽ cầm chân người đó đúng một ngày một đêm. Như vậy chắc cũng đủ để đạo hữu hành động. Hàn lập đắn đo một chặp rồi bỗng nhiên cười. Ồ, vậy hàn đạo hữu hay nói rõ hơn đi. Nụ cười trên khóe môi của bảo hoa tắt đi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị nếu đạo hữu lại lãnh đạo ma giới một lần nữa, ta muốn ngươi không cho người của ma tộc nhân cơ hội hai giới diện giao nhau mà xâm nhập vào trong linh giới. Hàn lập nhìn chằm chằm bảo hoa rằn rọc, tuyệt đối không thể, hàn đạo hữu không thấy như vậy là quá đáng sao, chỉ giúp ta một lần mà cũng dám đặt ra điều kiện cỡ này sao. Khuôn mặt xinh như ngọc của bảo hoa trầm lại, giọng nói có vẻ như hơi gượng gạo. Tuy ta không biết nội dung cụ thể trong kế hoạch của đạo hữu nhưng một khi đã muốn hàn mỗ cầm chân người nọ thì chắc chắn người đang chấp lấy cơ hội ngàn năm có một ngày hơn nữa hiện nay trong ma giới ngoài ta ra thì làm gì có ai sẽ giúp ngươi đây hay đạo hữu định đi tìm lão già đồng nha không ra gì kia kể cả hắn có đồng ý đi nữa thì cái giá phải trả sẽ cao hơn so với hàn mỗ mấy lần hơn nữa không phải ai cũng vì một chút của cải mà chịu tạo cho mình một kẻ địch lớn như vậy hàn lập điềm tĩnh đáp lời hư chẳng nhẽ ngươi không sợ mắc tội với người đó sao Hàng lông mày trên khuôn mặt vốn đang trầm ngâm của Bảo Hoa nhăn lại thêm một lần nữa. Đạo Hữu biết rồi còn cố tỏ vẻ làm gì, năm đó ta đã có xích mích với người đó rồi, giờ có thêm một lần nữa thì cũng đâu khác biệt gì. Hàn Lập cười khẩy không thèm để ý, nói vậy cũng đúng, nhưng ta tuyệt đối không thể hủy bỏ thánh tế khi hai giới diện xích lại gần nhau. Chỉ là nếu sau này được trở lại lãnh đạo thánh giới, ta có thể ra lệnh cho những người trong tộc ta không tiến vào địa bàn nhân tộc của ngươi nửa bước bảo hoa nhăn mặt nhíu mày một hồi lâu mới chậm rãi trả lời chỉ mỗi nhân tộc thôi vẫn chưa đủ nhân tộc và yêu tộc ở linh giới xưa nay luôn đoàn kết với nhau nếu ma tộc các người xâm lấn địa bàn của yêu tộc thì nhân tộc ta sẽ không ngồi yên hàn lập trầm ngâm một lát rồi trở nên quyết đoán được nếu chỉ giới hạn trong khu vực của hai tộc nhân và yêu thì điều kiện này có thể đáp ứng mãi đến lúc này bảo hoa mới chịu đồng ý sau một hồi cân nhắc tốt đan dược này ta sẽ nhận trước chúng ta lấy ma tâm ra để thề đi. Sau đó còn phải thương lượng chi tiết lần hành động này. Hàn Lập nghe vậy mới tỏ vẻ tươi cười, tất nhiên là bào hoa liền gật đầu đồng ý. Một lúc lâu sau, Hàn Lập lại cùng Ngân Nguyệt và giải đạo nhân bay đi. Mãi nửa ngày tiếp đó họ mới tìm được một giải đồi thấp bên ngoài rìa sa mạc, lập tức cả bọn liền đáp xuống. Lại 10 ngày trôi qua, trên không trung của thổ thành có đến mấy vạn ma tộc tinh nhuệ tụ tập, làm tỏa ra từng đám khí đen cuồn cuồn, trong đó không tên nào có tu vi dưới cấp luyện hư giữa đám ma tộc này là hàng trăm chiếc thuyền to lớn lơ lửng trong không trung đám người hàn lập cùng với mấy tên đại thừa kỳ khác cũng đang ở trong đó một lúc sau không biết tiếng hiệu lệnh được truyền đến từ đâu mấy vạn tên ma tộc vây quanh những chiếc thuyền rồi ùn ùn kéo nhau bay về một phương xa lại qua tiếp ba tháng nữa ở một thung lũng hoang vu trong ma giới trên cao lúc này chấp lóe vô số hào quang những tiếng trống vang lên rung động cả trời đát khắp không trung đều là các vệ sĩ chen lấn đến chật ních. Ấy vậy mà nơi này lại tụ tập đến mấy trăm vạn tu sĩ của ma tộc. Người thì đang điều khiển ma khí bay qua bay lại, kẻ thì lại đứng yên lơ lửng trong không trung. Đúng lúc này, trong một con thuyền lớn ngang với cả tòa đảo nhỏ, Hàn Lập cùng với những tên đại thừa khác tụ tập trong một căn phòng, đang lắng nghe âm thanh trong treo của Bảo Hoa vang lên. Đầu tiên ta sẽ cho những vệ sĩ bên ngoài chia làm nhiều nhóm rồi để bọn họ đến quanh khu vực của thủy ấn ra sức thu hút sự chú ý của biển côn trùng với những con minh trùng cao cấp. Sau đó chúng ta dưới sự hộ tống của mấy vạn tu sĩ tinh nhuệ kia tiến vào thủy ấn theo một hướng khác. Chỉ cần vào được bên trong thủy ấn là ta sẽ có thể kích hoạt một vài cấm chế tạm thời ngăn cản đàn côn trùng ở lại bên ngoài. Cuối cùng chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, chia nhau ra đi làm nhiệm vụ của từng người. Chương 2221: Kịch chiến trong biển trùng thượng kế hoạch xuất phát từ đầu đã được mọi người thảo luận qua một lần hiện tại đã đến lúc lên đường tất nhiên mấy lão tổ đai thừa cũng không có ý kiến gì nữa một lát sau sau khi quân đội ma tộc đang túm tụm trên không phát ra những tiếng gầm rú liền chia thành mấy hướng ẩm ẩm lao đi tại chỗ chỉ còn lại mấy vạn vệ sĩ ma tộc tinh nhuệ nhất và mấy gã tu sĩ đại thừa mà sau một canh giờ những ma tộc tinh nhuệ này lần lượt tiến lên một số thuyền lớn rồi cũng rời khỏi hoang cốc bảy ngày sau trên không một cao nguyên đồi chọc có một đội quân do hơn 10 vạn tên chiến sĩ ma tộc tạo thành đang liều mạng chém giết trong biển Minh Trùng. Đám quân đội ma tộc này di chuyển theo đội hình, lấy mấy trăm thuyền lớn làm trung tâm tạo thành một trận thế hình tròn phi thường huyền diệu ở trên không, đồng thời còn bày ra bảy tám quầng sáng phòng ngự ở bên ngoài. Một cột sáng to lớn mang theo vô số khí màu đen từ bên trong quầng sáng liên tục bắn ra, cứ mỗi lần như vậy đều có từng mảng lớn thi thể quái trùng từ trên cao rơi xuống. Nhưng trong biển minh trùng ở đây thì những mảng quái trùng lớn như vậy quả thật rất nhiều bất kể là số lượng bị chết đi nhiều hay ít, lập tức lại càng có nhiều quái trùng hơn lao tới, liều mạng tấn công trận thế do đám ma tộc hình thành. Nguyên bản đội ngũ ma tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, thì giờ đây dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp của biển minh trùng, đám ma tộc này chỉ đành dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm. Nhưng ngược lại, quần sáng trong trận lại càng phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, đem đám minh trùng gần đó đánh chết vô số mới có thể giảm bớt vài phần áp lực. Nhưng vào lúc này, trong một chiếc thuyền tại trung tâm trận hình có ba gã tu sĩ hợp thể kỳ của ma tộc đang quan sát chuyện này, sắc mặt cả đám đều có vẻ âm trầm, không có một chút vui vẻ nào. Hiện tại đã phải vận dụng đến lực lượng dự phòng, có lẽ đây không phải là hành động sáng suốt lắm. Sau này, thời gian cầm cự của chúng ta chỉ sợ sẽ rút ngắn rất nhiều. Một gã ma tộc to con mặc áo giáp màu đỏ đậm thì thào nói một câu. "Hừ, hiện tại nếu chúng ta không sử dụng biện pháp này thì giờ đây có lẽ cả trận hình đều đã tan rã rồi." Nếu ngay cả khó khăn trước mắt còn không thể vượt qua thì còn nói gì đến những việc sau đó nữa chứ?" Một lão già ma tộc bộ dạng gầy còm lại hừ lạnh nói. "Nhưng mấy vị thánh tổ đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta nhất định phải cầm cự trong biển côn trùng hơn nửa ngày, hiện tại chẳng qua mới được vài canh giờ mà thôi. Chúng ta nếu muốn còn sống mà trở về thì chắc chắn phải lưu lại một ít lực lượng, bằng không đợi đến lúc sức cùng lực kiệt thì chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi biển côn trùng đây?" Tên ma tộc mặc giáp màu đỏ tỏ ra không đồng ý hỏi ngược lại. Nếu không sử dụng toàn bộ lực lượng, chúng ta đã sớm gặp nguy hiểm rồi, làm gì còn có chuyện chém giết để thoát khỏi biển côn trùng này. Chẳng qua đến phút cuối cùng, chúng ta cùng nhau thi triển bí thuật kích thích tiềm lực, cũng chưa chắc là không thể thoát thân một cách bình yên. Lão già gầy còm hờ hững trả lời, bí thuật kích thích tiềm lực, đạo hữu nói ra những lời này thật dễ dàng làm sao. Chỉ cần trong quá trình đó xảy ra một chút sai làm nhỏ thì cả đám chúng ta chỉ có nước chờ đám côn trùng này đến cắn nuốt mà thôi. Gã to con mặc giáp đỏ lạnh lùng nói: "Bản thân ta lại cảm thấy chỉ cần lập một kế hoạch thật chính xác là có thể nắm bắt cơ hội thoát khỏi biển côn trùng này. Chuyện này cũng không phải việc gì khó khăn." Lão già gầy còm trợn mắt, hậm hực nói: "Tên to con nghe vậy liền giận dữ, đang muốn cãi lại thì bị một thiếu phụ trung niên có tu vi ma tôn trực tiếp ngăn lại. "Bây giờ là lúc nào rồi mà hai vị đạo hữu còn ở đây cãi nhau? Nếu hai vị rảnh rỗi như vậy thì chờ đến lúc an toàn rời khỏi đây rồi cãi nhau cũng không muộn." chẳng qua trước đó ba người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực hiện tại chúng ta đã xuất ra tất cả lực lượng muốn hối hận cũng đã không còn kịp không bằng bây giờ suy nghĩ xem ngoại trừ việc phải kích thích tiềm lực thì chúng ta có còn cách nào khác để thoát ra ngoài hay không vẻ mặt của thiếu phụ ma tộc có vài phần nhan sắc này không lộ vẻ gì nói thiên diệu phu nhân nói có lý trước tiên chúng ta hãy cùng ngồi xuống bàn bạc xem có biện pháp nào khác hay không sau khi sắc mặt gã to con mặc giáp đỏ biến đổi Hắn miễn cưỡng đè nén bất mãn trong lòng rồi cười gượng nói, "Hoàn toàn chính xác, ta cũng không nghĩ rằng đám minh trùng nơi này lại hung ác hơn so với bên ngoài như vậy, lúc này phải đồng tâm hợp lực mới đúng." Sau khi lão già gầy còm ho một tiếng, sắc mặt khẽ biến nói, "Vì vậy, lúc này ba gã Ma Tôn lại đang trên thuyền cẩn thận bàn bạc kế hoạch thoát thân. Cùng lúc đó, mấy toán quân đội Ma tộc khác cũng đang bị vây khốn trong biển côn trùng." cũng có mấy gã ma tôn giống ba người ở trên đang liều mạng ngăn cản từng đợt rồi từng đợt tấn công của Minh Trùng, cả đám ma tôn này bộ dáng ai cũng đang cố sức chống đỡ. Chẳng qua lúc này đám người Hàn Lập, Bảo Hoa cùng với mấy vạn ma tộc tinh nhuệ thừa dịp hơn phân nửa Minh Trùng ở gần Thủy Ấn đều bị quân đội ma tộc hấp dẫn, liền dùng tốc độ nhanh nhất một lần tiêu diệt hơn 10 đàn côn trùng cản đường, tiến thẳng đến nơi cách Thủy Ấn không xa. Nhưng đến nơi này thì lại bị đàn Minh Trùng phản ứng kịp, đem bọn hắn vây lại chật như nêm cối. Lúc này bọn họ cũng như mấy quân đội ma tộc khác, bị biển côn trùng vô cùng vô tận cản đường. Chẳng qua đám người này cùng quân đội ma tộc khác không giống nhau. Mặc dù Hàn Lập, Bảo Hoa và đám lão tổ đại thừa còn chưa ra tay, nhưng mấy vạn ma tộc tinh nhuệ cùng gần một ngàn môn hạ đệ tử của mấy vị tu sĩ đại thừa này đã lao vào chém giết, đám minh trùng bình thường này làm sao có thể ngăn cản. Lúc này, chỉ thấy vô số đao quang kiếm ảnh từ đội ngũ phía trước cuồn cuộn bắn tới, đám minh trùng ngăn cản phía trước ảo ảo hóa thành mưa máu văng khắp nơi, căn bản không thể ngăn cản được gì. Cả đám ma tộc dưới sự bao phủ của nguồn ngụt ma khí, với tốc độ kinh người hướng thẳng phía trước lao lên, cho dù mấy đám minh trùng lợi hại hơn so với bình thường ngăn cản phía trước cũng nháy mắt bị tiêu diệt. Không tới nửa giây sau, đội ngũ ma tộc này đã tiến lên được trăm vạn dặm, dọc đường đã đánh chết không biết bao nhiêu minh trùng. Bỗng nhiên trong biển côn trùng phía trước truyền đến một âm thanh tê tê quái dị, tiếp đó đàn minh trùng chợt tách ra, một đám côn trùng to lớn xanh biết xuất hiện. Đám côn trùng này con nào con nấy đều to hơn 10 trượng, chân trước có dạng như gọng kìm, miệng đầy răng nhọn, hình dạng dữ tợn. Mọi người cẩn thận, những con này đều là minh trùng cao cấp, một đòn do bọn nó phun ra tương đương với một đòn toàn lực của Ma Tôn. Một gã ma tộc cao cấp hiếu biết vì sao có thể ngay lập tức nhận ra đám côn trùng này, liền kinh sợ thốt lên. Nhưng vào lúc này, đám côn trùng xanh biếc phía trước há to miệng, ào ào phun ra những cột sáng xanh biếc. Mấy ngàn tên ma tộc cấp độ luyện hư phía trước không kịp đề phòng, đã bị những cột sáng này trực tiếp xuyên thủng ma khí phòng ngự đánh thẳng lên người, tiếp đó cả đám phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết rồi trực tiếp bốc hơi biến mất. Những cột sáng này quả thực lợi hại vô cùng, quần sáng bảo vệ quanh người đám vệ sĩ ma tộc căn bản không thể mảy may ngăn cản. Ha ha, đám minh trùng cao cấp này vậy mà lại tập hợp ở đây nhiều như vậy, xem ra bọn nó đã đoán được chúng ta mới là lực lượng chủ chốt. Nếu đã như vậy, mọi người còn chờ gì nữa? Một gã thánh tổ ma tộc mặc giáp màu đen đang đứng ngay trên mũi của chiến thuyền thấy vậy liền cười lên ha hả, một tay giơ lên, lập tức một chùm những sợi tơ bắn nhanh tới, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một tấm lưới lớn bay lên, bao phủ chừng hơn vài dặm, trực tiếp hướng về phía đám côn trùng to lớn chụp xuống. Lúc này, sau khi sắc mặt mấy tên đại thừa gần đó khẽ động, cả đám cũng đồng loạt ra tay. Một gã chỉ là đơn giản bấm niệm pháp quyết, lập tức trên không phía trước xuất hiện gió lớn, một con lốc cao ngàn trượng bỗng nhiên dựng lên, sau đó hùng hổ cuốn về phía trước. Một gã đại thừa khác thì chỉ tay lên trời, lập tức nguyên khí trên trời ào ào sao động, sau khi tiếng sấm vang lên, liền có vô số tia điện to như miệng chén đánh xuống. Cùng lúc đó, mấy tên lão tổ đại thừa còn lại cũng âm thầm làm phép, những lưỡi đao gió dài hơn một thước cùng những quả cầu lửa màu lam to như chậu rửa mặt, xuất hiện bốn phía quanh đám côn trùng to lớn, rồi lập tức bắn tới. Thậm chí có một gã lão tổ đại thừa, bàn tay chộp vào khoảng không, một thanh kiếm nhỏ trong suốt nhoáng lên một cái hiện ra rồi sau đó trực tiếp chém tới âm thanh xé gió vang lên rõ ràng lập tức có vô số kiếm quang trong suốt bắn ra rồi ầm ầm lao tới đám côn trùng to lớn có nhiều lão tổ đại thừa ra tay như vậy đám côn trùng to lớn này mặc dù phi thường lợi hại nhưng làm sao có thể chống lại số lượng công kích nhiều như vậy lúc này giữa tiếng kêu gào thảm thiết có con cơ thể bị chia năm xẻ bảy có con lập tức hóa thành cho tàn trong nháy mắt cả đám đều bị quét sạch không còn một mống trong đội ngũ ma tộc lập tức phát ra vô số tiếng hoan hô không được ngừng lại tất cả tiếp tục tiến lên gã thánh tổ ma tộc mặc giáp đen sau khi cười hung ác lập tức phát ra mệnh lệnh vang vọng khắp bốn phía đám ma tộc tinh nhuê liền không dám chậm trễ cả đám đang có chút chậm lại liền lao nhanh về phía trước lúc này những con minh trùng lúc trước tách ra mở đường lại lần nữa hung hãn không sợ chết cuồn cuộn lao lên nhưng cũng không thể làm chậm tốc độ tiến lên của đám người này hàn lập lúc này đang ở trong phòng khách của chiến thuyền nhưng thần niệm của hắn vẫn ở bên ngoài đảo qua đem hết thảy xem rõ ràng hắn nhìn thấy đám côn trùng to lớn này bị một đòn liên thủ của mấy tên đại thừa tiêu diệt dễ dàng thì khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười đám côn trùng to lớn này mặc dù phun ra cột sáng có uy lực ngang ngửa với một đòn của tu sĩ hợp thể nhưng năng lực phòng ngự lại cực kỳ kém cỏi giống như chỉ là một đám vứt đi nếu không vừa rồi ngay cả do vài tên đại thừa đồng loạt ra tay đi nữa cũng không thể dễ dàng đem nhiều tu sĩ hợp thể như vậy nháy mắt tiêu diệt xem ra đám côn trùng to lớn này không phải là minh trung cao cấp chính thức rồi mà lúc này trong phòng khách tụ tập đầy đủ toàn bộ những lão tổ đại thừa ngoài ra chỉ có thêm bảy tám người đứng trước sau tùy thời phục vụ bảo hoa ngồi trên một cái ghế trong phòng khách lúc này đang vuốt ve một cái gương lớn cỡ bàn tay đúng là chiếc tiểu huyễn thiên kính của nàng còn những tu sĩ đại thừa khác có kẻ thì túm tụm với nhau thì thì thầm thầm có người lại lặng im nhắm mắt dưỡng thần ánh mắt của hàn lập trượt lóe hắn dừng lại ngồi ở cạnh một thiếu nữ gần khung cửa sổ, người này chính là Thánh Tổ Tà Liên. Khuôn mặt của nàng thật quá giống với bảo hoa, nàng đang nhìn tình hình trận chiến của đám vệ sĩ với đàn minh trùng qua ô cửa sổ, ánh mắt không một gợn sóng, thật không sao đoán được trong lòng nàng đã nghĩ cái gì. Cách thiếu nữ không xa, lão già đồng nha được vài tên đến từ giới diện thiên nha vây quanh. Lão ngồi xếp bằng lên sàn nhà, trên người có những vệt sáng vàng nhạt như ẩn như hiên di chuyển không ngừng, Thật giống như lão đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Hàn Lập như vừa nghĩ đến điều gì đó, hắn thu ánh mắt lại, rồi cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn là Giải Đạo Nhân đứng thẳng với vẻ mặt đờ đẫn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Ngân Nguyệt nơi đâu. Cũng bởi vì tự Hàn Lập nhận thấy chuyến đi này có phần nguy hiểm nên không dám dẫn nàng đi theo, mà để nàng ở lại động phủ tạm thời trong sa mạc. Theo lý mà nói, một khi ở xa Hàn Lập thì Ngân Nguyệt sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của vong tình quyết nhưng vì thời gian không quá dài nên cũng không đáng ngại cho lắm. chương 2222, kịch chiến trong biển trùng hạ. Khi Hàn Lập đang âm thầm cân nhắc trong lòng thì Bảo Hoa vẫn ngồi im ở chính giữa đại sảnh chợt nhíu mày và cất lời. Các vị đạo hiếu xin chú ý, chúng đến rồi. Bảo Hoa không đề cập cụ thể, chúng, là gì nhưng các lão tổ đại thừa khác vốn đang ung dung cũng đều trở nên căng thẳng, có một số kẻ còn lập tức hướng thần niệm quét ra bên ngoài thuyền. Hàn Lập dùng mình trong lòng, cũng có hành vi tương tự hắn thấy ở giữa biển trùng chợt dao động mạnh một trận, rồi đột nhiên xuất hiện từng con sâu quái dị màu đỏ thấm, hừng hực như lửa. Loại sâu keo này không lớn mấy, chỉ tầm một trượng thôi nhưng khắp người phủ đầy từng dòng, từng dòng linh văn màu vàng kim nhạt, hai mắt xanh biếc ướt át, ở bên trong giường như có ánh sáng năm màu lập lè. Những con sâu keo này vừa xuất hiện thì mấy tên đại thừa đứng ở trước và sau thuyền lớn liền biến sắc, không cần phải suy nghĩ nhiều liền tự động thúc giục bảo vật, pháp quyết. Ngay lập tức, ánh kiếm bóng đao, từng khối cầu lửa hay khí đen, tất cả cùng ầm ầm bay ra. Những con sâu keo thông thường ở xung quanh liền hóa thành cho bụi trong đòn tấn công hung hãn này. Thế nhưng, những con sâu quái dị màu đỏ thấm kia khi bị các đòn tấn công này bao phủ lấy liền khẽ rung đôi cánh lên. Bóng người chúng lập tức trở nên mờ ảo, biến mất tăm hơi thoát khỏi đòn tấn công dồn dập kia. Một khắc sau đó, 7 tám con sâu keo đỏ thấm lóe lên hiện ra, xuất hiện ngay bên cạnh mấy tên đại thừa, rồi sau khi khẽ rung cánh thêm một lần nữa, chúng liền lao thẳng về phía bọn hắn. Mấy vị lão tổ đại thừa này liền hoảng sợ, kẻ thì liên tục búng tay, bắn ra vô số mũi nhọn đan sen nhau chén tới, hoặc có kẻ bên ngoài cơ thể lóe lên linh quang, đồng thời có một số